Chương 962, rất đáng ghét. Văn Nhân Chiếu thích nhất hai hội sở, một là danh viện hội sở, nơi còn lại chính là Thiên Ba Phủ Nhất Hào. Sở dĩ Văn Nhân Chiếu thích hai hội sở này là vì có liên quan tới chủ nhân của chúng. Chủ nhân của danh viện hội sở Cửu Yên Mị chính là mẫu người phụ nữ trưởng thành mà hắn rất thích. Trong khi đó chủ nhân của Thiên Ba Phủ Nhất Hào chính là Tần Túng Hoành, người anh trước đây hắn rất sùng bái. Mặc dù do nguyên nhân Văn Nhân Mục Nguyệt nên mối quan hệ thân thiết của Văn Nhân Chiếu với Tần Túng Hoành hạ nhiệt, nhưng vì thói quen, mỗi khi không có việc gì làm, Văn Nhân Chiếu vẫn tới Thiên Ba Phủ Nhất Hào chơi. Hôm nay đột nhiên Văn Nhân Chiếu lại đi đến Thiên Ba Phủ Nhất Hào. Nhớ tới nhiệm vụ chị gái mình giao, sau mấy câu chuyện ngẫu nhiên với mấy người bạn rượu, câu chuyện đương nhiên dẫn dắt tới chuyện Tần Lạc bị bắt. Thật sự là kiêu ngạo, ngang ngược, sĩ quan quân đội cao cấp cũng dám đánh. Quân đội là một hệ thống riêng, bọn họ không giống như địa phương. Bọn họ hay bao che cho người nhà, lần này không chết cũng bị lột ra. Ha ha, có câu như thế nào nhỉ? Phá cục không phá cục, tung hoành không tung hoành. Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ là một cô gái. Hiện tại ở Yến Kinh này chỉ có anh ta là người danh tiếng nhất. Người còn trẻ mà, nhận chút thiệt thòi cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Văn Nhân Chiếu, anh ta không phải là anh rể của cậu sao? Chị gái cậu sẽ thật sự tuyển chọn anh ta làm người đàn ông của mình chứ? Tuyển chọn không tốt lắm, tôi còn hơn anh ta nhiều. Hay là cậu giới thiệu tôi với chị cậu đi. Nếu như chuyện này thành công, tôi giới thiệu cho cậu 10 thiếu phụ đầy đặn, thành thục, không, 100. Văn Nhân Chiếu chỉ hừ một tiếng và nói, các anh thì biết gì chứ? Tần Lạc bị bắt vì anh ấy bị người khác âm mưu hãm hại. Người nào hãm hại anh ta chứ? Anh ta có gì đáng để người ta hãm hại? Là vì muốn tranh đoạt một vị trí. Văn Nhân Chiếu nói, Tần Lạc có một sư phụ là người trong quân đội. Vị sư phụ này đắc tội với người nên đã bị người đó đuổi ra ngoài. Hiểu chưa, chuyện này nhất định lão gia trong nhà các anh biết. Các anh quay về hỏi nhất định sẽ hiểu rõ ràng. Văn Nhân Chiếu giải thích mơ hồ, nhưng chính điều này lại càng thu hút sự tò mò của những người hiếu kỳ. Người có thể tới nơi này tiêu tiền đương nhiên không phải là người đơn giản. Có lời mào đầu của chủ đề này. Bọn họ chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể biết được rất nhiều tin tức có liên quan. Trong một phòng riêng, Tần Túng Hoành và Cửu Yên Mị đang ngồi uống rượu nhìn Văn Nhân Chiếu tranh cãi tới đỏ mặt tía tai bên ngoài. Nhóc con này bắt đầu trưởng thành rồi. Tần Túng Hoành nhấp một ngụm rượu đỏ, cười hì hì nói. Nhất định là do chị gái cậu ta bảo làm. Cửu Yên Mị bưng chén rượu yêu kiều đứng trước bức tường thủy tinh nói, cô ấy làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ làm vậy có thể cứu Tần Lạc ra ngoài sao? Tạo xu thế, Tần Túng Hoành nói, khi tới một vị trí nhất định thì mọi người rất yêu quý danh dự của mình. Cô ta chỉ cần kéo dài quyết tâm ra tay của người kia. Tôi nghĩ sát chiêu chính thức vẫn còn ở phía sau. Cửu Yên Mị nhìn Tần Túng Hoành, nói đầy ý tứ, cơ hội của anh tới rồi. Tần Túng Hoành không né tránh ánh mắt của Cửu Yên Mị, hắn nói, nếu như tôi nhớ không lầm thì cô hẳn là người bên anh ta. Lệ Khuynh Thành đang nắm trong tay công ty Cửu gia. Cả một người quan trọng của Cửu gia bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực. Tôi nhớ rất rõ lúc đầu cô chính là phần tử trung kiên của Lệ phái. Tôi không phải là người của ai, tôi chỉ không muốn nhìn thấy Cửu gia sụp đổ. Cửu Yên Mị nói, vào thời khắc đó, giao Cửu gia vào tay cô ấy chính là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất trong người cô ấy cũng chảy dòng máu Cửu gia. Không phải cô rất tình nguyện là việc này sao? Cô ta có nghĩ như vậy không? Tần Túng Hoành nói thẳng thừng. Hay nói cách khác ngoại trừ cô, người Cửu gia có nghĩ như vậy không? Ít nhất bây giờ Cửu gia vẫn còn tồn tại, công ty Cửu gia vẫn không sụp đổ. Nhưng nó là của họ Lệ hay họ Tần, cuối cùng nó hoàn toàn không có liên quan tới Cửu gia. Cửu Yên Mị muốn lãng tránh đề tài này, chẳng lẽ anh không chuẩn bị ra tay sao? Ra tay gì? Tần Túng Hoành đi tới rót thêm rượu đỏ vào ly của mình, hắn khẽ lắc đầu nói, cô cảm thấy lần này là cơ hội của tôi sao? Chờ đợi quá lâu cuối cùng sẽ làm cho anh trở nên hèn yếu. Cửu Yên Mị thẳng thừng châm chọc Tần Túng Hoành. Ai bảo lúc trước anh ta nói thẳng thừng vấn đề của Cửu gia khiến người ta khó có thể chấp nhận. Bị kẻ khác nói nhu nhược không quan trọng. Quan trọng nhất là bị người định nghĩa sự thất bại. Bạch Tàn Phổ rất dũng cảm nhưng kết quả anh ta đã chết. Tần Túng Hoành phản đối. Chẳng lẽ anh không tức giận sao? Cửu Yên Mị cười khúc khích hỏi. Tôi nghe nói quan hệ giữa anh và Văn Nhân Mục Nguyệt rất thân thiết. Rất nhiều người nghĩ hai người sẽ là một đôi. Tần Túng Hoành trừng mắt nhìn Cửu Yên Mị nói, xem ra tôi đoán không sai. Vì Lệ Khuynh Thành tấn công quá mạnh mẽ,
người Cừu gia các cô không kiên nhẫn được nữa. Các cô chỉ hy vọng anh ta gặp chuyện không may, đúng không? Cừu Yên Mị không phủ nhận, nếu như anh ra tay ngay từ đầu thì có lẽ tình hình lúc này đã khác. Không nên mang hết nguyên nhân thất bại của mình đổ hết lên người khác. Cừu gia có rất nhiều nơi cần nghiên cứu nhưng dễ dàng để cho bọn họ nắm quyền khống chế cổ phần khiến cho tôi hoàn toàn bất ngờ. Đó chỉ là kế tạm thích ứng. Cừu Yên Mị thở dài nói, nếu như cô ấy coi mình là người Cừu gia thì việc giao công ty cho cô ấy cai quản cũng không có gì đỡ đáng lo. Đáng tiếc là cho tới giờ cô ta vẫn không cho mình là người Cừu gia, đúng không? Cừu Yên Mị không nói. Hành động của Lệ Khuynh Thành đối với Cừu gia khiến nàng rất khó xử. Nếu như không tranh thủ thì sẽ muộn, Tần Túng Hoành cười ha hả nói. Chính anh khi trước bảo tôi nhận thua. Lúc này khác, lúc trước khác, khi trước tôi bảo các cô nhận thua chính là muốn bảo tồn thực lực của các cô nhưng nếu bây giờ nhận thua thì Cừu gia sẽ hai bàn tay trắng. Nếu như phản công dẫn tới hai bàn tay trắng thì cũng còn tốt hơn. Các cô có gì phải lo lắng? Cừu Yên Mị bưng chén rượu trầm ngâm một lúc lâu mà không nói câu nào. Sau khi bị giáo huấn ở bên phòng lãnh đạo quay về, Dương Độ sợ hãi bất an không thôi. Ông ta không lo lắng gương mặt bị thương khiến người khác sợ hãi, không lo lắng cái chân đau đớn. Ông ta chỉ lo lắng lãnh đạo có ấn tượng với mình hay không. Lãnh đạo đại diện cho điều gì? Đại diện cho tất cả. Lãnh đạo bảo anh đi không được. Lãnh đạo bảo anh không được, đi cũng chẳng xong. Điều Dương Độ lo lắng bây giờ chính là ông ta chỉ sợ lãnh đạo nói ông ta không được mà quả thực lãnh đạo đã nói trước mặt ông ta như vậy. Làm sao bây giờ, Đu Ơn Độ cân nhắc đi cân nhắc lại vấn đề này trong đầu. Ngay cả chuyện vợ con ông ta muốn ông ta tới bệnh viện chụp phim đầu và chân xem có vấn đề gì không, ông ta cũng không đồng ý. Đúng lúc đó chuông điện thoại di động của Dương Độ vang lên. Khi Dương Độ nhìn thấy dãy số trên màn hình điện thoại, lập tức ông ta phấn chấn tinh thần như được bơm ma túy vậy. Chào thủ trưởng, Dương Độ nhảy dựng lên trên ghế salon. Ông ta đứng thẳng người, giọng nói run rẩy. Đồng chí Dương Độ, bây giờ có một vụ án muốn giao cho đồng chí hỗ trợ đi giải quyết. Bây giờ đồng chí đi tìm đồng chí Uông Minh Quỳ, đồng chí đó sẽ nói cụ thể cho đồng chí. Nói xong trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Lãnh đạo vẫn muốn giao nhiệm vụ cho anh chứng tỏ lãnh đạo vẫn còn đặt hy vọng vào anh. Hơn nữa Uông Minh Quỳ chính là người thân tín, tin cậy nhất, người này tới phụ trách vụ án, chứng tỏ lãnh đạo rất coi trọng. Dương Độ bất chấp đùi mình vẫn đau đớn, ông ta bảo vợ đi tìm một bộ vest mới thay sau đó vội vàng đi ra ngoài. Sau khi Dương Độ đi theo sau Uông Minh Quỳ vào trong nhà giam của đội đốc sát, nhìn thấy Tần Lạc đang ngồi trong một phòng riêng, ung dung cầm tờ báo đọc. Trên bàn có một chén trà nóng đang bốc khói, cơn tức giận của Dương Độ lập tức phát ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Ai cho anh ta vào trong này? Ai mang trà và báo tới cho anh ta? Anh ta là tội phạm, không phải là khách. Các anh có đầu óc không hả? Cho dù anh ta có là cha của các anh cũng không được dùng kiểu cách nịnh nọt này. Dương Độ tức giận quát mắng mấy nhân viên ở bên cạnh. Phòng giam là do tôi sắp đặt, trà và báo cũng do tôi mang tới. Lý Quốc Phong xuất hiện sau lưng mấy người, bình tĩnh nói. Lý Quốc Phong. Dương Độ nghiến răng nghiến lợi nói. Trong suy nghĩ của Dương Độ, Lý Quốc Phong chỉ đáng ghét sau Tần Lạc và Long Vương mà thôi. Khi Dương Độ ở viện an dưỡng nhìn thấy Lý Quốc Phong tới, ông ta còn tưởng Lý Quốc Phong là cứu viện của mình. Không ngờ khi Tần Lạc ra tay đánh ông ta, Lý Quốc Phong chẳng những không ra tay cứu trợ, thậm chí còn không ngăn cản, gã này còn quay người cho thuộc hạ của mình rời khỏi đó. Nếu như Lý Quốc Phong hỗ trợ ông ta, ông ta có bị Tần Lạc đánh thành bộ dạng thê thảm như thế này không? Có, Lý Quốc Phong cũng lớn tiếng trả lời. Hãy mang báo và trà ra ngoài. Dương Độ ra lệnh quát. Lý Quốc Phong liếc mắt nhìn Uông Minh Quỳ và nói, xin lỗi, anh không phải là thủ trưởng trực tiếp của tôi. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Anh, một lần nữa Dương Độ tức hộc máu. Gã khốn này đúng là ăn tim gấu, gan báo mà dám không nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Lý Quốc Phong. Tôi muốn anh hãy lập tức giải người này tới nhà giam cấp 3. Bỏ tất cả báo và trà đi. Uông Minh Quỳ lớn tiếng ra lệnh, thế nào, ngay cả mệnh lệnh của tôi anh cũng dám không tuân theo hả? Lý Quốc Phong bị mệnh lệnh này làm khó. Uông Minh Quỳ chính là lãnh đạo cao nhất của đội đốc sát, là thủ trưởng trực tiếp của Lý Quốc Phong. Người này có quyền chỉ huy và ra lệnh trực tiếp cho hắn. Nếu như Lý Quốc Phong không nghe theo chính là chống lại quân lệnh. Tần Lạc gấp tờ báo trong tay đứng dậy. Cầm chén trà đi tới cửa sắt,
hắn cười nói với Lý Quốc Phong, anh hãy thu lại hết đi. Dương Độ giơ tét đoạt chén trà trong tay Tần Lạc, vô cùng đắc ý uống một ngụm, sau đó ông ta đổ nước trà còn lại xuống mặt đất nói, cho dù tao đổ đi cũng không cho mày uống. Không hiểu sao Tần Lạc nhăn mặt nói, tại sao ông có thể uống chén nước người khác đã uống? Ông đáng ghét quá. Uống rồi, vẻ tươi cười đắc ý trên gương mặt Dương Độ trở nên cứng đơ. Lúc này Dương Độ chỉ muốn nôn ra. Chương 963, máu sôi trào. Con ruồi đáng ghét càng bu lấy khi con người xua đuổi nó, càng đuổi theo con người. Trong mắt Tần Lạc, Dương Độ chính là một con ruồi như vậy. Con người này thực sự là âm hồn bất tán không tan. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, ông ta không rời khỏi hắn nửa bước. Bởi vì chán ghét nên cách nói chuyện càng độc ác. Lần sau muốn đoạt trà của người khác uống, tốt nhất ông hãy hỏi ý kiến người ta trước. Ông đúng là có tật xấu uống nước bọt của người khác. Tôi lại không có thói quen để người khác uống nước bọt của mình. Ông cảm thấy buồn nôn nhưng tôi lại thấy nôn mửa. Tần Lạc nghĩ tới chuyện hắn và người này, hôn môi, gián tiếp, hắn thực sự chỉ muốn dẫm đạp người này dưới chân mình. Mày, họ Tần mày, Dương Độ vốn nghĩ tới chuyện uống nước thừa của Tần Lạc đã muốn nôn mửa, giờ nghe Tần Lạc nói mấy câu, đầy chính nghĩa, như vậy, ông ta càng tức giận tới mức như muốn phát điên. Bình thường Dương Độ rất có tài ăn nói nhưng khi đứng trước mặt Tần Lạc, ông ta không nói được câu nào, hoàn toàn giống như vợ bé bị người ức hiếp vậy. Tôi làm sao? Tần Lạc quay sang nhìn Uông Minh Quỳ cười nói, chẳng lẽ những người bên cạnh ông đều có kinh nghiệm cho ông uống nước bọt sao? Tần Lạc, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Uất nghẹn một lúc lâu, cuối cùng Dương Độ cũng nói được một câu tàn nhẫn. Uông Minh Quỳ cau mày nói, Lý Quốc Phong, dẫn anh ta tới Đại Lao. Dạ, Lý Quốc Phong trả lời. Đại Lao cấp 3 ở trong tù chính là phòng giam ở tầng 3 dưới mặt đất. Đây là phòng giam có đầy đủ những dụng cụ tra tấn. Khi người bị đưa tới phòng giam cấp 3 chính là sẽ bị tra tấn. Khi Lý Quốc Phong mở phòng giam, gã đưa mắt nhìn Tần Lạc, ý bảo Tần Lạc phải thật sự cẩn thận. Tần Lạc mỉm cười, tỏ vẻ tiếp thu ý tốt của Lý Quốc Phong. Tần Lạc dưới sự áp giải của một đám cai ngục, được đưa vào một thang máy đặc biệt. Thang máy chạy xuống dưới khoảng 2-3 giây đồng hồ thì dừng lại. Keng! Thang máy mở ra, đập vào mắt Tần Lạc là một đại sảnh trống trải. Một đám đàn ông mặc trang phục quản ngục đi tới đón, Uông Minh Quỳ gật đầu nói với những người này, tìm một căn phòng trống. Dạ, chủ nhiệm, một người đàn ông đầu hói sắc mặt không chút cảm xúc liếc nhìn Tần Lạc và nói. Ngón tay gã nhanh chóng hoạt động khiến một dãy số xuất hiện trên màn hình. Sau đó một vách tường trông giống như một tấm màn che tường đột nhiên tách ra hai bên, hình thành một cái động hình cánh cung cho người đi vào trong. Uông Minh Quỳ đi lên trước nhất. Tần Lạc bị hai người đàn ông trong trang phục quản ngục áp giải hai bên đi vào bên trong. Đúng lúc này đột nhiên Uông Minh Quỳ đứng lại. Uông Minh Quỳ liếc nhìn Lý Quốc Phong và nói, Lý Quốc Phong, cậu lui ra ngoài. Chủ nhiệm, dù Lý Quốc Phong vô cùng sốt ruột nhưng anh ta không có cớ ở lại. Lý Quốc Phong đành phải nói thẳng với Uông Minh Quỳ, Long Vương bảo tôi hãy bảo vệ an toàn cho Tần Lạc. Tôi bảo cậu đi ra ngoài. Đương nhiên Uông Minh Quỳ tức giận khi cấp dưới của mình nhiều lần cãi lại mệnh lệnh của chính mình. Dạ, Lý Quốc Phong trả lời rồi dẫn người của mình lui ra ngoài. Loảng xoảng, tiếng cánh cửa sắt điện tử khép lại, Tần Lạc biết hành trình khổ cực của mình đã bắt đầu. Đây chính là ma luyện sư phụ nói sao? Tần Lạc thầm cười gượng trong lòng, xem ra cửa này cũng không thật tốt. Thế nhưng lúc này Tần Lạc thật sự hiểu rõ Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn. Còn những người hắn tin tưởng, người đã từng nhận ân huệ của Tần gia. Bọn họ nhất định sẽ đứng ra vì hắn. Đây chính là một lần kiểm tra lòng người, kiểm tra nhân tình ấm lạnh. Đây cũng là một lần kiểm tra thực lực của chính hắn, làm ra danh tiếng của riêng hắn một cách độc lập. Bắt đầu từ hôm nay hắn là Tần Lạc mà không phải là một người bám vào người khác hay thế lực của người khác nữa. Sau này người ta sẽ gọi hắn là Tần Đại Thiếu, mà không bao giờ gọi hắn là Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm Yến Kinh nữa. Sau khi vào tới Đại Lao, sắc mặt Uông Minh Quỳ và Dương Độ nới lỏng ra rất nhiều. Uông Minh Quỳ nhìn lướt qua Dương Độ và nói, sức khỏe tôi không tốt lắm. Tôi sang bên nghỉ ngơi một chút, trước tiên anh cứ thẩm vấn đi, có kết quả thì kịp thời báo cáo. Uông Minh Quỳ đã nhận được ám chỉ là lần thẩm vấn này hãy để cho Dương Độ làm. Việc Uông Minh Quỳ ông ta đứng ra chỉ là ngụy trang bề ngoài để tránh sau này có người công kích là hành vi, thẩm vấn bị cáo chính là hành vi trả thù. Được, tôi sẽ làm.
Dương Độ cười ha hả trả lời. Lúc này Dương Độ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là, báo thù mối huyết hận này. Ông ta thực sự không có tâm trạng suy nghĩ xem tại sao sức khỏe Uông Minh Quỳ lại không tốt trùng hợp đúng vào lúc này. Sau khi Uông Minh Quỳ rời khỏi, Dương Độ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc cười đen tối nói, nhóc con, tình thế đã xoay chuyển. Hôm nay mày tới nhà của tao, không ngờ mày nhanh chóng rơi vào tay tao phải không? Tôi đã nghĩ tới nhưng chỉ là ông không nghĩ tới mà thôi. Tần Lạc cười nhạt nói. Tần Lạc từ việc thấy Uông Minh Quỳ lâm trận bỏ chạy đã hình dung ra vấn đề rất nghiêm trọng. Hiển nhiên trong nội bộ những người này xảy ra vấn đề, có lẽ những kẻ đó muốn từ bỏ quân cờ Dương Độ này. Nếu như Dương Độ này không còn tỉnh táo, tình hình của hắn sẽ rất nguy hiểm. Ha ha, không nghĩ tới thì không quan trọng, ta làm được là được. Dương Độ không hiểu ẩn ý trong giọng nói của Tần Lạc. Ông ta cực kỳ đắc ý nhìn Tần Lạc, giống như nhìn một con lợn đang chuẩn bị làm thịt vậy. Cha khảo, Dương Độ vung tay, uy phong lẫy lừng nói. Dầm. Lập tức bốn quản ngục lao tới, hai người hướng tới tay, hai người hướng tới chân Tần Lạc lao tới. Chờ một chút, Tần Lạc nhanh như chớp lùi lại sau, hắn xua tay ngăn cản nói, Dương Độ, ông thật sự muốn bước mình đi vào con đường chết sao? Nhóc con, chết tới nơi rồi mà còn nói láo. Dương Độ tức giận nói, tao có chết hay không thì vẫn chưa biết. Dù gì đi nữa tao cũng muốn cho mày chết trước. Trước tiên chúng ta nên nói chuyện, Tần Lạc nói. Không có gì để nói. Hãy bắt nó tra khảo cho tôi. Tần Lạc tung chân đá, đá bay gã quản ngục đang hung hăng nhào tới, gầm lên, Dương Độ, ông có biết tại sao ông phụ trách thẩm vấn vụ án này không? Yến Kinh, Tây Phượng Cổ Trạch. Một bà lão cầm bàn tay gầy như que củi của một ông lão đang nằm trên ghế nói, lão Uông, nghe Tiểu Tuấn nói là đứa cháu Tần gia bị tống vào tù. Ông thấy có cần cho lão nhị đứng ra nói hộ không? Ông lão thở rất khó khăn, ông thều thào từng từ một. Giúp một, bình tĩnh, muốn, giúp. Không có, tần.gia, không có, uông.gia. Tôi gọi điện cho lão nhị có được không? Ông lão mở to mắt biểu thị thái độ của mình. Bà lão vội vàng chạy đi gọi điện thoại. Điếu ngư đài. Một ông lão tướng mạo uy nghiêm thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình Trung Quốc bản tin quốc gia cầm cái chén sứ người thư ký mang tới ném nát vụn, tức giận quát, kỳ cục. Rất kỳ cục, nào có công tác như vậy? Đây là không làm tròn trách nhiệm, cực kỳ thiếu trách nhiệm. Hãy gọi điện thoại cho Điền Chân, ta muốn hỏi xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Hỏi xem ông ta muốn làm cái gì. Cẩm Lý, biệt thự cao cấp trong viện dưỡng lão. Một đám người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, uy nghiêm đứng trước mặt một ông già hai chân bị liệt. Ông già không nói câu nào, ông đang ngẩn người cầm chén trà trong tay. Đây vốn là tội của chúng tôi, đây vốn là việc của chúng tôi. Chúng tôi biết việc này do lão đó làm. Chúng tôi phải gánh chịu hậu quả của việc này. Một người đàn ông có vết sẹo rất to trên mặt, khi ông ta nói vết sẹo vặn vẹo như một con sâu gióm nói với một giọng nói ầm ầm như hổ gầm. Một người đàn ông dáng người nhỏ bé nhưng toàn thân ẩn chứa khí chất thô bạo của đàn ông vân vê băng đạn trong tay quát to, da thịt tôi rất rắn chắc. Hãy cho tôi vào trong. Chỉ cần tôi không chết sau khi đi ra, tôi vẫn ra trận giết giặc như thường. Long Vương, ông hãy đứng ra nói đi. Ông nói làm gì thì chúng tôi sẽ làm vậy. Tất cả đều nghe lời ông. Cùng lắm thì cả người tôi lau sạch sẽ quay về làm tân binh chứ gì. Cuối cùng Long Vương ngẩng đầu nhìn mấy viên đại tướng tâm phúc nói, người thiện bị người ức hiếp. Ngựa lành bị người cưỡi. Liệu có phải chúng vẫn biểu hiện quá thiện lương nên mới bị người khác cho rằng chúng ta dễ bị ức hiếp? Đúng vậy, đúng vậy. Đám người kích động nói, chúng ta cần cứng rắn hơn một chút. Chúng ta đi tìm Điền Chân đòi người. Đòi người làm gì? Long Vương nói, Tần Lạc đánh Dương Độ là sự thật, chứng cứ rất rõ ràng. Chúng ta đòi người làm gì? Điều này, mọi người liếc nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc ông già Long Vương này có ý gì. Tại sao lời nói trước sau của ông mâu thuẫn với nhau? Vừa mới nói là cần phải cứng rắn hơn nhưng ngay lập tức lại nói là, chứng cứ rõ ràng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Giết người đền mạng, đã thương người thì ngồi tù. Giọng nói Long Vương khàn khàn mà rất có lực. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cho Tần Lạc một xét đoán công bằng. Trước khi có kết quả điều tra, chúng ta muốn đòi người về thì không phải là cưỡng từ đoạt lý sao? Quốc pháp ở đâu? Quân pháp ở đâu? Nhưng nếu Điền Chân dụng hình thì sao? Tại sao các người biết ông ta nhất định sẽ dụng hình? Tất cả đều trầm ngâm không ai nói câu nào. Nhưng khi nhìn vẻ mặt và nắm tay nắm chặt của bọn họ có thể thấy giới hạn của họ đã tới tận cùng. Long Vương thầm than trong lòng.
Tần Lạc, vì con mà cái mặt mình ta cũng bán. Lần này bọn họ nhất định sẽ cảm kích rớt nước mắt với con. Ta già rồi, sau này thế giới là của con. Chương 964, khoai lang phỏng tay không có người nhận. Một chiếc xe hồng kỳ có rèm che được chế tạo đặc biệt chậm rãi chạy vào tới trước tòa nhà đội đốc sát. Đám vệ binh đứng gác trước cửa không những không đi tới ngăn cản mà những người được giao nhiệm vụ đứng thẳng người này còn khom người chào chiếc xe. Những người có thể đứng gác ở đây cũng được coi là người kiến thức rộng rãi. Chỉ dựa vào việc chiếc xe có treo lá cờ nhỏ màu đỏ với biển số đằng sau có 3 con số đủ khiến bọn họ nhìn thấy mà e sợ. Ở đất nước Trung Quốc này, người ta đi xe nào không quan trọng. Biển số xe mới là điều quan trọng nhất. Két. Chiếc xe nhẹ nhàng đỗ lại trước cửa khu nhà, cánh cửa ghế phụ ở được người ở bên trong đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu đen, nhanh nhẹn bước xuống xe, đi tới mở cánh cửa sau của xe. Người đầu tiên bước xuống cửa sau của xe là một cô gái xinh đẹp. Dáng người cô gái cao, gầy, gương mặt thanh tú, mái tóc dài tết thành một cái đuôi ngựa, gương mặt có vẻ mệt mỏi và lo lắng nhưng dáng vẻ lại cực kỳ kiêu ngạo. Trông giống như một cô công chúa nhỏ đi lạc đường, một lần nữa quay về lãnh địa của mình. Cô gái lấy tay đỡ trần xe, sau đó mới dìu một ông già râu trắng toát, dáng vẻ yếu ớt từ trên xe xuống. Cảnh thư ký, hãy đi thông báo một tiếng. Vương Cửu Cửu nói với người đàn ông trung niên vẫn đi theo sau hai người. Dạ, tiểu thư, người đàn ông trung niên trả lời, sau đó bước nhanh lên trên bậc thềm của khu nhà. Ông, chúng ta vào trong thôi. Vương Cửu Cửu ôm cánh tay ông già nói. Ông già nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt với vẻ thất thần. Một lúc lâu sau ông mới nhỏ nhẹ nói, già rồi, không còn chức vụ. Chỉ còn lại cái mặt này có thể dùng được. Dùng một lần ít đi một lần. Ông vốn chuẩn bị để khi cháu gặp chuyện gì đó trên con đường làm quan mới dùng tới. Bây giờ xem ra phải làm sớm hơn rồi. Ông phải biết rằng điều ông giúp cháu hôm nay còn quan trọng hơn ông giúp cháu sau này trên con đường làm quan. Vương Cửu Cửu cười ôn nhu nói, ông phải biết cháu là người thế nào. Cháu đã quyết định chuyện gì thì nhất định không hối hận. Ông già cười vỗ vỗ vai Vương Cửu Cửu nói, đi thôi. Chúng ta phải đi gặp Điền Chân. Tiểu tử này trước kia ở cục hậu cần quân khu Tây Bắc, không ít lần tới chỗ chúng ta hóa duyên. Ông đã giúp hắn, không biết hắn còn nhớ phần ân tình này không? Cảm ơn ông, Vương Cửu Cửu cười ngọt ngào nói. Thế nhưng cháu phải đồng ý một yêu cầu của ông. Điều gì? Khi đi ra, cho dù ông có yêu cầu gì cháu cũng không được phản đối. Ông lão nghiêm túc nói. Vương Cửu Cửu thoáng do dự một lát rồi nàng nhanh chóng đồng ý, được cháu đồng ý. Điền Chân rất bực bội. Cực kỳ bực bội. Dù là bất kỳ ai mà trong mấy phút ngắn ngủi nhận được hơn 10 cú điện thoại thì cũng thực sự không thoải mái. Huống chi nội dung của những cú điện thoại này khiến ông ta cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như có thể Điền Chân thực sự muốn đổi sang một văn phòng làm việc khác. Đương nhiên điều này chỉ có thể là suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ trong đầu. Thứ nhất, những người này đều là những người quan trọng mà ông ta không thể không đối xử cẩn thận. Thứ hai, cho dù ông ta có quyền chuyển văn phòng làm việc thì bọn họ cũng thông qua những cách khác nhau mà tìm được ông ta. Thứ ba, Điền Chân cũng thực sự tò mò, ông ta thực sự muốn biết rốt cuộc thực lực sau lưng Tần Lạc là như thế nào. Càng chờ càng kinh hãi, càng chờ càng lạnh giá. Có lẽ đã đi nhầm nước, quá sai lầm, ông già cầm bút lông sói nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, một lúc lâu vẫn không đặt bút xuống. Đoán ra phản ứng của Long Thiên Trượng, đoán ra phản ứng của Phó Phong Tuyết, đoán ra phản ứng của mọi người nhưng chỉ là không tính tới Tần Lạc này. Thậm chí ngay cả lão lãnh đạo chính tay đề bạt ông ta cũng tự mình gọi điện thoại tới về chuyện Tần Lạc. Lúc này Điền Chân mới nhận ra vấn đề không hề đơn giản. Trước đó Điền Chân vốn tưởng rằng những cứu binh này đều là của Long Thiên Trượng xuất ra. Khi đó Điền Chân còn thầm cười đắc ý, Long Thiên Trượng càng ở sau làm chuyện náo động, kết quả của ông ta càng thêm bi kịch. Chưa có kết quả điều tra và kết luận, anh đã làm lớn chuyện, gây áp lực biện hộ làm ảnh hưởng tới kết quả điều tra. Đây là hành vi gì vậy? Nói một cách nghiêm trọng thì đây chính là hành động kéo bè kết phái. Hơn nữa còn chụp một cái mũ, được sủng ái mà kiêu, lên người Long Thiên Trượng. Tới khi đó Long Thiên Trượng còn tư cách nói chuyện lựa chọn đội trưởng Long Tức không? Đây mới chính là sát chiêu của trò chơi này. Chỉ cần Long Thiên Trượng dám động đậy, ông ta sẽ thắng trong cuộc chiến này. Còn chuyện Tần Lạc sống chết, Điền Chân không cần quan tâm. Điền Chân không phải là Hoàng Thiên Trọng, ông ta không có oán thù với Tần Lạc.
thậm chí ông ta còn chưa gặp mặt Tần Lạc. Ông ta đang chờ đợi đối phương thiếu kiên nhẫn, chờ đợi đối phương lún sâu vào. Thế nhưng lão lãnh đạo của Điền Chân đã nói một câu mà ông phải sởn gai ốc, dùng mình. Thả Tần Lạc, cậu không chọc vào được đâu. Tần Lạc, Điền Chân thoáng kinh ngạc, lúc này ông già mà núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc mặt lập tức nhảy người khỏi ghế. Là hắn? Hắn là ai? Con người này có bối cảnh, lai lịch gì? Điền Chân muốn hỏi nữa nhưng lão lãnh đạo đã cúp điện thoại. Lúc này Điền Chân mới chậm rãi suy nghĩ về nội dung mơ hồ của những cuộc điện thoại trước đó. Khi bọn họ gọi điện thoại tới thì đều trực tiếp hỏi chuyện Tần Lạc nhưng có rất ít người nhắc tới chuyện tranh chấp giữa ông ta và Long Vương. Rất hiển nhiên bọn họ gọi điện không phải vì Long Vương mà bọn họ gọi điện vì Tần Lạc. Một con rắn nhỏ khuấy động sóng gió yến kinh. Điền Chân vừa có cảm giác buồn cười nhưng lại vừa có cảm giác tức giận. Hoàng Thiên Trọng này, rốt cuộc đã đưa tới cho mình sát tinh nào đây? Điền Chân đi tới ngồi trước điện thoại, bấm một dãy số. Hoàng Thiên Trọng, hãy tới ngay phòng làm việc của ta. Nói xong Điền Chân ngắt điện thoại. Đây chính là phong cách nói chuyện của Điền Chân. Điền Chân biết chỉ cần ông ta nói ra bọn họ nhất định sẽ ghi tạc trong đầu, hơn nữa còn chấp hành. Đương nhiên khi nói chuyện với lãnh đạo, Điền Chân sẽ có một cách nói chuyện khác. Cạch cạch. Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa nhỏ. Điền Chân biết là thư ký của mình nên nói, vào đi. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng vẻ rất anh tuấn bước vào trong. Người này là Hoàng Ngọc, thư ký của Điền Chân, tâm phúc của tâm phúc. Hoàng Ngọc biết tâm trạng của Điền Chân không tốt nên cố gắng tươi cười khi bước vào báo cáo công việc, thủ trưởng, Vương lão gia và cháu gái của ông ấy tới, muốn gặp thủ trưởng. Vương gia, Điền Chân sửng sốt. Vương Nê Hầu. Hả, Điền Chân cau mày nói, Vương Đại Pháo, ông ta tới làm gì? Hoàng Ngọc chỉ cười mà không trả lời. Lãnh đạo chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không thực sự muốn có câu trả lời. Điền Chân suy nghĩ một lát rồi nói, hãy nói tôi không có mặt ở đây. Hoàng Ngọc cười gượng nói, thủ trưởng, bọn họ đoán chắc là thủ trưởng sẽ nói như vậy nên Vương Lão có nói nếu như thủ trưởng nói không có ở đây, ông ấy sẽ tới phòng làm việc chờ thủ trưởng quay về. Ông ấy là ông già nhiều tuổi như vậy, bây giờ đang chờ ở văn phòng chúng ta nếu xảy ra chuyện gì thì. Sau đó Hoàng Ngọc không nói tiếp nữa. Đương nhiên là Điền Chân hiểu rất rõ. Vương Lão chính là công thần khai quốc, là nhân vật đức cao vọng trọng cho dù là trong giới quân sự hay trong giới chính trị. Nếu như thật sự khi Vương Lão ngồi chờ lâu trong phòng khách rồi xảy ra chuyện cảm mạo hay chuyện không hay nào đó, chuyện này truyền ra ngoài, tội của ông ta sẽ không thể nào gánh được. Bây giờ người đang ở đâu? Điền Chân thở dài hỏi. Chuyện này càng lúc càng chuyển biến theo chiều hướng xấu rồi. Ở trong phòng khách, Hoàng Ngọc trả lời. Điền Chân không nói câu nào nữa. Ông ta bỏ bút lông sói xuống và đi ra ngoài. Hoàng Ngọc vội vàng lui sang bên. Tới khi lãnh đạo đi ra ngoài, Hoàng Ngọc mới vội vàng chạy theo sau. Điền Chân đẩy cửa phòng khách bước vào trong. Sau khi thấy Vương Lão gia đang ngồi trên ghế salon uống trà, ông ta làm ra vẻ tươi cười nghênh đón, ngay từ xa đã chìa hai tay ra nhiệt tình nói, Vương Lão, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Ngài làm thế này không phải hại chết tiểu bối như tôi sao? Có chuyện gì ngài cứ gọi điện cho tôi là được, chỉ cần sự việc trong phạm vi giải quyết của tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm giúp ngài. Vương Nê Hầu ngồi ngay ngắn trên ghế salon, chìa tay bắt tay Điền Chân rồi cẩn thận thu tay về. Lúc này Vương Lão mới mỉm cười hòa ái nói, Điền Chân, mấy năm nay chúng ta không gặp. Bây giờ gặp lại đã ngay lập tức có việc nhờ cậy. Tôi thật sự thấy xấu hổ. Vương Lão quá khách khí. Điền Chân cười ha hả nói, có việc gì ngài cứ nói. Chỉ cần việc tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Là như thế này, bên các anh có bắt một thanh niên trẻ tên là Tần Lạc phải không? Đúng là có chuyện như vậy. Điền Chân thẳng thắn nói. Ồ, Vương Lão gật đầu hỏi tiếp, cậu ta phạm vào tội gì vậy? Đánh sĩ quan làm nhiệm vụ. Điền Chân cười nói, thế nhưng vẫn chưa thẩm vấn nên cũng không biết sự việc có thực như vậy hay không. Vương Lão đích thân tới đây, chẳng lẽ Tần Lạc này có quan hệ thân thích với ngài hay sao? Ha ha, cũng coi là như vậy. Vương Nê Hầu chỉ vào Vương Cửu Cửu nói, tiểu tử đó có quan hệ rất tốt với Cửu Cửu nhà chúng tôi. Tôi bị con bé này cố tình léo tới đây. Thì ra là vậy, sau khi Điền Chân cẩn thận suy nghĩ một lát, ông ta nói, nếu như là bạn tốt của Vương Tiểu Thư, tôi nhất định sẽ bảo bọn họ thẩm vấn nhanh chóng vụ án này.
Nếu như là không có chuyện gì, chúng tôi sẽ mau chóng thả người. Hơn một chục cuộc điện thoại rất có lai lịch, lão thủ trưởng gọi điện cảnh cáo. Vương lão mình Trần ra trận, điều này thực sự cắt đứt ý niệm cũ của Điền Trân. Một khi Vương lão đích thân tới cầu, Điền Trân cũng muốn mượn cơ hội này từ bỏ vụ án này. Bây giờ Tần Lạc đối với Điền Trân mà nói chính là một củ khoai lang phỏng tay. Không thể làm Tần Lạc bị thương, cũng không thể gián tiếp công kích Long Thiên Trượng. Nếu như ông ta làm theo lời thỉnh cầu của Vương gia, có khi còn để lại một món nợ ân tình cho Vương gia. Chỉ dựa vào điều này trận đấu này cũng đáng giá. Khi nghe Điền Trân nói, tâm trạng đang căng thẳng như dây cung của Vương Cửu Cửu đã được nới lỏng xuống. Điền Trân có ý thả người, chứng tỏ Tần Lạc không có chuyện gì. Không không không, Vương Nê Hầu vội vàng xua tay nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tôi vác cái mặt dày này tới không phải là muốn anh làm việc riêng tư trái với pháp luật. Vương Nê Hầu tôi cả đời chưa bao giờ làm chuyện này. Thẩm vấn, hãy cứ tiếp tục thẩm vấn. Cần thẩm vấn thế nào thì cứ thẩm vấn. Tôi chỉ ở đây chờ một kết luận công bằng mà thôi. Vương Nê Hầu thầm cười nhạt trong lòng. Tiểu tử, có bao nhiêu đạo hạnh mà dám đấu với ta? Bây giờ lo lắng chuyện náo loạn, không xong nên muốn tống đi sao? Không có cửa đâu. Chương 965, tiểu bạch kiểm này không tầm thường. Vương Cửu Cửu đang thầm cao hứng trong lòng vì việc giải quyết thuận lợi chuyện của Tần Lạc, không ngờ ông nàng không tới trợ giúp nàng mà lại tới quấy rối. Điền Trân người ta đã chủ động nói ra muốn thả người, vì sao ông còn muốn ra vẻ làm bộ như thế này? Cho dù thiếu Điền Trân một món nợ ân tình thì đã sao nào? Chẳng lẽ Vương gia không tiếp nhận được sao? Vương Cửu Cửu đang định lên tiếng thì Vương Nê Hầu đã cầm tay nàng, ánh mắt nhìn nàng cười tủm tỉm. Lập tức Vương Cửu Cửu nhớ tới việc đồng ý với ông mình bên ngoài đại sảnh. Cho dù ông nàng có quyết định gì đi nữa thì nàng cũng không được phản đối, chính vì vậy Vương Cửu Cửu đành im lặng, trầm ngâm. Thế nhưng chính vì vậy nàng không khỏi một lần nữa trở nên căng thẳng. Tục ngữ có câu, quan tâm sẽ bị loạn. Với trí tuệ của Vương Cửu Cửu, thật ra nàng rất dễ nhận ra thâm ý của ông mình, nhưng chuyện lúc này nàng quan tâm nhất chính là sự an toàn tính mạng của người đàn ông nàng yêu thương nhất, nên nàng không suy nghĩ một cách thấu đáo. Nếu như nàng có thể, nàng nhất định sẽ chọn cách cứu Tần Lạc ra ngoài chứ không dùng hắn để đánh cờ, thậm chí phản công lại người khác. Đả thương người 1000 lần, mình tổn thất 800. Mặc dù lần đấu này mình chiếm thế thượng phong nhưng Vương Cửu Cửu cũng không muốn có tổn hại gì, nhưng Vương Nê Hầu lại là tay chơi cờ có hạng. Tính toán của mình thất bại khiến Điền Trân không khỏi thấy rất ngột ngạt trong lòng. Nhưng những bực bội này không có chỗ để phát tiết. Lúc này Điền Trân thực sự chỉ muốn đẩy ngã lão già này xuống đất đánh cho một trận đáng đời để hả giận trong lòng. Chính bản thân ông ta đã không chú ý tới thể diện, chủ động nói ra để bọn họ mang người về, thế mà bọn họ còn giả bộ chính mình là thánh nhân, gì đó, còn nói chính mình chưa từng làm chuyện như thế này. Hình như khắp thiên hạ này chỉ có duy nhất mình là người, dùng việc công giải quyết việc tư, làm trái pháp luật, không bằng. Gương mặt nhiệt tình của mình bị người khác dán lên một cái mông lạnh lẽo. Sự khác biệt này ai có thể nhẫn nhịn được đây? Bây giờ phải làm gì đây? Lão già thất phu này không chịu phối hợp theo kịch bản. Chẳng lẽ lão còn muốn mình kêu khóc, cầu xin mang người trở về sao? Nếu một khi như vậy thì Vương gia không thiếu nợ Điền Trân ông ta một món nợ ân tình, mà chính ông ta lại thiếu nợ Vương gia một món nợ ân tình. Hơn nữa sau này chuyện này truyền ra ngoài, ông ta còn tư cách nhìn người khác không? Vì đánh cờ thua đơn giản là thua người chứ không thua trận. Cho dù có mạo nhận là trang hảo hán thì cơn tức này cũng không thể nào bộc phát ra ngoài. Vẻ mặt Điền Trân cứng đơ nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Điền Trân cười ha hả nhìn Vương Nê Hầu nói, Vương lão là người đức độ, bội phục, bội phục. Nếu như Vương lão đã hạ lệnh cần phải thẩm vấn cẩn thận. Tôi là vãn bối không thể không nghe lệnh làm việc, tôi sẽ nhanh chóng thông báo xuống dưới cho bọn họ nhanh chóng tiến hành thẩm vấn. Nhất định chúng tôi sẽ có câu trả lời công bằng cho Vương lão. Vương lão cứ đi về nghỉ ngơi trước, sau khi có kết quả tôi sẽ báo cáo với Vương lão trước tiên. Làm phiền rồi, Vương Nê Hầu sảng khoái xua tay nói, ta không quay về. Chạy tới chạy lui phiền phức lắm, ta muốn chiếm dụng hai cái ghế của anh, mấy chén nước, không có chuyện gì chứ. Điều này không sao, Điền Trân nói với vẻ khó xử. Nhưng Vương lão là người tôn quý, để cho ngài ngồi chờ ở chỗ này về tình về lý đều không phù hợp. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Điền Trân tôi chỉ e là mang tiếng xấu là không biết đãi khách. Điền Trân đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Ngọc ở sau và nói tiếp, Vương lão,
tôi cho thư ký đi thuê một phòng ở khách sạn đối diện. Lão nhân gia ngài đi sang đó nghỉ ngơi có được không? Không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy. Vương Nê Hầu nói, ta ngồi ở đây là được rồi. Vương lão, không phiền toái. Đây chính là chút lòng thành của thủ trưởng tôi. Khách sạn đó là khách sạn nội bộ của đội đốc sát. Tiện nghi bên đó tốt hơn so với bên này. Tôi đã chuẩn bị phòng rồi. Tôi dẫn Vương lão ngài sang bên đó, được không? Hoàng Ngọc khom người cười nói với vẻ lấy lòng. Trong trường hợp này vốn không có cơ hội cho ông ta nói chuyện nhưng vì chuyện này liên quan tới việc phục vụ của ông ta nên Hoàng Ngọc mới dám dũng cảm lên tiếng. Không cần, Vương Nê Hầu xua tay nói, điều kiện nơi này rất tốt. Năm xưa chúng ta ở Thảo Nguyên Tuyết Sơn điều kiện còn ác liệt hơn so với bây giờ rất nhiều. Không phải quá khứ đã qua rồi sao? Những người trẻ tuổi các anh mấy năm nay không thể quá an nhàn, hãy ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn với dân chúng, hiểu rõ nỗi khổ của bọn họ như vậy mới có thể làm được nhiều việc tốt cho dân chúng. Ta chỉ ngồi ở đây, các anh nóng vội làm gì? Không cần phải xen vào việc của tôi, hãy để một ấm nước ở đây là được, ta muốn uống nước thì cháu gái ta sẽ rót. Điền Chân nhìn Vương Nê Hầu không chịu đi mà thầm sốt ruột trong lòng. Điền Chân biết lúc này mình không có ác ý e rằng không xong, ông ta liền nói, Vương lão, tôi sợ rằng Tần Lạc là người cứng đầu, chỉ sợ là thẩm vấn rất lâu. Vương Nê Hầu đương nhiên biết ý định của Điền Chân, ông chỉ xua tay cắt ngang lời Điền Chân, không cần nôn nóng. Không cần nôn nóng, dù gì ta chỉ là lão già bình thường lui xuống rồi. Không có việc gì cần làm, thẩm vấn một tiếng ta sẽ chờ một tiếng. Thẩm vấn một ngày ta sẽ chờ ở đây một ngày. Điền Chân nói, nếu như Vương lão đã quyết định như vậy thì chúng tôi không quấy rầy ngài nữa. Nói xong Điền Chân mỉm cười, quay người đi ra ngoài cửa. Hoàng Ngọc khom người rót đầy chén nước cho Vương Nê Hầu rồi ông ta mới đi theo Điền Chân ra ngoài. Đợi khi Hoàng Ngọc đi ra ngoài, Vương Cửu Cửu mới cầm tay Vương Nê Hầu, tức giận nói, ông, tại sao ông lại làm như vậy? Rốt cuộc là ông tới giúp cháu hay ông tới hại cháu vậy? Điền Chân đã chủ động nói sẽ thả người ra, chúng ta có thể mang người đi, tại sao ông lại từ chối ông ta? Nếu như chọc ông ta tức giận thì sao? Không phải tình hình Tần Lạc lúc này rất nguy hiểm sao? Vương Nê Hầu dáng vẻ ung dung tự tại, cầm chén nước trà xanh thổi lá trà một hơi, bình thản nói, bây giờ chúng ta mang người đi thì sẽ mang một cái tội là ỷ mạnh cướp đoạt người đi. Nếu một khi như vậy, chúng ta không tới giúp Tần Lạc mà chính là hại Tần Lạc. Mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Tần Lạc là ai? Cậu ta đánh người vô tội thì được thả còn bọn họ đánh người thì bị giam lại. Thế nhưng, Vương Nê Hầu cười ha hả nhìn cháu gái của mình nói, Cửu Cửu, cứ bình tâm. Cháu hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này rồi cứ không phải như thế này mà xong hết đâu. Chúng ta không chỉ muốn đem Tần Lạc ra ngoài mà chúng ta còn phải thắng. Nếu như chúng ta không thắng, chuyến đi này của Tần Lạc coi như không có ý nghĩa. Nếu không lần bán thể diện này của ông cũng sẽ không có ý nghĩa. Khi nhìn dáng vẻ chân thành của ông mình, Vương Cửu Cửu đành phải kiềm chế sự sốt ruột trong lòng mình. Nàng ngồi thẳng người, thân thiết cầm tay ông mình. Binh! Ngay khi Điền Chân quay vào phòng làm việc của mình, ông ta tức giận hất bộ đồ chén tử sa vào tường vỡ nát vụn. Tử sa một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà. Cậy già lên mặt, nể mặt mà còn không biết xấu hổ. Ông ta coi mình là ai vậy? Một lão bất tử đã rút lui lại còn làm bộ nghiêm nghị tới đây hùa vào làm chuyện xấu. Ông ta thực sự cho rằng mình là người dễ bị ức hiếp vậy sao? Lãnh đạo tức giận, thư ký không thể tức giận. Hoàng Ngọc tươi cười ngồi xổm trên nền nhà nhặt những mảnh nhỏ chén trà vỡ và nói, thủ trưởng, bây giờ phải làm gì? Làm gì bây giờ? Tôi biết làm gì bây giờ. Sau khi nói xong Điền Chân mới có cảm giác mình đã nói lỡ lời. Khi nhìn chữ nhẫn treo trên tường, lúc này máu nóng bốc lên mặt ông ta mới vơi đi chút ít. Một người lãnh đạo không thể khống chế bản thân trước mặt thuộc hạ sẽ chỉ khiến thuộc hạ coi thường năng lực của mình. Một khi như vậy thuộc hạ cũng sẽ mất đi sự tin tưởng đối với mình cùng với cảm giác thần bí, bất lợi cho sự khống chế sau này. Cũng may Hoàng Ngọc vẫn cúi đầu, chăm chú nhặt mảnh vỡ, như không quan tâm tới điều đó. Điền Chân cau mày suy nghĩ một lát rồi ông ta âm trầm nói, lão già này vội vàng tới, rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho thằng nhóc kia. Đuổi đi cũng không đi. Không ngờ thằng nhãi kia có quan hệ cứng như vậy, lại có quan hệ thân thiết với Vương gia. Chuyện đã tới nước này nếu như chúng ta xử lý hời hợt thì ngược lại chúng ta là người đối lý.
Hoàng Ngọc Thu nhặt những mảnh vụn xong rất đúng lúc. Ông ta đứng nghiêm trước mặt Điền Chân hỏi, thủ trưởng, vậy ý của ngài là? Thẩm vấn cẩn thận, thẩm vấn chu đáo. Cần thẩm vấn thế nào thì thẩm vấn thế vậy. Tần Lạc đánh người là sự thật. Chúng ta cứ báo cáo kết quả thật cho cấp trên. Chúng ta làm như vậy thì mới có thể ngăn cản những người này miệng rộng. Hiểu rồi, Hoàng Ngọc nói ngay, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Dương Độ bảo anh ta dựa vào hoàn cảnh mà làm. Bảo hắn phải tranh thủ thời gian, chuyện này càng để lâu càng bất lợi cho chúng ta. Điền Chân căn dặn. Hoàng Ngọc bước nhanh ra ngoài nhưng rồi ông ta nhanh chóng quay lại báo cáo với Điền Chân, thủ trưởng, Thiên Trọng tới. Bảo hắn vào đây đi. Điền Chân gật đầu nói, giọng nói ông ta không tự nhiên, có vẻ như ông ta đang cố đè nén sự tức giận trong lòng. Dạ, Hoàng Ngọc biết lãnh đạo mình đang tức giận nên lên tiếng trả lời rồi đi ngay ra ngoài. Khi Hoàng Thiên Trọng đi vào trong phòng, ánh mắt gã không tự chủ được chú ý nhìn đống mảnh sứ trên sàn nhà. Nhưng rồi gã nhanh chóng tươi cười, đổi lại một thái độ cẩn thận, dè dặt, khiêm tốn nói, chú Điền, chú tìm cháu. Hoàng Thiên Trọng, tôi hỏi cậu, cậu có biết thân phận của Tần Lạc không? Điền Chân tái mặt hỏi. Biết, Hoàng Thiên Trọng nói. Điền Chân nổi giận, cầm hộp bút trên bàn ném ra và mắng, biết tại sao cậu không nói cho tôi biết. Biết tại sao cậu lại hại tôi như thế này. Bịch, Hoàng Thiên Trọng vẫn đứng im không né tránh, để mặc cái hộp bút ném trúng đầu, máu bắn ra. Hoàng Thiên Trọng vẫn đứng điềm nhiên, bình tĩnh nói, chú Điền, cháu biết hắn đến từ một gia tộc trung y, coi như trong nhà cũng có một công ty có quy mô, có quan hệ mập mờ với mấy người phụ nữ ở Yến Kinh. Có người gọi hắn là đệ nhất Tiểu Bạch Kiểm ở Yến Kinh. Tiểu Bạch Kiểm, Điền Chân nghiến răng nghiến lợi nói, có Tiểu Bạch Kiểm nào mà có thể kinh động nhiều người, huy động nhiều người đứng ra nói hộ cho mình không? Có Tiểu Bạch Kiểm nào chinh phục cháu gái khiến cả ông nội cũng dẫn tới không? Hoàng Thiên Trọng than thần trong lòng. Gã đã sớm biết Tần Lạc này không phải là một Tiểu Bạch Kiểm tầm thường nhưng gã có thể nói ra sao? Chương 966, Viện Dưỡng Lão số 1 Thượng. Cho tới tận khi gã quản ngục cuối cùng nằm vật dưới chân Tần Lạc mới hung ác nhìn chằm chằm vào Dương Độ. Có muốn tiếp tục gọi người vào không? Mày, Dương Độ dựa người vào tường, nói vẻ đe dọa, mày muốn làm gì? Tần Lạc, tao nói cho mày biết nơi này là trụ sở đội đốc sát. Nếu như mày dám động tới tao ở chỗ này, hậu quả mày tự gánh lấy. Xem ra lúc này Dương Độ không còn dựa vào tình cảnh hoảng loạn để uy hiếp người khác. Lúc này đột nhiên Tần Lạc cảm thấy thông cảm với ông ta. Đáng tiếc con người này rất ghê tởm. Điều ghê tởm của con người này không chỉ một hai điểm mà thôi. Tần Lạc đá cho gã quản ngục đang định đứng dậy một cước để cho gã nằm yên trên đất rồi mới quay lại ngồi trên chiếc ghế mặt bằng sắt, cười nói, không phải tôi không dám động tới ông ở chỗ này mà là tôi không muốn động vào ông. Ông có đầu óc không hả? Nếu như ông có óc thì ông hãy suy nghĩ cẩn thận đi. Tại sao bọn họ lại đưa một người bệnh bị tôi đánh bị thương tới thẩm vấn trường hợp đánh người của tôi? Bọn họ không sợ người khác nói ra nói vào sao? Nói thì sao nào, như vậy mới chứng minh lãnh đạo sẽ giải quyết chuyện này. Khi tao bị mày ức hiếp, bọn họ tìm cơ hội cho tao rửa hận thì có gì mà không đúng. Dương Độ không muốn tin vào sự đầu độc của Tần Lạc. Ông ta chỉ muốn tin tưởng vào lão lãnh đạo mà ông ta đã đi theo nhiều năm. Tần Lạc trợn tròn mắt, nói với vẻ bất đắc dĩ, vì sao vị thủ trưởng kia của ông lúc trước còn khỏe khoắn như vậy nhưng khi đi vào trong đại lao này lại được trở nên không tốt. Ông có nghĩ là vì ông ta trốn tránh trách nhiệm muốn mình ông đứng ra gánh chịu không? Ông có biết làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì không? Lần này Dương Độ không lên tiếng phản bác. Dương Độ không phải là người ngu ngốc. Khi Uông Minh Quỳ rời khỏi nơi này, ông ta đã cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. Nhưng ông ta nhất định phải làm tốt theo kế hoạch đã vạch ra cho dù phía trước có một cái hố lửa thì ông ta cũng phải nhắm mắt lại và nhảy xuống. Tại sao? Bởi vì lãnh đạo bảo ông ta phải nhảy. Cho dù bây giờ bọn họ muốn ông ta làm một quân cờ thì cũng chỉ vì muốn thực hiện tốt ý đồ của lãnh đạo. Nếu như để thực hiện ý đồ của lãnh đạo thì nhất định phải kiên quyết thực hiện. Nói một cách buồn cười thì đây chính là nguyên nhân Dương Độ leo lên tới vị trí quan trọng ngày hôm nay. Ông không phải là quân cờ. Dường như Tần Lạc đã nhìn thấu tâm trạng của Dương Độ, ông chỉ là xác chết bị vứt bỏ. Tôi dám chắc nếu như hôm nay ông dám động vào tôi thì sẽ có rất nhiều người khiến ông chết không có chỗ chôn. Tới khi đó những người ông quen có đứng ra bảo vệ ông không? Môi Dương Độ giật giật, cuối cùng ông ta không đủ tự tin để nói ra từ có.
Dương Độ biết bọn họ tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bọn họ không phải là bạn bè của ông ta, bọn họ chỉ là thủ trưởng của ông ta. Thủ trưởng cảm thấy anh vẫn dùng được thì anh chính là người của thủ trưởng, nhưng khi thủ trưởng cảm thấy anh đã vô dụng thì anh chỉ là kẻ qua đường. Có lẽ nói ra thì có vẻ buồn cười vì dù gì trước đó chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau. Thế nhưng bây giờ ông không còn con đường đi nữa rồi. Thay đổi một chút cho phù hợp cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì. Mà vết thương trên mặt của ông là do cãi nhau với vợ con, đúng không? Dương Độ tức giận, ông ta chỉ muốn chửi ầm lên nhưng không biết nguyên nhân vì sao khi những lời đó vọt ra tới cổ họng thì không thể thốt ra được từ nào nữa. Tần Lạc nhìn Dương Độ như một ác ma, hắn cười tủm tỉm nói, vết thương trên đùi ông cũng là do ông không cẩn thận té ngã, đúng không? Chấm. Dương Độ không trả lời mà thực tế ông ta cũng không biết cần trả lời như thế nào. Đây chính là lựa chọn của cuộc đời. Một khi đáp án của lựa chọn này được quyết định, có khả năng cuộc đời ông ta sẽ có biến chuyển long trời lở đất. Đúng lúc đó bên ngoài phòng giam vang lên một tiếng quát chói tai, Dương Độ, anh đang làm gì vậy? Dương Độ quay đầu nhìn thì nhận ra Hoàng Ngọc, thư ký của Điền Chân đang đứng nhìn ông ta với vẻ tàn nhẫn, vô tình. À, thư ký Hoàng, sao anh lại tới đây? Dương Độ cười ha hả nói, có tật giật mình khiến Dương Độ nói năng có chút hỗn loạn. Cũng may cảm giác mất tự nhiên này chỉ lướt qua trong nháy mắt mà Dương Độ che giấu rất nhanh. Kết quả thế nào rồi? Hoàng Ngọc hỏi. Vẫn chưa có, Dương Độ xấu hổ trả lời. Vậy tại sao còn không mau đi? Các lãnh đạo đang chờ kết quả. Dạ dạ, Dương Độ gật đầu, khom người trả lời. Hoàng Ngọc nhìn lướt qua mấy viên quản ngục nằm trên đất, cười nhạt nói, nếu như anh ta không phối hợp, anh có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Anh ta là người, chúng ta cũng là người. Anh ở bên ngoài bị người coi thường, mất mặt thì không nói nhưng đây chính là địa bàn của chúng ta. Sao có thể dễ dàng mất mặt như vậy? Dạ dạ, Dương Độ tươi cười nói. Hoàng Ngọc nói với đám quản ngục đang thủ thế ở phía sau, các anh tiến vào trong hỗ trợ đi. Việc gì cần làm thì cứ làm, có cần tôi phải nói thêm điều gì không? Dạ, đám quản ngục đã nhìn thấy các anh em của mình xảy ra chuyện trong phòng giam. Bây giờ nhận được lệnh. Đám này lập tức khởi động chân tay, chuẩn bị vào trong ẩu đả một hồi. Chờ một chút, Uông Minh Quỳ lúc trước còn nói mình không khỏe tránh đi thì lúc này đột nhiên đi tới. Uông chủ nhiệm, ngài có gì cần chỉ huy? Khi Hoàng Ngọc đứng trước mặt Uông Minh Quỳ, ông ta không dám có thái độ hất hàm ra lệnh như trước. Ha ha, tôi không ra lệnh gì. Uông Minh Quỳ nói, vấn đề là lúc này có rất nhiều người đang chú ý tới chuyện này. Chúng ta hãy thẩm vấn một cách văn minh, động chân. Động tay chính là bôi nhỏ đội đốc sát chúng ta. Uông chủ nhiệm có ý gì? Vẻ tươi cười của Hoàng Ngọc biến mất, ông ta nhìn Uông Minh Quỳ hỏi. Tôi cũng chỉ nghĩ cho danh dự của đội đốc sát thôi. Uông Minh Quỳ cười ha hả nói. Chúng ta thường nói, chỉ khi khuất núi mới đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê, một câu nói rất bình thường nhưng bây giờ chính là thời đại coi trọng vật chất. Còn có đôi tình lữ nào coi trọng lời hứa với nhau như vậy nữa không? Những đôi vợ chồng kết hôn 70 năm, thậm chí trước khi kết hôn còn không biết mặt mũi nhau còn có thể chung sống với nhau cả đời. Bây giờ thanh niên trước khi kết hôn thì sống thử với nhau. Yêu nhau thì kết hôn sinh con nhưng thậm chí sau khi kết hôn thì lại đòi ly hôn. Hoàng Thiên Trọng đã thấy rất nhiều người đàn ông bao tình nhân bên ngoài. Gã cũng thấy vô số người phụ nữ đám nhà quan chức cao cấp thay thế trai bao của mình như thay con vật nuôi yêu quý. Thậm chí gã còn có một người bạn nữ xích một chiếc dây xích bằng vàng lên cổ gã trai bao của mình. Gã trai bao kia tuyệt đối không được tháo sợi xích đó ra. Khi bọn họ đi tới chỗ nào những vòng trang sức đó sẽ kêu leng keng. Lúc đó bọn họ không phải là người mà chính là vật cưng. Nhưng gã tiểu bạch kiểm Tần Lạc này lại khác với những người khác. Tần Lạc cũng có xu thế gặp gỡ rất nhiều người phụ nữ có tiền hay có thế lực nhưng tất cả những phụ nữ này đều có một đặc điểm giống nhau. Bọn họ không đùa giỡn với tình cảm hay thân thể Tần Lạc. Đương nhiên thân thể Tần Lạc cũng khó khiến người khác sinh lòng thèm muốn. Những người phụ nữ này khi ở chung với Tần Lạc cũng không chiếm một vị trí quan trọng nào, thậm chí nhiều khi Tần Lạc còn có đủ ảnh hưởng tới những quyết định của bọn họ. Với đặc thù của nghề nghiệp tiểu bạch kiểm thì không thể nào xảy ra những chuyện như vậy. Những người phụ nữ tuyệt đối không muốn những vật cưng của mình quyết định thay cho mình. Tần Lạc và tình cảm của bọn họ ngang nhau, tôn trọng nhau. Không có gì phá vỡ được. Nếu như một bên gặp khó khăn, bên kia nhất định sẽ đứng ra, một bước không lùi.
Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng mà Hoàng Thiên Trọng nghĩ Tần Lạc không phải là một tiểu bạch kiểm bình thường. Thế nhưng gã có thể nói những chuyện này cho Điền Chân không? Không thể. Mọi người đều ích kỷ. Trong một hoàn cảnh ôn hòa, có lợi, Điền Chân mới đồng ý trợ giúp gã chiếm Long Tức, nhân tiện tấn công kẻ thù nhiều năm của ông ta là Long Thiên Trượng. Nhưng nếu Hoàng Thiên Trọng sớm nói cho Điền Chân biết Tần Lạc này quan hệ tình cảm với Văn Nhân Mục Nguyệt, có quan hệ mập mờ với Vương Cửu Cửu, Vương đại tiểu thư của Vương gia, Điền Chân còn nguyện ý giúp đỡ gã không điều kiện như thế này không? Con người ta khi gặp nguy hiểm thì đều lùi bước, Điền Chân này cũng không ngoại lệ. Bây giờ cục diện đã tới bước mà Hoàng Thiên Trọng muốn. Gã muốn Điền Chân không còn cách lùi bước nữa. Gã đã lừa gạt Điền Chân, dùng một cách mà Điền Chân không nhận ra, cuối cùng hai người đã đứng chung một thuyền. Cùng nhau tiến tới, cùng nhau bị tiêu diệt. Bây giờ Điền Chân phát hiện ra điều này nên ông ta mới tức giận. Hoàng Thiên Trọng cũng biết Điền Chân đã nhận ra nên mới để mặc Điền Chân ném hộp bút vào đầu mình. Chú Điền, là ai tới tìm vậy? Giọng nói và thái độ lúc này của Hoàng Thiên Trọng càng cung kính. Con bé Vương gia dẫn theo ông là Vương Nê Hầu tới. Lão già này có địa vị rất cao trong quân đội, tôi không thể không nể mặt lão. Điền Chân cố đè cục tức trong lòng nói. Hoàng Thiên Trọng này thể hiện thái độ làm ông ta không có cớ bộc phát cơn tức của mình. Chú Điền, ý của chú là thả người sao? Tại sao lại thả người? Điền Chân tàn nhẫn nói, bây giờ chúng ta thả người, không phải chứng minh chúng ta sai sao? Tần Lạc đánh người chính là sự thật, chúng ta chỉ cần thẩm vấn sự thật này là đủ để báo cáo lên cấp trên. Tôi đã bảo Dương Độ đi làm chuyện này rồi. Chú Điền vất vả rồi. Hoàng Thiên Trọng cảm kích nói, có cần cháu hỗ trợ điều gì không? Cậu không cần làm điều gì cả, chỉ cần cậu an phận một chút, đừng đi gây chuyện nữa. Ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Trọng với vẻ suy nghĩ, chỉ lần này thôi, lần sau không có ngoại lệ. Dạ, lần sau có bất kỳ chuyện gì cháu sẽ kịp thời báo cáo chú Điền. Hoàng Thiên Trọng nói, đi ra ngoài đi. Dạ, Hoàng Thiên Trọng mở cánh cửa phòng, gã đang định đi ra ngoài thì một người phụ nữ trung niên vội vàng đi vào trong và nói, thủ trưởng, Tôn Lão tới. Tôn Lão? Tôn Lão nào? Tôn Đa Phúc Lão ra. Điền Chân giật mình kinh hãi, tại sao ông ấy lại tới? Thư ký của ông ấy nói là tới gặp cố nhân. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng và nói, tôi lo bọn họ nói cố nhân chính là. Tần Lạc, Điền Chân rít lên hai từ này từ kẽ răng. Tại sao Tôn Đa Phúc này lại quen biết Tần Lạc? Hoàng Thiên Trọng nghi ngờ hỏi. Người hiểu rõ mình nhất chính là đối thủ của mình. Hoàng Thiên Trọng đã xem đi xem lại vô số lần tư liệu về Tần Lạc. Ngay cả những thông tin khi Tần Lạc còn ở chuồng đi tè gã cũng nhớ rất kỹ. Thế nhưng gã không thể điều tra ra Tần Lạc có mối quan hệ thế nào với Tôn gia. Chương 967, Viện Dưỡng Lão số 1 hạ. Không chỉ có Hoàng Thiên Trọng không hiểu mà ngay cả Vương Nê Hầu cũng đang nhìn Tôn Đa Phúc với ý nghi ngờ, tự hỏi vì sao ông già này cũng tới đây. Ai ra? Lão già Nê Hầu này còn tới đây trước so với lão già này một bước. Khi còn trẻ tôi chạy nhanh hơn ông, không ngờ khi già lại không đuổi kịp ông. Tôn Đa Phúc nhìn thấy Vương Nê Hầu trong phòng khách thì chủ động lên tiếng chào hỏi. Có câu nói như thế nào nhỉ? Từ 3 tuổi tôi đã biết ông. Khi còn trẻ ông cũng không thể bằng tôi. Bây giờ già rồi sao ông có thể chạy nhanh hơn tôi? Vương Nê Hầu cười ha hả nói. Khi nhìn thấy một cô gái trẻ đang dìu Tôn Đa Phúc, Vương Nê Hầu cười hỏi. Đây là con gái của ông hả? Lão già này phóng đại làm tổn thọ tôi hả? Đây là cháu gái của tôi. Tôn Đa Phúc cười mắng Vương Nê Hầu, ông nói, Nhu Nhi, cháu hãy gọi Vương ra ra. Cô gái trẻ đeo mắt kính liếc nhìn Vương Cửu Cửu một cái rồi cất giọng dễ thương nói, chào Vương ra ra. Ha ha, tốt, tốt, Vương Nê Hầu cũng vỗ vai Vương Cửu Cửu nói, còn không mau rót trà cho Tôn ra ra của cháu. Vương Cửu Cửu đứng dậy. Nàng rót hai chén trà nóng cho Tôn Đa Phúc và cô cháu gái Nhu Nhi từ ấm trà Long Tỉnh mà đội đốc sát mời hai ông cháu nàng. Sau khi rót xong Vương Cửu Cửu cười nói, Tôn Gia Gia, em Nhu Nhi, xin mời uống trà. Được, được, uống trà, Tôn Đa Phúc nhìn Vương Cửu Cửu với vẻ tán thưởng nói, đã sớm nghe nói Nê Hầu có một cháu gái rất được. Bây giờ gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh tay, lẹ mắt, hào phóng, khéo léo. Được, tốt lắm. Cảm ơn Tôn Gia Gia. Vương Cửu Cửu quay lại ngồi bên cạnh Vương Nê Hầu, cười ngọt ngào nói. Vương Nê Hầu cười ha hả nhìn Tôn Đa Phúc, hỏi có vẻ dò xét, lão Tôn, ông tới nơi này. Lão Nê Hầu, bỏ cái tâm địa gian xảo của ông đi.
không cần suy đoán, mục đích của ông tới đây đều giống nhau. Âm xưa tôi gặp đại nạn, suýt chút nữa chết trên giường bệnh, sau đó gặp một kỳ nhân cứu giúp, cho uống mấy thang thuốc mới sống tới bây giờ. Mấy năm nay được hưởng chút phúc, tôi lại càng cảm kích vị kỳ nhân này. Bây giờ đời sau của cố nhân gặp nạn, tôi cũng muốn tới đây xem thế nào. Mấy người chúng ta cái gì cũng có thể quên nhưng tuyệt đối không thể quên ơn nghĩa. Lúc này Vương Nê Hầu mới hiểu ý đồ tới đây của Tôn Đa Phúc. Ông cười ha hả nói, thì ra là vậy. Nếu vậy chúng ta cứ ngồi ở đây chờ đợi. Lúc nãy thật ra Điền Chân có tới đây, bảo tôi dẫn tiểu tử đó về. Nếu tôi dẫn người về thì rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Cậy già lên mặt sao? Tôi nói với hắn, hắn hãy thẩm vấn thật cẩn thận, cần thẩm vấn như thế nào thì hãy thẩm vấn như vậy. Không thể vì lão già này mà làm trái pháp luật. Tôn Đa Phúc chỉ vào Vương Nê Hầu mắng, lão đó, ngần ấy tuổi mà vẫn âm độc như vậy. Tôi rất ngạc nhiên là vì sao lão lại có cô cháu gái xinh đẹp, thông minh nhường này. Cháu gái của ông cũng không kém, Vương Nê Hầu cũng không kém. Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười. A ra, hai vị lão ca cười vui vẻ quá, có chuyện gì vui vậy? Khi mọi người đang nói chuyện thì một ông già người nhỏ bé, râu tóc bạc trắng, nhanh nhẹn đi vào trong phòng. Lão Cảnh, tại sao lão cũng tới đây vậy? Vương Nê Hầu và Tôn Đa Phúc cùng đứng dậy, cả hai cùng kinh ngạc hỏi. Hai lão có thể tới, tại sao tôi không thể tới? Cái này, ánh mắt quỷ dị của Vương Nê Hầu liếc nhìn Vương Cửu Cửu, ông thầm nghĩ, rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch thế nào? Có bối cảnh hậu thuẫn hùng mạnh như thế này còn cần mình xuất hiện làm vẩn đục nước hồ sao? Không phải ông cũng tới thăm cố nhân đấy chứ? Ai, sao ông biết chuyện này? Ông già nhỏ nhắn mới tới gật đầu nói, các ông cũng. Tình hình như thế nào? Vẫn chưa thả người ra hả? Điền Chân này cũng rất có ý tứ nhỉ? Khi cấp trên nói với thuộc hạ mình, rất có ý tứ, có nghĩa là người này, không có ý tứ. Ngay lúc đó Điền Chân đi tới trước cửa, nghe câu nói đó, hai chân ông ta cứng đơ. Ông ta chỉ biết bước đi theo quán tính. Tôn lão, Cảnh lão, ngọn gió nào đưa hai vị khách quý tới đây vậy? Mời ngồi, xin mời ngồi. Ai ra, sao có thể làm phiền Vương Tiểu Thư rót trà giúp? Thư ký, mau tới làm đi. Vương Tiểu Thư là khách, những chuyện này hãy để cho thư ký làm thì hơn. Không cần, không cần. Rót trà cho Tôn Gia Gia và Cảnh Gia Gia chính là vinh hạnh của tôi. Bình thường muốn mời hai ông uống chén trà cũng không có cơ hội. Hôm nay tôi chỉ mượn hoa hiến Phật thôi. Chú Điền không nên để ý tới chuyện này. Vương Cửu Cửu không đưa ấm trà trong tay cho thư ký của Điền Chân. Nói đùa một câu là, cơ hội, vuốt mông ngựa, này trăm năm có một, nàng nhất định không thể dâng tặng cho người khác. Vương Cửu Cửu biết mấy ông già này trước khi về hưu là những người tai to mặt lớn, nắm quyền lớn một phương. Nếu như nàng có thể chiếm được sự tán thưởng của bọn họ thì sự trợ giúp vào thời khắc quan trọng của bọn họ có thể dùng cả đời. Được, Vương nha đầu này rất được. Cảnh lão cười ha hả nhìn Vương Cửu Cửu nói, nếu như tôi nhớ không lầm thì con bé này năm nay 20 tuổi, đúng không? Cảnh Gia Gia có trí nhớ rất tốt, cháu năm nay đúng 20 tuổi. Vương Cửu Cửu cười nói. 20 tuổi, tuổi rất đẹp. Cảnh lão thở dài nói, ông cũng có một cháu gái nhưng cả ngày chỉ vui chơi bên ngoài, không ở nhà, không có thời gian nói chuyện với ông già này. Dạ, Cảnh Gia Gia, nếu như ông không chê, cháu sẽ thường xuyên tới chơi. Cửu Cửu à, cháu không thể bên nặng bên nhẹ, Nhu Nhi nhà ông tính cách hướng nội, cháu hãy thường xuyên tới trò chuyện với nó đi. Dạ, Tôn Gia Gia, cháu và em Nhu Nhi sẽ trở thành bạn tốt, Vương Cửu Cửu vội vàng trả lời đồng ý. Mấy người nói chuyện với khí thế ngất trời, hoàn toàn bỏ quên chủ nhà Điền Chân vội vàng chạy tới nghênh đón. Điều này càng khiến Điền Chân phát điên là người ta tới nói chuyện nhà mình. Ông ta thật sự không có cơ hội xen vào chuyện này. Khi Điền Chân đang sốt ruột thì hai thủ hạ của ông đi vào, thì thào mấy câu vào tai. Sắc mặt Điền Chân tối đen nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Điền Chân cười ha hả nói, xem ra hôm nay là ngày lão bằng hữu tụ hội. Điền Mỗ rất vinh hạnh, Điền Mỗ rất vinh hạnh, mấy vị lão ra ngồi chơi. Văn Nhân Đình lão ra tới, tôi phải ra ngoài nghênh đón. Ha ha, không cần đón, tôi biết đường, một giọng nói sang sảng vang lên. Tiếp theo đó Văn Nhân Đình được một người thư ký dìu cùng với Văn Nhân Mục Nguyệt đi vào trong phòng. Vương lão ca, Cảnh lão ca, ha ha, Tôn lão ca, mấy vị tới sớm. Mặc dù Văn Nhân Đình là người giàu có địch quốc nhưng khi ở trước mặt những người này thì thái độ khiêm nhường một chút. Đây chính là sự khác biệt giữa thương gia và chính trị gia ở Trung Quốc.
Cảnh lão có vẻ buồn bực nói, Văn Nhân Đình, ông gọi hai người bọn họ là, lão ca cũng không sao nhưng tôi thì không được. Tôi nhớ rõ ông tuổi con chó, còn nhiều hơn tôi 2 tuổi. Không phải ông cố ý nói tôi già không hả? Thật ra tôi muốn gọi là Cảnh lão đệ nhưng chỉ sợ ông không muốn. Văn Nhân Đình cười ha hả nói. Tại sao tôi lại không muốn? Tôi tình nguyện để các ông gọi tôi là lão đệ vì như vậy tôi có thể sống lâu hơn các ông mấy năm. Cảnh lão liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt ở bên cạnh Văn Nhân Đình vẫn không nói câu nào, ông cười nói, cô bé này có phải là Văn Nhân Mục Nguyệt nổi tiếng Yến Kinh lâu nay không? Chào ông, cháu là Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt mỉm cười, giọng nói bình tĩnh, khiêm tốn, chào hỏi mấy ông lão. Cách thức đối nhân xử thế của Văn Nhân Mục Nguyệt khác với của Vương Cửu Cửu. Nàng không vội lên tiếng cũng như không cố gắng kéo gần mối quan hệ với người. Thế nhưng chính tình trạng yên lặng, có vẻ nhạt nhẽo, thậm chí còn là lãnh đạm này ngược lại có thể khiến cho người khác có ấn tượng rất tốt. Được, hay lắm, Cảnh lão gật đầu nói, Mục Nguyệt là nữ triệu phú giàu nhất Yến Kinh phải không? Sau này khi Cảnh gia không có cơm ăn, cháu cần phải cứu tế một chút. Bất kỳ lúc nào cũng mở rộng cửa với Cảnh gia gia. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nàng liếc mắt nhìn Vương Nê Hầu và Tôn Đa Phúc, cười nói tiếp, cháu cũng hoan nghênh Vương Lão và Tôn Lão tới Building Hoàn Cầu chỉ đạo công tác. Ha ha, chỉ đạo công việc thì ông không dám. Vương Nê Hầu xua tay nói, dù gì đi nữa cháu cũng là thiên tài kinh doanh số 1 của Trung Quốc chúng ta. Ông không có thiên phú ở lĩnh vực này. Vương Lão quá khen, Văn Nhân Mục Nguyệt mỉm cười nói nhưng nàng cũng không phủ nhận sự tán dương của Vương Lão. Nàng rất thành thật, có thì nói, không có thì không nói. Nàng cũng không cố gắng vì để lấy lòng hay nịnh nọt người khác mà phải nói mấy câu dối trá. Từ khi Văn Nhân Mục Nguyệt đi vào trong phòng, Vương Cửu Cửu vẫn chăm chú nhìn nàng. Trong khi đó Vương Cửu Cửu cũng cảm thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang nhìn mình. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong phòng, ánh mắt hai người đã đối nhau nhưng rồi cả hai nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cả hai đều là những cô gái kiêu ngạo. Nếu như đối mặt với những người phụ nữ khác, sao bọn họ có thể chịu yếu thế, né tránh? Cũng vì nguyên nhân này, cả hai đều biết sự tồn tại của nhau. Đây chính là chỗ đáng sợ của người phụ nữ thông minh. Nhìn lá rụng biết mùa thu tới, chỉ một ánh mắt đã hiểu toàn bộ. Vương Nê Hầu nhìn mấy ông già xung quanh, cười ha hả nói, lúc nãy Điền Chân nói cái gì là lão bằng hữu tụ hội. Tôi cảm thấy phòng khách này đã trở thành viện dưỡng lão rồi. Những người tới đây đều là ông già. Ha ha, Vương Hầu tử này nói như thế quả thật có chút ý tứ. Đúng vậy, Điền Chân, anh cho mấy lão già chúng tôi mượn viện dưỡng lão này tâm sự một ngày nhé. Ngày thường muốn tìm người nói chuyện quả thật không có cơ hội. Hôm nay khó khăn lắm mới túm được Nê Hầu Tử và Tôn Lão đầu. Điền Chân cười đau khổ. Viện dưỡng lão nào có thể tiếp nhận những đại thần này? Nếu nói như vậy thì viện dưỡng lão này chính là số 1 thiên hạ. Chương 968, não phản ứng quá chậm. Uông chủ nhiệm. Anh xem liệu có cần trước tiên gọi điện báo cáo với lãnh đạo một tiếng. Hoàng Ngọc nhất thời không hiểu vì sao Uông Minh Quỳ khi lâm lại đào ngũ. Lãnh đạo đã yêu cầu bọn họ phải nghiêm túc thẩm vấn cẩn thận. Đây chính là lý do lãnh đạo đã bảo hắn tới chuyển cho Dương Độ ý tứ này. Thế nhưng bây giờ Uông Minh Quỳ lại nói chấp pháp văn minh, động chân động tay chính là bôi đen danh dự của đội chấp pháp. Không phải điều này là phản lại lãnh đạo sao? Không cần đâu, Uông Minh Quỳ cười nói. Lãnh đạo bận nhiều công việc. Bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào chúng ta cũng báo cáo với lãnh đạo. Không phải nói chúng ta là những cấp dưới không có năng lực sao? Uông Minh Quỳ nhìn lướt qua Tần Lạc đang thư thái như lã vọng buông câu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hiểu tại sao Uông gia mình lại dính vào quan hệ với một người như vậy. Không phải Uông Minh Quỳ cố ý muốn chơi lại lãnh đạo của mình. Bản thân ông ta cũng không có gan làm điều này. Từ trước tới nay Uông Minh Quỳ có quan hệ thân thiết với Điền Chân. Tuổi trẻ mà có địa vị cao đương nhiên không thể tách rời lực lượng phía sau gia tộc thúc đẩy và sự yêu mến của thủ trưởng. Thế nhưng ông ta mới nhận được điện thoại, là điện thoại của mẹ ông ta. Trong điện thoại, mẹ ông ta luôn căn dặn là nhất định phải quan tâm tới Tần Lạc, không được làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Vào thời điểm quyết định, nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Tần Lạc. Uông Minh Quỳ cực kỳ kinh hãi. Ông ta không ngờ Tần Lạc có quan hệ thân thiết với bố mẹ mình như vậy. Phải biết rằng bố ông ta luôn tĩnh dưỡng ở Hương Sơn. Bình thường không bao giờ có chuyện bố ông ta vì việc của người khác mà gọi điện cầu người ta. Cuối cùng mẹ Uông Minh Quỳ đã nói ra nguyên nhân.
thì ra tính mạng bố Uông Minh Quỳ chính là do ông Tần Lạc kéo từ Quỷ Môn Quan về. Như vậy những năm nay Uông Lão hưởng rất nhiều phúc, thường xuyên nhắc tới chuyện này. Thế nhưng Tần Tranh, ông Tần Lạc luôn tránh xa thủ đô, cho dù có tới thì cũng không cần trợ giúp điều gì đó. Nói một cách châm biếm là, đại ân cứu mạng, há có thể mua hai cân táo, mấy chai rượu Mao Đài là có thể báo đáp sao? Bọn họ vẫn một mực chờ cơ hội, bây giờ cháu của Tần Tranh gặp nạn, nếu như bọn họ không ra tay thì chỉ e cho dù Uông Lão có nhắm mắt cũng không bao giờ trả hết món nợ ân tình này. Chính vì vậy ngay khi Uông Lão nghe chuyện này, bà vội vàng chạy tới trước giường bệnh nói với Uông Lão. Bà hy vọng Uông Lão có thể nhắm mắt đi xa. Chống lại lãnh đạo, kết quả là gì? Đương nhiên Uông Minh Quỳ rất hiểu nhưng ông ta có thể từ chối không? Không thể. Tại sao? Bởi vì đây chính là lời căn dặn của mẹ. Đây chính là điều tiếc nuối nhất của bố khi còn sống. Với tình hình sức khỏe bây giờ của Uông Lão, thậm chí có thể nói chính là tâm nguyện lớn nhất trước khi nhắm mắt. Nếu như Uông Minh Quỳ ông ta từ chối, không phải ông ta sống uổng kiếp người này sao? Nhưng mặt khác đối phương chính là lãnh đạo vẫn tin tưởng mình. Bối rối. Đau đớn. Lựa chọn. Cuối cùng Uông Minh Quỳ cũng có quyết định của mình. Uông Minh Quỳ không muốn trở thành đối thủ của Điền Chân nhưng mối nhân tình này thực sự không thể không trả lại. Vì vậy Uông Minh Quỳ mới nghĩ ra một cách hòa bình để giải quyết tranh chấp. Nhưng lãnh đạo đang chờ. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng báo cáo kết quả lên cấp trên sẽ trách tội chúng ta. Ha ha, thủ đoạn văn minh cũng có thể thẩm tra nghi phạm. Đây chính là nghiệp vụ của chúng ta. Hoàng đại thư ký không cần lo lắng. Uông Minh Quỳ lên tiếng chặn ngang câu nói của Hoàng Ngọc. Ông ta cười nói tiếp, nếu không thì Hoàng thư ký cứ ngồi chờ đi. Sau khi có kết quả, tôi nhất định sẽ tự mình đưa tới chỗ anh. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm chậm trễ chuyện của lãnh đạo. Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ngồi chờ ở đây, tôi có thể xem phương pháp thẩm vấn, văn minh của Uông chủ nhiệm. Sắc mặt Hoàng Ngọc bắt đầu âm trầm, ông ta cảm thấy Uông Minh Quỳ bắt đầu có thái độ phản đối chuyện này. Chẳng lẽ hắn cũng bị người ta thu mua rồi sao? Bất giác suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Hoàng Ngọc. Nếu như là như thế này thì ông chủ lớn lần này sẽ hai mặt thụ địch. Được rồi, xin mời làm theo ý của mình. Uông Minh Quỳ cười nói. Hoàng Ngọc muốn ở lại trong đại lao. Uông Minh Quỳ thật sự không thể cho người đẩy ra ngoài được. Uông Minh Quỳ đứng trước mặt Tần Lạc, quan sát hắn rất cẩn thận. Nói thật, đây chính là lần đầu tiên Uông Minh Quỳ dùng ánh mắt dò xét người thanh niên này. Trước đó Uông Minh Quỳ còn nghĩ gã thanh niên này là người không biết phân biệt nặng nhẹ, có chút chỗ dựa, có chút năng lực, có mấy triệu tệ. Người như vậy ở Yến Kinh chém không hết nên thực sự Uông Minh Quỳ không coi trọng những người này. Thế nhưng sau khi nhận được điện thoại, thái độ của Uông Minh Quỳ với Tần Lạc đã thay đổi. Dáng vẻ rất thanh tú, đương nhiên thiếu khí phách của một đấng nam nhi. Hai mắt sáng ngời, rất có thần, lông mi dài, dày mà không dày, thoạt nhìn trông giống như thanh bảo kiếm treo nghiêng. Khóe miệng gã một nụ cười lơ đãng, điều này khiến Uông Minh Quỳ đâm nghi ngờ, tại sao vào lúc này gã vẫn còn cười. Bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Đây chính là cảm nhận sâu sắc nhất mà Tần Lạc gây cho Uông Minh Quỳ. Từ đầu tới giờ gã này vẫn không có biểu hiện bối rối hay sợ hãi. Có lẽ mấy kẻ ngu ngốc vẫn đang nằm rên rỉ trên mặt đất đã cho gã sự tự tin này. Chẳng lẽ gã cho rằng đội đốc sát của mình không có cao thủ sao? Uông Minh Quỳ thầm tức giận nghĩ. Cho dù ông ta nghĩ thế nào về Tần Lạc thì cuộc thẩm vấn vẫn phải tiếp tục. Uông Minh Quỳ kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Tần Lạc, hỏi mà sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, tất cả mọi người đều là người thông minh, không muốn làm lãng phí thời gian của nhau. Việc cậu đánh Dương Độ là sự thật, nếu như không cho rằng chúng tôi phiền toái thì hãy cho Dương Độ đi kiểm nghiệm, tôi tin rằng trên người Dương Độ còn rất nhiều dấu vân tay của cậu, đúng không? Vậy các ông hãy lấy dấu vân tay của tôi và in ra đi. Tần Lạc ra vẻ hiên ngang lẫy lừng nói, các ông cứ thẩm vấn đi. Tôi sẽ không khuất phục. Lúc này Tần Lạc còn không biết ý định thực sự của Uông Minh Quỳ, hắn còn nghĩ trước tiên Uông Minh Quỳ muốn lấy lòng hắn sau khi có ấn tượng tốt với Uông Minh Quỳ sẽ dẫn dụ hắn khai ra. Tôi xin ông đó, cái trò chơi trí tuệ thấp này ngay cả bối bối cũng không lừa được. Trong suy nghĩ của Tần Lạc người xấu vẫn chỉ là người xấu. Cho dù có hóa trang sắc mặt như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một người xấu. Cậu, Uông Minh Quỳ cố nén lửa giận trong lòng, nếu không ông ta đã muốn xả giận với gã không biết tốt xấu này. Uông chủ nhiệm, đây chính là cách thẩm vấn văn minh của anh sao? Uông Minh Quỳ có thể nhẫn nhịn nhưng Hoàng Ngọc thì không.
nếu như cứ tiếp tục thẩm vấn như thế này, liệu có biến thành chúng ta dùng vũ lực uy hiếp hắn đi ẩu đả với Dương Độ không? Tôi thấy dùng thủ đoạn vẫn có hiệu quả hơn nhiều. Không ít người trên kia đang chờ đợi kết quả. Tôi sẽ thử lại lần nữa. Uông Minh Quỳ cười nói, ở nơi này có bao giờ thẩm vấn một lần thành công không? Cần một chút thời gian nữa. Không cần nữa, Hoàng Ngọc vung tay nói với đám quản ngục ở phía sau, các anh vào thẩm vấn đi. Như vậy mới có hiệu quả nhanh, chúng ta không chờ được nữa. Đám quản ngục đang định xông vào thì Uông Minh Quỳ đã lạnh lùng quát to, tất cả cút ra ngoài. Tôi đã ra lệnh chưa? Đám quản ngục đứng sững người, không biết nên làm gì bây giờ. Hai người này trước đây cùng mặc chung một cái quần của người khác. Sao bây giờ lại có chuyện này vậy? Uông Minh Quỳ, rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Hoàng Ngọc quát hỏi. Thư ký Hoàng, đội đốc sát là địa bàn của tôi. Anh có tư cách gì mà tác oai tác quái trên địa bàn của tôi? Là ai trao cho anh cái quyền này? Anh dám cãi lại lời của cấp trên sao? Tôi chỉ không muốn để một kẻ tiểu nhân phá hủy danh dự của đội đốc sát. Hôm nay tôi sẽ hủy cái gì cần hủy. Anh cho rằng như thế này là có thể bao che cho hắn hả? Tôi sẽ gọi điện cho thủ trưởng để có câu trả lời cho anh. Hoàng Ngọc vừa nói vừa rút điện thoại di động. Hoàng Ngọc lạm dụng chức quyền, xúc phạm chỉ huy, xúc phạm vào điều 21 của đội đốc sát. Người đâu, bắt ông ta lại. Uông Minh Quỳ chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nếu như ông ta để cho Hoàng Ngọc gọi điện thoại nói rõ với Điền Chấn thì không những hôm nay ông ta không bảo vệ được Tần Lạc mà còn khiến chính mình lâm vào cảnh nguy hiểm. Khi nhìn thấy đám quản ngục còn đang lưỡng lự chưa chịu ra tay, Uông Minh Quỳ tức giận quát to, còn chưa ra tay sao? Dạ, đám người này đều là thuộc hạ trực tiếp của Uông Minh Quỳ. Sau khi nghe rõ mệnh lệnh của Uông Minh Quỳ, mấy người đó xông tới chỗ Hoàng Ngọc như lang như hổ, bắt giữ Hoàng Ngọc, thu điện thoại di động của ông ta. Uông Minh Quỳ ngắt cuộc gọi, nhìn vẻ mặt gần như điên cuồng của Hoàng Ngọc, và nói, thư ký Hoàng, trước tiên mời anh chịu thiệt thòi một lúc. Sau đó Uông Minh Quỳ phất tay nói, hãy đưa ông ta tới đại lao trên mặt đất giam giữ. Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được thả người ra. Dạ, đám quản ngục trả lời nhận lệnh rồi đẩy Hoàng Ngọc đi ra ngoài phòng giam. Lúc này Uông Minh Quỳ mới ngồi lại trước mặt Tần Lạc. Ông ta cười nói, liệu chúng ta có thể nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau chưa? Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh vừa rồi. Phản ứng của hắn có vẻ chậm chạp. Ai sai ông sử dụng chiêu này vậy? Tần Lạc cảnh giác nhìn chằm chằm vào Uông Minh Quỳ và hỏi. Chương 969, người khác thì cha liều mạng, anh thì ông liều mạng. Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác và đề phòng của Tần Lạc đối với mình, Uông Minh Quỳ chỉ muốn phát điên. Chính ông ta rất nỗ lực nhưng lại không chiếm được sự tin tưởng của hắn. Không đúng, là hắn không tin tưởng, mang cái mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác. Điều này khiến Uông Minh Quỳ có cảm giác thất bại. Cậu đang lo lắng cái gì? Uông Minh Quỳ không nhịn được lên tiếng hỏi. Lo lắng ông gạt tôi. Tần Lạc cười nhạt nói, không cần hao tổn tâm sức nghĩ kế. Tôi sẽ không rút lui. Tôi đã nói rồi, tôi không ra tay đánh người. Cậu ra tay đánh người là sự thật. Uông Minh Quỳ nói, khi nhìn thấy Tần Lạc muốn phản đối, Uông Minh Quỳ nói ngay, thế nhưng tôi cũng không có ý bảo cậu khai ra. Vậy ông muốn làm cái gì? Tần Lạc hỏi. Uông Minh Quỳ liếc nhìn Dương Độ và nói, tôi chỉ muốn cậu phối hợp để có một biên bản hỏi cung. Phối hợp như thế nào? Uông Minh Quỳ lấy giấy bút ghi chép trên bàn để trên đùi và hỏi, khi vụ án xảy ra cậu đang ở đâu? Viện an dưỡng. Cậu có xảy ra xung đột với Dương Độ không? Tần Lạc liếc mắt nhìn Dương Độ, thầm suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để càng có lợi cho hắn. Ông hãy hỏi ông ta đi. Tần Lạc chỉ vào Dương Độ và nói. Uông Minh Quỳ quay người nhìn Dương Độ hỏi, có phải anh và Tần Lạc nảy sinh xung đột cá nhân không? Không, không có. Dương Độ đang ở trong góc phòng vội vàng đi ra nói, tôi và Tần Lạc không phát sinh xung đột chân tay gì cả. Hai mắt của tôi là do tôi cãi nhau với vợ nên bị vợ tát. Vết thương ở chân của tôi là do tôi không cẩn thận nên ngã xuống cầu thang. Tôi và Tần Lạc tiên sinh không có bất kỳ quan hệ nào. Tần Lạc không hiểu chuyện vừa xảy ra nhưng Dương Độ đứng xem đã phát hiện ra một số ý đồ trong đó. Rõ ràng thái độ của Uông Minh Quỳ là hoàn toàn không đếm xỉa tới nhưng kết quả khi Hoàng Ngọc tới thì Uông Minh Quỳ đã nhảy ra, đối chọi gay gắt với nhau tới mức thậm chí Uông Minh Quỳ còn cho người nhốt Hoàng Ngọc vào phòng giam. Nếu như đây chính là khổ nhục kế của hai người này thì có thể nói quá tầm thường vì khổ nhục kế ở trình độ này thực sự không lừa được bất kỳ ai. Tần Lạc có tin tưởng không?
Chính vì vậy Dương Độ tin tưởng rằng xung đột giữa Uông Minh Quỳ và Hoàng Ngọc là thật, quả thật Uông Minh Quỳ muốn giúp đỡ Tần Lạc. Dương Độ còn đang chuẩn bị đón nhận mình làm, vật bỏ đi, của thủ trưởng cuối cùng đã có sự lựa chọn của chính mình. Người chết lên trời, người không thể bất tử, trời sập xuống vẫn còn người chống đỡ. Đối với Dương Độ mà nói thì Uông Minh Quỳ chính là người đàn ông có địa vị rất cao. Không thể khinh thường thực lực của Uông gia, nếu không thì Uông Minh Quỳ dựa vào cái gì mà dám trở mặt khiêu chiến với Hoàng Ngọc, trở thành đối thủ của Điền Chân. Nếu nghĩ theo một góc độ khác, Uông Minh Quỳ, một người tâm phúc của Điền Chân còn đứng ra ủng hộ Tần Lạc, gã thanh niên này có ủng hộ mạnh mẽ như thế nào đây? Bây giờ bản thân mình gây bất lợi cho Tần Lạc khiến hắn bị tống vào tù thì mình có lợi ích gì? Đi lên trước chỉ có con đường chết, vậy thì cách đơn giản nhất chính là chấp nhận lời chiêu an của Tần Lạc. Có lẽ như vậy có hy vọng, như vậy có lẽ sẽ không ngừng tiến lên cũng không chừng. Sự tích cực phối hợp của Dương Độ cũng khiến Uông Minh Quỳ ngạc nhiên. Ban đầu Uông Minh Quỳ còn nghĩ tưởng việc mình cho bắt Hoàng Ngọc khiến Dương Độ sợ hãi. Ông ta cau mày nói, Dương Độ, anh hãy cẩn thận nghĩ lại chuyện vừa qua, nếu không lát nữa anh ký tên vào đây là chuyện này không còn có thể xoay chuyển được nữa. Uông chủ nhiệm, những điều tôi nói đều là sự thật. Thật sự tôi và vợ tôi đã cãi nhau. Tôi bị cô ấy làm bị thương. Không tin anh cứ gọi điện hỏi cô ấy. Dương Độ làm ra vẻ tủi thân nói. Uông Minh Quỳ thoáng liếc nhìn Tần Lạc, thấy Tần Lạc mỉm cười gật đầu với mình. Thái độ của Tần Lạc cho thấy hắn hoàn toàn không bất ngờ đối với việc phản cung của Dương Độ. Uông Minh Quỳ thầm giật mình. Chẳng lẽ gã này biết Dương Độ sẽ phản cung sao? Dương Độ đã bị gã thuyết phục phản cung sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này, một lần nữa ánh mắt của Uông Minh Quỳ nhìn Tần Lạc có nhiều thay đổi. Nhưng tôi có thể viết như vậy sao? Uông Minh Quỳ nhìn Dương Độ hỏi. Uông chủ nhiệm, không như thế này được không? Chính tôi sẽ viết ra nguyên nhân bị thương của mình. Nếu làm như thế này thì không một ai nghi ngờ chúng ta giả tạo chứng cứ nữa. Dương Độ lấy lòng Uông Minh Quỳ. Uông Minh Quỳ nhìn Dương Độ cười ha hả nói, như vậy rất tốt. Anh là đương sự, chuyện này do chính anh viết ra thì cấp trên sẽ càng tin tưởng hơn. Nói xong Uông Minh Quỳ chuyển giấy bút trong tay cho Dương Độ. Vì Dương Độ đã, thật thà, Uông Minh Quỳ không còn muốn làm kẻ ác đứng giữa nữa. Mấy ông già nói chuyện rất sôi nổi. Điền Chân ngồi ở đó mà không nói được câu nào. Lúc này Điền Chân đi cũng không ổn mà ở lại cũng không xong. Lúc này không cần phải nói tới sự xấu hổ và bực tức của Điền Chân. Một lúc rất lâu sau, Vương Nê Hầu mới làm như nhớ ra có người bên cạnh mình. Ông xua tay nói với Điền Chân, Điền Chân, anh bận thì cứ đi đi. Mấy ông già chúng tôi ngồi đây là được. Hãy nhanh chóng lấy biên bản thẩm vấn ra đây, chúng tôi ngồi ở đây chờ. Đúng vậy, Điền Chân, chúng tôi cũng là cán bộ nhà nước, không thể để anh vì việc riêng mà làm trái pháp luật, nhưng chúng tôi vẫn muốn có một kết quả công bằng. Nếu như anh thẩm vấn không tốt, tôi có thể tìm người thẩm vấn anh. Điền Chân cố gắng tươi cười nói, nhất định sẽ thẩm vấn nghiêm túc, thẩm vấn nghiêm túc. Mấy lão gia ngồi chơi, tôi đi một chút rồi sẽ quay lại. Nói xong Điền Chân nhanh chóng rời khỏi viện dưỡng lão. Khi quay lại phòng làm việc của mình, nhìn thấy Hoàng Thiên Trọng vẫn còn ngồi ở ghế, cơn giận của Điền Chân một lần nữa bùng lên, ông ta thở hổn hển nói, Hoàng Thiên Trọng, anh hãy nhìn xem chuyện tốt anh làm kìa. Bây giờ chuyện này kết thúc thế nào? Anh hãy nói cho tôi biết, bây giờ phải kết thúc chuyện này như thế nào? Hoàng Thiên Trọng đã được thư ký của Điền Chân cho biết những ai tới nói hộ cho Tần Lạc. Gã vừa kinh hãi vì mối quan hệ sâu rộng của Tần Lạc, vừa thầm suy nghĩ kế sách đối phó lại chuyện này. Khi nghe Điền Chân hỏi mình, Hoàng Thiên Trọng ngồi khom người nói, chú Điền, như vừa rồi chúng ta đã nói. Nếu như bây giờ chúng ta tự dưng thả người thì sau đó chúng ta sẽ rơi vào sự trả thù, đả kích làm mất thanh danh của mình. Nói như vậy thì bao công sức của chúng ta đều mất trắng sao? Cháu nghĩ nếu như Uông chủ nhiệm và thư ký Hoàng phối hợp với nhau làm nhanh lên một chút, nhất định Tần Lạc đã khai rồi. Tới khi đó chúng ta có thể khép hắn vào tội đánh người, khi đó cho dù mấy ông già kia có kiện tới trời cũng không thể làm gì chúng ta. Cấp trên cũng không để bọn họ coi trời bằng vung, nhất định có người nói hộ chúng ta. Thế nhưng anh có nghĩ là tôi làm như thế này thì sẽ đắc tội với bao nhiêu người không? Điền Chân cố đè nén sự tức giận trong lòng hỏi. Về vấn đề này thì Hoàng Thiên Trọng không có câu trả lời mà gã cũng thật sự không thể trả lời. Bởi vì gã hiểu rất rõ rằng, nếu như trong tình huống có rất nhiều người, trấn thủ, như thế này, Điền Chân vẫn cố tình hất nước bẩn lên người Tần Lạc, có thể nói Điền Chân đã đắc tội với Vương Lão, Cảnh Lão, Tôn Lão,
Văn Nhân Lão và tất cả những ông già đã gọi điện thoại cho mình. Đây là loại lực lượng gì vậy? Không cần nói thì ai cũng biết. Vậy chú Điền có ý gì? Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng Hoàng Thiên Trọng không nhịn được, gã vẫn lên tiếng hỏi. Gã rất không cam lòng. Đây chính là cơ hội cực kỳ tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa Tần Lạc còn chủ động đánh người, xuất hiện điểm yếu. Hoàng Thiên Trọng vốn nghĩ có thể mượn cơ hội này để tiêu diệt Tần Lạc, gã đối thủ lưu manh này, nhưng bây giờ gã có cảm giác biến khéo thành vụng mất rồi. Sau khi chuyện này kết thúc, nhất định danh tiếng của Tần Lạc lại tăng lên rất nhiều. Nếu như có nhiều người trị mà hắn không chết thì sau này ở Yến Kinh còn ai dám ra tay với hắn nữa không? Còn có thể thế nào? Còn có thể thế nào? Mấy lão già bất tử đang ngồi chồm hổm trấn thủ thì tôi có thể làm gì? Lúc này trong lòng Điền Chân có một luồng khí uất nghẹn khó có thể bộc phát ra ngoài. Điền Chân chỉ còn biết gần như là dùng giọng khàn khàn nói, hãy bảo Dương Độ thả người, thả người. Ngay khi Điền Chân còn chưa nói xong câu này, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Máu tươi nhuộm đỏ tờ giấy trắng trên bàn. Những vết máu loang lổ trông giống như hoa hồng trong tuyết trắng. Chú Điền, chú Điền, Hoàng Thiên Trọng nhào tới, người đâu, mau gọi bác sĩ. Mau gọi bác sĩ. Cảm giác nhìn thấy bầu trời thật là tốt. Ngay khi Tần Lạc ra khỏi nhà giam, hắn nhìn thấy Vương Cửu Cửu đứng trước cửa. Cô gái này mặc một bộ quân phục nhưng nụ cười rất yếu ớt, nàng trông giống như một cô gái mới từ chiến trường về gặp người yêu của mình ngay ở cổng làng. Đương nhiên cảnh sát trong phim truyền hình thì hai người phải đổi chỗ cho nhau. Tại sao em lại quay về? Tần Lạc cười hỏi. Quay về để cứu anh. Vương Cửu Cửu cười nói. Bên ngoài có chuyện gì không? Tần Lạc hỏi. Không có chuyện gì. Vương Cửu Cửu bước tới, ôm ngang lưng Tần Lạc, nàng úp mặt vào ngực hắn và nói. Rất nhiều lão quái vật đứng ra nói hộ cho anh. Sao chuyện này có thể xảy ra? Lão quái vật, Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Hắn vẫn ở trong phòng giam, khi được thả thì vô tội, hắn còn tưởng đó là nhờ Uông Minh Quỳ và Dương Độ phối hợp với nhau thì mới được như vậy. Hắn thực sự không biết bên ngoài đã xảy ra tranh đấu. Vương Cửu Cửu cười hì hì đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị gì đó. Người khác đều là cha liều mạng, anh thì toàn ông liều mạng. Vương Cửu Cửu trêu chọc Tần Lạc. Có mấy người ông tốt, đỡ phấn đấu mấy chục năm, đúng không? Khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng, Tần Lạc không nhịn được cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi anh đào, nhỏ nhắn của nàng. Đừng đừng, Vương Cửu Cửu giãy giụa nói, có người nhìn kìa. Vậy cứ để họ xem đi, Tần Lạc cười nói, cùng lắm thì anh liều mạng với người ta vì vợ. Chương 970, chúng ta là người một nhà. Danh viện hội sở. Khi xảy ra xung đột với quản tự, Vương Cửu Cửu xông lên trước. Hiểm địa Vân Điền, nàng không sợ chết, ngàn dặm tìm tới. Khốn cảnh Lam Đình, Paris Điệp Huyết, nàng cũng là người đầu tiên chạy tới dùng thân mình che chở cho Tần Lạc. Bây giờ một lần nữa nàng lại tới. Từ khi Tần Lạc nảy sinh xung đột với Dương Độ ở trại an dưỡng tới khi hắn bị đội đốc sát bắt và thẩm vấn, trả tự do, quá trình này rất ngắn ngủi, thậm chí còn chưa tới 20 mấy tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vương Cửu Cửu đã từ Dương Thành quay về. Mặc dù Tần Lạc không cần phải suy đoán, hắn cũng biết nàng vì chuyện của hắn mà bôn ba vất vả ở ngoài. Gương mặt đầy bụi đường chưa kịp rửa cùng với vẻ mệt mỏi rất khó che giấu của nàng khiến lòng Tần Lạc đau đớn. Tiền, nàng không thiếu tiền. Quyền, điều này nàng còn nhiều hơn cả Tần Lạc. Danh phận, điều này Tần Lạc rất khó có thể hứa hẹn. Nếu như có thể... Tần Lạc chỉ hận là không thể đè ngay cô gái khiến cho người ta đau lòng mà XX ngay tại chỗ này. Đại ân đại đức tưởng rằng không báo được, thiết tưởng chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi. Vương Cửu Cửu bị tình cảm mãnh liệt của Tần Lạc khiến hòa tan. Đã lâu rồi nàng không gặp Tần Lạc nên lúc này nàng nhận ra thân thể mình bắt đầu nóng lên. Nhưng mà, có người đang nhìn. Tần Lạc, Vương Cửu Cửu muốn đẩy Tần Lạc ra. Sao vậy? Tần Lạc ngơ ngác ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới nhận ra một cô gái lãnh đạm như Lăng Ba Tiên Tử đang đứng cách đó không xa, thản nhiên nhìn hai người bọn họ. Văn Nhân Mục Nguyệt, gương mặt Tần Lạc cứng đơ, tại sao cô gái này cũng có mặt ở đây? Vương Cửu Cửu giãy giụa thoát khỏi người Tần Lạc, nàng nhìn Tần Lạc với vẻ hả hê hỏi, tính sai rồi sao? Thì đã sao nào, Tần Lạc đúng là vịt chết vẫn còn ngoan cố, hắn ngang ngạnh nói, anh không làm gì hết. Hi hi. Anh không chột dạ là tốt rồi. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói.
Tần Lạc trừng mắt nhìn Vương Cửu Cửu rồi hắn đi tới bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, cười nói, sư phụ giản xếp xong rồi sao? Xong rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói mà sắc mặt không chút thay đổi. Vất vả rồi. Cần phải thế. Vương Cửu Cửu liếc nhìn Tần Lạc rồi nàng lại liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Nàng cười hì hì một tiếng và nói, dáng vẻ nghiêm trang nói chuyện của hai người rất hay a. Tần Lạc cũng hiểu bọn họ đã nói chuyện có vẻ hơi cứng ngắc một chút, hắn cười hỏi, mình em tới hả? Làm gì có chuyện đó? Vương Cửu Cửu nói, vì chuyện của anh, ông nội em, ông của chị Mục Nguyệt và mấy lão gia nữa cũng đích thân tới đây. Thế nhưng khi biết Điền Chân xảy ra chuyện, bọn họ vì e ngại nên đã rời khỏi đây trước. Điền Chân đã xảy ra chuyện sao? Tần Lạc sửng sốt hỏi. Hi hi, Vương Cửu Cửu cười giảo hoạt nói, cảm thấy bản thân mình rất uất ức nên hộc máu, ngất xỉu. Mắt Tần Lạc ánh lên, hắn cười nói, thật sự rất kỳ diệu. Đi thôi, chúng ta không nên ở đây nói chuyện nữa. Chúng ta quay về thôi. Vương Cửu Cửu nói. Đi, quay về, Tần Lạc gật đầu, một tay hắn ôm Vương Cửu Cửu, hắn cũng muốn ôm Văn Nhân Mục Nguyệt bằng cánh tay còn lại nhưng không đủ dũng khí. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh. Dương Độ từ bên trong đi nhanh tới. Còn muốn cái gì nữa? Vương Cửu Cửu lạnh lùng quát. Nàng biết sở dĩ Tần Lạc bị bắt vào đội đốc sát chính là vì nảy sinh xung đột với Dương Độ này, nhưng chuyện Dương Độ lâm trận, quay giáo phản bội trong nhà tù thì nàng lại không biết. Chính vì thế khi nhìn thấy Dương Độ, nàng không thể kiềm chế được sự thù địch của mình. Đương nhiên Dương Độ biết Vương Cửu Cửu. Khi ông ta thấy Vương Cửu Cửu nhìn mình với thái độ thù địch, ông ta đành đứng lại nói với vẻ mặt a dua nịnh nọt. Vương tiểu thư, không nên hiểu lầm. Tôi và Tần Lạc tiên sinh, hi hi, chuyện cũng không phải như cô nghĩ đâu. Tần Lạc vỗ vỗ vào cánh tay Vương Cửu Cửu, ra hiệu cho nàng không nên kích động, sau đó hắn nói với Dương Độ, còn chuyện gì sao? Đương nhiên việc Dương Độ đồng ý chiêu an đã giúp Tần Lạc rất nhiều. Ít nhất là cho hắn có thể đứng vững ở chữ có lý. Thế nhưng nói nếu chỉ vì chuyện này mà hắn trở thành bạn bè thân thiết với Dương Độ thì hoàn toàn không bao giờ có. Dương Độ có thể phản bội Điền Chân thì cũng có thể phản bội chính hắn. Người này có thể dùng nhưng không thể trọng dụng. Ha ha, không có chuyện gì thì không nói chuyện được sao? Tôi chỉ muốn hỏi anh khi nào anh rảnh rỗi, tôi muốn tới thăm nhà anh một chút. Dương Độ cười lấy lòng nói. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, ông hãy ghi số của tôi. Vừa nói Tần Lạc vừa đọc số điện thoại di động của hắn cho Dương Độ. Đợi tới khi Dương Độ ghi xong số điện thoại của mình, Tần Lạc mới nói tiếp. Có chuyện gì ông có thể gọi điện thẳng cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Độ gật đầu, Tần tiên sinh, nếu như tôi tiếp tục ở lại đội đốc sát, có thể nói là cuộc sống không tốt lắm. Ý của ông là, Tần Lạc lạnh lùng hỏi ngược lại. Giao dịch chính là có kè mặc cả. Nếu như Dương Độ đưa ra điều kiện gì hắn cũng đồng ý thì khẩu vị của Dương Độ sẽ càng lúc càng lớn. Chính hắn chỉ có tiền, không có quyền, không thể giúp gì nhiều cho Dương Độ. Khi nhìn thấy vẻ mặt như tức giận của Tần Lạc, lập tức Dương Độ biết có vấn đề. Ông ta vội vàng cười giả là nói, Tần tiên sinh, anh đừng hiểu lầm. Thật ra hôm nay tôi làm như vậy cũng không phải là vì anh. Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Tôi thấy mối quan hệ của anh và chủ nhiệm Uông không tệ. Tôi chỉ muốn anh nói mấy câu giúp tôi với chủ nhiệm Uông mà thôi. Dương Độ biết sau chuyện này Điền Chân nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Trong khi đó biểu hiện của Uông Minh Quỳ trong đại lao cho ông ta biết rằng Uông Minh Quỳ có mối quan hệ khá mật thiết với Tần Lạc. Nếu như Tần Lạc có thể đứng ra hỗ trợ, nói giúp, như vậy cuộc sống sau này của ông ta không quá khổ sở. Tần Lạc gật đầu nói cho có lệ, tôi sẽ nói giúp ông với chủ nhiệm Uông. Cho tới tận lúc này Tần Lạc vẫn không hiểu vì nguyên nhân gì mà Uông Minh Quỳ lại đột nhiên đứng ra giúp đỡ hắn, chính vì thế hắn không cho Dương Độ một câu khẳng định. Ít nhất hắn muốn trước tiên cần tìm hiểu rõ ràng tình huống đó đã. Thôi được, vậy làm phiền Tần tiên sinh rồi. Dương Độ đã có điều mình cần, ông ta không muốn mất thêm thời gian nữa. Khi ba người Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới bãi đỗ xe thì xuất hiện một khó khăn. Văn Nhân Mục Nguyệt có một đội xe riêng của mình, Vương Cửu Cửu cũng có một chiếc Hummer của riêng mình. Hắn lên xe của ai đây? Em còn muốn tới chỗ của ông. Vương Cửu Cửu nói đầy ẩn tình, anh ngồi xe của chị Mục Nguyệt đi. Không ngồi được, Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng bỏ lại một câu rồi nàng đi thẳng vào trong chiếc xe xa hoa của mình. Đội xe khởi động, chậm rãi rời khỏi trụ sở đội đốc sát. Chị Mục Nguyệt là người tốt, Vương Cửu Cửu nhìn theo bóng đội xe xa dần nói, ngoài lạnh trong nóng.
người như thế này sống chung rất tốt. Tần Lạc vỗ vỗ vào gương mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu, cười nói, gọi cô ấy là chị từ khi nào vậy? Vốn phải như thế mà. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, chị ấy nhiều tuổi hơn em mà. Em thật sự phải về nhà ông sao? Tần Lạc hỏi. Đâu có, em chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người mà thôi. Vương Cửu Cửu cười hì hì, khởi động chiếc Hummer nói, đáng tiếc là người ta không để cho anh thể diện. Văn nhân Mục Nguyệt chính là Văn nhân Mục Nguyệt. Cô ấy từ chối anh và em như vậy, có khiến anh bất ngờ không? Tần Lạc bất đắc dĩ nhún vai, thờ ơ nói, anh không thấy có gì bất ngờ. Thầy Tần, bây giờ chúng ta đi đâu? Vương Cửu Cửu hỏi. Đi tới khách sạn thuê phòng. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói. Anh chết đi, Vương Cửu Cửu mắng to, liệu có ai ngay khi ra khỏi tù đi thẳng tới chỗ đó không? Anh có biết bây giờ ở Yến Kinh có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào anh không hả? Để cho người ta biết, anh có cười được không? Vậy bỏ đi, Tần Lạc đành phải từ bỏ suy nghĩ có vẻ dâm đãng này trong đầu, chủ yếu anh sợ em nôn nóng thôi. Anh mới nóng vội ấy. Vương Cửu Cửu đấm Tần Lạc. Tần Lạc bắt tay Vương Cửu Cửu, hắn vuốt ve bàn tay nàng và nói, đi tới viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão của Văn Nhân gia. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, sư phụ của anh đang ở đó. Vương Cửu Cửu tức giận nói, anh cần gì phải làm điều thừa này? Sao lúc này anh không ngồi lên xe của chị ấy? Vậy phiền em đưa anh tới đó. Tần Lạc lưu manh nói. Khi nhìn thấy Vương Cửu Cửu sau nhiều ngày xa cách, hắn thực sự rất vui mừng. Khi tới trước biệt thự Long Vương ở, Tần Lạc nhận ra trước cửa có rất nhiều xe. Hơn nữa biển của những xe này đều là biển quân sự hay các ngành hậu cần quan trọng. Có vẻ lai lịch của những người này rất lớn. Khi Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đẩy cửa đi vào trong biệt thự, hắn nhìn thấy trong sân biệt thự có rất nhiều người đàn ông cao thấp khác nhau đang đứng. Từ trên người mỗi người đều tản ra sát khí khủng khiếp. Một người đàn ông dáng người cao gần 2 mét đi nhanh tới rồi bình tĩnh đứng trước mặt Tần Lạc. Xếp thành hàng, người đàn ông hô to. Rầm rầm. Động tác của những người đàn ông rất nhanh, bọn họ xếp thành 2 hàng chỉ trong vòng 1 giây. Nghiêm. Cạch cạch cạch. Cúi chào, người đàn ông cao lớn làm trước. Những người đàn ông xếp thành 2 hàng giơ tay phải chào Tần Lạc. Động tác cực kỳ chỉnh tề, giống như là máy móc từ một khuôn đúc vậy. Hi hi, tất cả đều là người một nhà, không cần khách sáo. Tần Lạc cười khoát tay nói. Hắn thật sự không có cách nào khác, mấy người lính cứ động cái là dùng tới chiêu này. Cúi chào rất tốt nhưng không phải ban thưởng có tính thực tế. Tốt nhất là mỗi người cấp cho hắn một thẻ bài thì mới đúng là lợi ích thực tế. Người đàn ông to cao cười bước tới, vỗ vai Tần Lạc nói rất đúng. Sau này chúng ta là người một nhà. Chương 971, còn có thể nói như vậy sao? Tần Lạc bị người đàn ông cao lớn vỗ vai tới mức xương cốt hắn muốn sụm xuống nhưng hắn vẫn phải cố dùng vẻ mặt như chúng ta chính là anh em tốt. Hắn cũng cố dùng sức vỗ vỗ lưng người đàn ông, nói với vẻ sảng khoái, đúng vậy, sau này còn cần đại ca quan tâm nhiều hơn. Mạnh Đồng, người đàn ông chìa ta ra nói, sĩ quan huấn luyện tới từ Tam Thập Bát Quân. Tần Lạc không khỏi chấn động khi nghe người đàn ông nói. Thập Bát Quân chính là quân vương bài của Trung Quốc, còn được xưng là Vạn Thắng Quân. Cho dù là trước kia hay bây giờ, Trung Quốc hay Yến Kinh thì nó đều có tầm quan trọng không thể thay thế. Trong báo cáo quân sự của nước Mỹ vẫn còn ghi, quân Tam Thập Bát bảo vệ xung quanh Yến Kinh giống như bức tường đồng vách sắt rất khó có thể vượt qua. Trong khi đó sĩ quan huấn luyện chính là sĩ quan tổ chức huấn luyện của quân vương bài Tam Thập Bát. Chỉ cần dùng cái mông của mình nghĩ cũng biết địa vị của người này cao như thế nào. Vì có Mạnh Đồng đi trước, những người khác đều tiến lên vây xung quanh Tần Lạc. Vương Hạo Dương, tới từ đại đội giao nhọn hải quân. Bao Bất Đồng, đội đột kích Phương Đông Thần Kiếm. Trầm Minh, Trầm Dương, Hổ Đông Bắc. Từng đôi bàn tay to lớn, đầy sức mạnh chìa ra. Ai nấy đều nhiệt tình nắm chặt bàn tay Tần Lạc, vỗ vỗ lên vai hắn. Đây chính là cách thức biểu thị tình cảm của quân nhân, bạo lực, trực tiếp nhưng lại khiến cho người ta ấm áp. Mặc dù người và bàn tay Tần Lạc vô cùng đau đớn nhưng trong lòng hắn lại như nở hoa. Hành trình tới Thiên Lao lần này quả nhiên có thu hoạch lớn. Sau này những người này nhất định sẽ coi hắn như người một nhà. Cạch cạch, Long Vương chống quải trượng từ bên trong đi ra, tươi cười đứng dưới hiên nhìn tình cảnh trước mặt. Trong lòng Long Vương thực sự vô cùng thoải mái khi Tần Lạc nhận được sự thừa nhận của những người này, hơn nữa hắn còn hòa nhập với bọn họ. Điều này giống như sự truyền thừa, như con cháu kế thừa dòng họ,
đồ đệ kế thừa kỹ thuật của sư phụ vậy, đều khiến người ta có một cảm giác vui sướng, không còn tiếc nuối. Cuối cùng chính ông đã lựa chọn Tần Lạc. Long Vương vốn muốn lựa chọn quân sư, cô gái này là người có tài năng, có trí tuệ, có đủ năng lực làm được việc này nhưng cuối cùng chỉ vì một nguyên nhân bẩm sinh mà Long Vương đã từ bỏ nàng. Quân sư có thể trở thành đại tướng trấn thủ một phương nhưng nàng thật sự rất khó có thể trở thành một nguyên soái có thể điều động được rất nhiều nhân tài vật lực. Nàng có đầy đủ tư cách để trở thành đội trưởng Long Tức nhưng nàng không như Tần Lạc, có thể nhận được sự tôn trọng và trân trọng của những người này. Tần Lạc không như nàng. Hắn thông minh, hiểu được tiến thoái. Hắn khiêm tốn, không khoe khoang, không biết gì nói nấy. Có tình có nghĩa, hắn sẽ không làm cho những người của mình bài xích mình. Còn một điều quan trọng hơn chính là giác ngộ của hắn. Mượn lần tranh đấu này với Điền Chân, từ đầu tới cuối Tần Lạc không nhận được bất kỳ thông báo nào của Long Vương nhưng dựa vào chính mắt quan sát và suy đoán của mình, cuối cùng phối hợp ăn ý với ông thực hiện chiêu, khổ nhục kế. Lần này Tần Lạc không chỉ xuất những quân bài giấu sau lưng mà còn khiến những ông già thực sự ủng hộ hắn phải xuất đầu lộ diện. Hơn nữa Tần Lạc ra mặt vì Long Vương còn khiến những con cháu, đệ tử của Long Vương cảm thấy áy náy. Như bọn họ đã nói những gì Tần Lạc làm chính là những điều bọn họ cũng muốn làm. Lúc này đây trong số những nhân vật trẻ tuổi ở Yến Kinh, có người nào là đối thủ của Tần Lạc không? Hoàng Thiên Trọng. Long Vương có vẻ khinh thường khi nghĩ tới con người này. Cho dù Hoàng Thiên Trọng có hao tổn bao nhiêu tâm trí, kết quả cuối cùng vẫn là công dã tràng. Khi nhìn thấy Long Vương đi ra ngoài, Tần Lạc thoát khỏi vòng vây của mọi người, kéo tay Vương Cửu Cửu đi tới, hắn cười nói, sư phụ, con đã về. Ha ha, tốt, quay về là tốt rồi. Long Vương cười sảng khoái nói, không chịu oan ức gì chứ. Không đâu, Tần Lạc cười nói, chỉ là hù dọa một chút thôi. Con nghĩ bọn họ không dám làm thật. Dù gì đi nữa vẫn có sư phụ và các vị sư huynh ở phía sau trợ giúp. Tần Lạc vỗ mông ngựa không chỉ có mình Long Vương mà hắn còn lôi cả những sư huynh ở phía sau vào trong. Quả nhiên sau khi nghe Tần Lạc nói, người đàn ông cao lớn cười tươi như nở hoa. Sao có thể như vậy? Chúng tôi không làm điều gì cả. Đúng vậy, lần này Long Vương ngăn cản không cho chúng tôi ra tay. Tần Lạc tiểu đệ, lần sau kẻ nào dám động vào đệ, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Anh đúng là dã nhân, động mở mồm là chém giết. Có giác ngộ của đại ca không vậy? Tần Lạc, có thời gian tới chỗ chúng tôi chơi đi. Tôi sẽ tặng cậu một khẩu súng rất hay. Long Vương xua tay nói, thôi được rồi, thôi được rồi. Tần Lạc đã quay về. Các anh cũng về đi thôi. Tất cả cứ ở đây không phải sẽ khiến cho người ta bàn tán sao? Khi nghe Long Vương nói vậy, mấy người đàn ông mới lục tục chào Long Vương sau đó bắt tay Tần Lạc, theo thứ tự rời khỏi biệt thự. Đợi khi tiếng xe xa dần, trong sân trở lại yên tĩnh, Long Vương mới chỉ bàn trà nhỏ dưới mái hiên mà nói, hai con ngồi đi. Cảm ơn sư phụ, Tần Lạc cười nói, hắn chỉ vào Vương Cửu Cửu nói, Vương Cửu Cửu, bạn của con. Ta biết, tiểu thư Vương gia phải không? Sức khỏe của Vương Đại Pháo vẫn tốt chứ? Long Vương cười hòa ái hỏi chuyện nhà Vương Cửu Cửu. Sức khỏe của ông rất tốt, Vương Cửu Cửu cười nói, sư phụ cũng biết ông của con sao? Tần Lạc gọi Long Vương là sư phụ nên Vương Cửu Cửu cũng chỉ biết gọi theo hắn mà thôi. Biết, sao lại có thể không biết? Long Vương cười nói, Vương Đại Pháo cũng coi như là hảo hán trong quân. Vấn đề là càng nhiều tuổi thì càng giàu hoạt. Vương Cửu Cửu chỉ mỉm cười, không nói tiếp. Tốt lắm, con làm rất tốt, Long Vương nhìn Tần Lạc nói. Cảm ơn sư phụ, Tần Lạc hiểu ý tứ trong lời nói của Long Vương. Long Vương thở dài nói, gừng càng già càng cay. Vào lúc nguy ngập Điền Chân có một chiêu rất tuyệt diệu. Không những đánh cho chúng ta một đòn mà còn khiến những ông lão ra mặt giúp đỡ con lấm lem mặt mày. Quả thật sau khi Tần Lạc bị bắt vào tù, rất nhiều ông già gọi điện nói giúp hay là đi thẳng tới trụ sở đội đốc sát gây áp lực với Điền Chân. Sự việc cứ vậy, Điền Chân thả hay không thả người? Thả người. Như vậy Điền Chân sẽ mất hết thể diện sau này ông ta còn mang tiếng xấu là cố tình trả thù. Không thả. Nhiều ông già bất tử như vậy, Điền Chân có dám đắc tội không? Hộc máu ngất xỉu chính là một tuyệt chiêu. Cho dù cuối cùng Điền Chân thả người nhưng có thể nói là do bị áp lực nên mới làm như vậy. Mà những ông già chạy tới trụ sở đội đốc sát gây áp lực đã bị Điền Chân âm thầm chơi một cú. Bọn họ sẽ bị cấp trên chỉ trích vì cái tội gây áp lực cho Điền Chân. Đây chính là đấu tranh. Không gì không thể dùng, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn xấu nào.
lần này vì con mà mấy ông lão phải chịu uất ức. Sau này con nhất định sẽ tới thăm, cảm ơn, Tần Lạc nói. Ừ, lễ nhiều người không trách, lần này người ta giúp đại ân cho con, hẳn cũng nên tới nhà chơi. Long Vương nói, thế nhưng con cũng không nên quá chú tâm tới điều này. Bọn họ giúp con cũng đều có lý do của bọn họ. Cô gái, cháu nói có đúng không? Vương Cửu Cửu cười tít mắt nói, đúng vậy, nếu như không có lý do, mấy ông già bất tử đó chỉ như lã vọng buông câu, không nghe, không nhìn, không gặp gì hết. Vương Cửu Cửu này trả lời rất thỏa đáng. Cô gái, lúc rảnh rỗi tới nói chuyện với lão già này nhiều một chút. Ở một vài phương diện, cháu thông minh hơn đồ đệ của ta nhiều. Cháu sẽ, Vương Cửu Cửu cười thoải mái nói. Sư phụ, chuyện này cứ kết thúc như vậy sao? Tần Lạc thấp thỏm hỏi, bọn họ có phản công không? Điền Chân, Long Vương cười nhạt nói, nếu như ông ta là người thông minh, nhất định sẽ chọn cách bị ốm nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu như đã diễn trò thì phải diễn cho chót, còn về chuyện có phiền toái hay không thì còn phải xem thái độ của cấp trên đối với chuyện này. Cho dù thế nào đi nữa thì cũng phải bình tĩnh, chuyện này bây giờ không còn liên quan tới con nữa. Tần Lạc gật đầu hiểu, lúc này đã đạt tới trình độ đánh cờ của bọn họ, không còn cần một thầy thuốc nhỏ như hắn. Hắn chính là người được lợi nhất trong chuyện này, chỉ dựa vào thành tựu hôm nay cũng đủ cho hắn tiêu hóa một thời gian dài. Sau khi nói chuyện một lát với Long Vương, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu mới cáo từ ra về. Long Vương nhìn theo bóng dáng Tần Lạc và Vương Cửu Cửu, không khỏi thầm than một tiếng, thật ra không cần lo lắng tiểu tử này không có người trợ giúp bên cạnh. Những cô gái này còn hơn cả một người có tài năng. Ngay khi mới đi ra khỏi biệt thự, điện thoại di động của Tần Lạc đổ chuông. Tần Lạc lấy điện thoại ra, trên màn hình là số điện thoại nhà ở Dương Thành, hắn nhất định là ông hay ai gọi tới bởi vì chỉ có họ mới không dùng điện thoại di động. Chỉ dùng loại điện thoại không có nhiều phóng xạ, lại không phải lúc nào cũng mang theo bên người. Sau khi tiếp nối điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Tần Tranh, ra ngoài chưa? Ra rồi, Tần Lạc cười nói. Ra là tốt rồi, Tần Tranh nói xong thì có ý ngắt điện thoại. Lần này vì ông nên có không ít ông lão ra mặt trợ giúp cho cháu. Ông xem có nên gọi điện thoại cảm ơn bọn họ một tiếng không? Tần Lạc cười hỏi. Đầu điện thoại bên kia trầm lắng một lúc. Một lúc lâu sau, giọng nói của Tần Tranh lại vang lên, không cần, chúng ta không nợ gì bọn họ. Người ta giúp đỡ mình, cháu định tới nhà cảm ơn người ta. Thầy thuốc cần có trái tim của bậc cha mẹ, người làm nghề y không nên chờ người khác báo đáp. Tần Lạc áy náy, nhân phẩm của hắn và ông mình phân cao thấp rất rõ ràng. Câu nói tiếp theo của Tần Tranh còn làm Tần Lạc suýt chút nữa nghẹn vì nước bọt của mình. Nhưng nếu bọn họ không có ý báo đáp thì chính là vong ân phụ nghĩa. Thì ra còn có thể nói như vậy sao? Chương 972, không nỡ ngủ. Có một bệnh viện được lưu truyền là bệnh viện chăm sóc cán bộ cao cấp. Trong bệnh viện này có phòng bệnh được gọi là phòng chăm sóc đặc biệt. Nữ y tá dáng người cao, phong thái tao nhã sau khi kết thúc việc kiểm tra định kỳ nửa tiếng một lần, khom người hỏi Hoàng Thiên Trọng đứng ở bên cạnh, tiên sinh, tình hình của người bệnh về cơ bản là ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Xin hỏi ngài có đặc biệt căn dặn gì thêm không? Khi nữ y tá nói, cô ta không tự chủ được nhấn mạnh bốn từ, đặc biệt căn dặn. Hoàng Thiên Trọng định nhắc nhở nữ y tá chú ý thời gian đổi thuốc nước, nhưng rồi gã chợt nghĩ nhất định bọn họ sẽ không quên chuyện này, gã chỉ khoát tay nói, không có chuyện gì nữa, cô đi ra ngoài đi. Dạ, có chuyện gì ngài chỉ cần nhấn chuông phục vụ là được. Nữ y tá liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng rồi sau đó rời khỏi phòng với vẻ tiếc nuối. Mỗi người phụ nữ đều có khát vọng như cô gái đi giày thủy tinh. Mỗi người phụ nữ đều chờ mong được từ gà biến thành phượng hoàng vào một ngày nào đó. Thật khó gặp được một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, hơn nữa gia cảnh bất phàm như vậy. Nhưng cô ta không ngờ rằng người nào thậm chí cả liếc mắt nhìn cô ta cũng không có. Hoàng Thiên Trọng nào để ý tới suy nghĩ ai oán của cô ta. Lúc này tất cả suy nghĩ của gã chỉ tập trung vào người ông già đang ngủ say này. Tần Lạc vô tội được thả. Điền Chân hộc máu ngất xỉu, vở kịch này tiếp theo sẽ diễn như thế nào đây? Tổng đạo diễn bị ốm, bắt một diễn viên phụ như gã diễn theo kịch bản khiến gã có cảm giác không thoải mái. Hoàng Thiên Trọng thực sự không ngờ kết quả lại như vậy. Ít nhất gã không cho rằng bọn gã lại thua thảm hại như vậy. Hoàn toàn thua cuộc, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Hoàng Thiên Trọng. Hơi thở Hoàng Thiên Trọng trở nên nặng nề,
sắc mặt dữ tợn khi nghĩ tới Tần Lạc với vẻ mặt và giọng nói mỉa mai của mẹ mình khi bà nói gã xách giày cho Tần Lạc cũng không xứng. Hoàng Thiên Trọng chỉ muốn phát điên. Gã thật sự đã cố gắng rồi. Thậm chí Hoàng Thiên Trọng đã không ngại đắc tội với Điền Chân để kéo ông ta vào vũng bùn. Nhưng vì sao mình lại thua? Chẳng lẽ mình thật sự không bằng Tần Lạc sao? Hoàng Thiên Trọng không chấp nhận điều này, cho dù chết gã cũng không chấp nhận. Có phải cậu vẫn không phục không? Ông già vẫn đang nhắm mắt ngủ say, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi. Hoàng Thiên Trọng vội vàng đặt cái đệm gối ra sau lưng Điền Chân và nói, chú Điền, chú thức dậy làm gì? Thầy thuốc nói, chú là do quá mệt mỏi nên nộ khí công tâm. Chú phải nằm nghỉ ngơi nhiều mới được. Thật ra bác sĩ cũng không có kết luận là nộ khí công tâm. Đây chính là do Hoàng Thiên Trọng biến sự việc thành như vậy để dễ dàng sử dụng sau này. Sao có thể ngủ được? Điền Chân hỏi ngược lại, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, có phải cậu thua mà không tâm phục khẩu phục không? Đúng vậy, Hoàng Thiên Trọng thẳng thắn nói, chúng ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đúng vậy, Điền Chân cười ha hả nói, chúng ta chuẩn bị quá kỹ lưỡng khiến ngay cả tôi cũng cho rằng mình nắm chắc thắng lợi. Đáng tiếc vì cậu có ý đồ riêng nên khiến tôi đã quên mất một kẻ thù đáng nhẽ không thể quên. Vì sao Long Thiên Trượng thắng? Bởi vì ông ta hiểu rõ Tần Lạc, hiểu rõ đồ đệ của mình nên tất cả báu vật của mình đều đặt trên người Tần Lạc. Quả nhiên gã thanh niên đó không khiến ông ta thất vọng. Chú Điền, cháu xin lỗi, cháu chỉ biết là hắn xuất thân thế gia trung y nhưng cháu không biết ông hắn đã từng chữa bệnh cho nhiều người như vậy. Hơn nữa những gia tộc này đã nhiều năm không có quan hệ qua lại với Tần gia. Cháu nghĩ là bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào. Thúi lắm, Điền Chân tức giận mắng, anh hiểu rõ suy nghĩ của những lão già đó hả? Anh biết rõ tính cách của bọn họ à? Những người bò lên được vị trí đó như bọn họ mà nguyện ý mang theo món nợ ân tình của người khác xuống mộ à? Hoàng Thiên Trọng, có lẽ anh không ngốc như Tần Lạc nhưng anh tuyệt đối không bằng hắn về khả năng lợi dụng lòng người. Chú Điền dậy rất phải. Dù trong lòng Hoàng Thiên Trọng không phục nhưng gã vẫn tỏ vẻ bề ngoài. Điền Chân như hiểu suy nghĩ của Hoàng Thiên Trọng, ông ta liếc mắt nhìn gã và nói tiếp, lần này chúng ta thất bại. Thứ nhất thua là vì không hiểu rõ thực lực của đối thủ. Người xưa nói rất đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thứ hai chúng ta thua là vì quá tự tin vào sắp đặt của chúng ta. Long Thiên Trượng không có thủ đoạn sao? Chúng ta mở ra một lỗ hổng rất lớn và Long Thiên Trượng không ngại đá đồ đệ của ông ta vào. Đáng lẽ chúng ta phải cảnh giác với tính cách của lão khốn đó, lão là người dễ đối phó như vậy sao? Thế nhưng chúng ta đã quá tự tin, dám để cho chúng đi vào bụng chúng ta và ra một đòn nghiêm trọng. Hoàng Thiên Trọng vẫn giữ thái độ chăm chú lắng nghe Điền Chân phân tích nguyên nhân thất bại. Lúc này mắt Điền Chân tràn ngập sát khí, ông ta lạnh lùng quát, đáng hận nhất chính là lũ người nhà phản bội. Dương Độ kia vốn là kẻ sẽ bị vứt bỏ theo kế hoạch, nhưng Uông Minh quỷ đáng chết kia thì sao? Ta đối xử với hắn như người tâm phúc của mình, hắn báo đáp ta như vậy sao? Loại người tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như vậy không xứng đáng ở lại trong đội đốc sát. Hoàng Thiên Trọng thêm vào. Hừ, tôi không coi chúng vào mắt nhưng chúng phản bội khiến chúng ta lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Đặc biệt việc làm chứng của Dương Độ khiến chúng ta tổn thất quá lớn. Một khi như vậy cấp trên sẽ nghĩ chúng ta dùng việc công báo thù riêng, tấn công đối thủ. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây? Làm thế nào ư? Điền Chân cười nhạt nói, chúng ta không cần làm gì cả. Bây giờ tôi ốm nằm trong bệnh viện, mấy lão già kia ỷ thế hiếp người là sự thật, tôi không tin không có người đứng ra nói giúp chúng ta. Lần này thua không cần nghĩ tới. Mục đích chủ yếu của chúng ta là thắng trong cuộc tranh giành nắm quyền Long Tức. Cảm ơn chú Điền, Hoàng Thiên Trọng cảm kích nói. Việc tới lúc này Điền Chân vẫn không quên chuyện của gã khiến cho gã bất ngờ. Không cần ở đây nữa. Hãy về đi, Điền Chân nói. Dạ, Hoàng Thiên Trọng biết lát nữa sẽ có rất nhiều khách tới thăm Điền Chân. Điền Chân không hy vọng để người khác biết gã cũng tham gia vào chuyện lần này. Chính vì thế Điền Chân muốn đuổi gã đi trước. Bóng dáng Hoàng Thiên Trọng vừa mới biến mất thì một người phụ nữ đi tới từ đầu hành lang bên kia. Không gõ cửa mà đi thẳng vào trong. Người phụ nữ đứng trước giường Điền Chân, nụ cười châm biếm, ánh mắt hờ hững, bà nói, màn trình diễn này rất xuất sắc, sát chiêu chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ cô không cần giải thích cho tôi sao? Điền Chân lạnh lùng hỏi. Giải thích gì? Người phụ nữ ngơ ngác hỏi. Tại sao bọn họ không đứng ra nói chuyện? Ông cảm thấy khi nào thì bọn họ cần phải đứng ra.
Khi mấy người kia tới thì bọn họ cần phải nhảy ra cạnh tranh sao? Cô chỉ nghĩ tới chuyện thắng thua của mình, cô có nghĩ tới tình cảnh của tôi không? Tôi thua, ông cũng thua. Tôi thắng, ông cũng thắng. Người phụ nữ ngang ngạnh nói, trò chơi mới bắt đầu đã xuất bài, có phải đã đúng thời cơ không? Không thể không nói ông chính là người phụ tá rất tốt. Chỉ cần không phải là hòn đá kê chân là tốt rồi. Điền Chân cười nhạt nói. Người phụ nữ không thèm để ý tới điều này, lão Điền, ông nhiều năm viết chữ, nhẫn, nhưng xem ra công phu nhẫn nhịn của ông vẫn không tu được. Tôi già rồi, các người nguyện ý chờ nhưng tôi không muốn tiếp tục chờ nữa. Điền Chân nói, điều cô đồng ý với tôi cũng nhanh chóng thực hiện đi. Tôi sẽ... Hi... Ôi... A... Âm thanh gấp gáp a a a ôi ôi a a. Quần áo nhầu nát. Ga giường quăn nhúm lại. Cái ghế gãy một chân. Nơi này không phải là cảnh chiến trường bạo lực mà là hiện trường xuân sắc. Tục ngữ có câu, xa cách lâu ngày thắng tân hôn. Mấy tháng nay Tần Lạc và Vương Cửu Cửu không gặp nhau. Lần này gặp nhau khi vừa mới thoát khỏi đại nạn, hai người gần như điên cuồng, ôm nhau, không ngừng chiến đấu tới thần trí mê man. Khi hai người mất hết sức lực, không gắng gượng được, thân thể hai người vẫn hòa nhập vào nhau, không muốn tách nhau ra. Tiếp tục ở trong tình trạng trong anh có em, trong em có anh. Thân thể lõa lồ của Vương Cửu Cửu lúc này có một màu đỏ ửng, trông giống như là dị ứng phấn hoa vậy. Nhưng với một người tinh thông y thuật như Tần Lạc thì biết đây chính là tình trạng xảy ra sau nhiều lần phóng xuất. Yêu một người phụ nữ đơn giản chỉ có hai trạng thái, một là bạn cho người đó nhiều tiền bạc, hai là bạn cho người đó nhiều cảm xúc. Anh chàng Tần Lạc này rất tự hào vì sức chiến đấu bền bỉ của mình. Thiên dương chi mạch dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại được truyền thụ, chung phòng thuật, nên trước khi tiến hành đều không phải tắm nước lạnh nữa. Mệt mỏi quá, Vương Cửu Cửu cuộn người nằm trong lòng Tần Lạc, giọng nàng vo ve như tiếng muỗi. Em ngủ một giấc đi, Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt ve Vương Cửu Cửu, an ủi nàng. Không nỡ ngủ, Vương Cửu Cửu uể oải nói, mi mắt nàng sụp xuống, nàng cố gắng chống đỡ lại. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Vì có cảm giác khi tỉnh lại trời sáng, phải quay về Dương Thành. Tần Lạc sửng sốt hỏi, vì sao lại gấp như vậy? Khó có cơ hội quay về, tại sao em không ở Yến Kinh chơi mấy ngày đã? Anh nghĩ rằng em không muốn sao? Vương Cửu Cửu nói, em đang tham dự huấn luyện sĩ quan đặc huấn. Theo quy định thì tất cả đội viên đều không thể vắng mặt. Nếu như vắng mặt thì không thể tốt nghiệp sĩ quan đặc huấn. Em lén chạy về đây. Em lén quay về. Một lần nữa Tần Lạc kinh hãi. Khi hắn nghe nói Vương Cửu Cửu và Vương Lão ra tới đội đốc sát cứu hắn, hắn còn tưởng nàng được người nhà và đơn vị cho phép quay về. Cũng không tính là đi trộm, chỉ là đả thương hai người tới bắt em. Thầy Tần, em còn có nhiều điều muốn nói với anh. Tần Lạc đau xót ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, cười nói, ngủ đi, chúng mình còn rất nhiều thời gian. Chương 973, mẹ của cháu nội. Vương Cửu Cửu ngủ say trông giống như một bạch tuộc tám xúc tu màu trắng. Hai tay và hai chân nàng như những xúc tu của bạch tuộc, kiên trì hấp thụ những gì nàng muốn. Vương Cửu Cửu rút đầu vào trong lồng ngực của Tần Lạc, tóc nàng cọ vào ngực Tần Lạc ngơ ngứa có chút quyến rũ, một thoáng kích thích. Tần Lạc thích những tiếp xúc như vậy, trong phạm vi mà hắn vẫn kiềm chế được. Cho tới tận khi hơi thở của Vương Cửu Cửu dần trở nên đều đặn, hai mắt nhắm chặt không mở ra nữa, Tần Lạc mới cẩn thận di chuyển tay chân nàng. Lúc này giống như đột nhiên có cảm giác như sắp mất đi chỗ dựa an toàn, Vương Cửu Cửu giật mình sau đó nàng quay người lại, để lộ một khoảng thân dưới lõa lồ trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc âu yếm kéo chăn đắp cho nàng, sau đó hắn nhặt mớ quần áo ở trên mặt đất, móc túi lấy điện thoại di động. Tần Lạc đi tới trước cửa sổ sát sàn của phòng khách gọi điện thoại. Khi bọn họ vào thuê phòng, những phòng có giường to đã có khách thuê hết chính vì vậy hai người không chút do dự thuê một phòng thương vụ. Thời nay những người trộm tình ở bên ngoài rất nhiều nên ngành kinh doanh khách sạn rất phát triển. Nếu như không tới sớm, không gọi điện đặt phòng trước thì thật sự sẽ không thuê được phòng. Điều này đã thúc giục suy nghĩ mua một căn phòng của Tần Lạc. Tốt xấu gì hắn cũng được coi là một người nổi tiếng. Nếu như hắn bị đám paparazzi chụp ảnh hắn và một người phụ nữ đi vào khách sạn thuê phòng, mọi người sẽ nghĩ hắn đi cùng với gái gọi. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của bạn gái hắn. Điện thoại nhanh chóng được người bên kia nhận, từ trong điện thoại vang lên tiếng âm thanh ầm ĩ của tiếng âm nhạc và cả tiếng người ồn ào. Từ cách xa ngàn dặm, Tần Lạc vẫn biết người này đang có trò tiêu khiển gì.
Tại sao cậu vẫn chỉ có thú tiêu khiển này? Tần Lạc cười hỏi. Cùng với người không biết thưởng thức thì chỉ có thể làm mấy chuyện không thưởng thức. Nếu như có cậu, chúng ta nhất định phải tới quán trà, uống trà. Người đàn ông cười ha hả nói. Cậu có biết chuyện Yến Kinh không? Tần Lạc hỏi. Biết, cô bạn gái nhỏ của cậu chạy trốn ngay trước mắt tôi. Trước khi đi còn đả thương hai học viên. Kha kha, cô bé này ra tay rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Không hổ là người từ Yến Kinh tới. Cô ấy đang tham gia trại huấn luyện sĩ quan sơ cấp phải không? Đúng vậy, người đàn ông nói, cô ấy không phải là quân nhân chuyên nghiệp, thậm chí trước đó còn chưa phải là học viên một trường quân sự. Bây giờ ngay lập tức được chọn vào trại huấn luyện này chứng tỏ cô ấy ngồi trên máy bay trực thăng lên chức. Vương gia hẳn rất coi trọng cô bé này. Tâm trạng cực kỳ trầm trọng khi nghĩ tới việc Vương Cửu Cửu từ bỏ ước nguyện ban đầu, trao đổi điều kiện với Vương Lão, nhập ngũ chỉ vì hắn. Nếu như không gặp anh, em đang ở nơi nào? Cuộc sống của em như thế nào? Có quý trọng cuộc sống này không? Nếu như Vương Cửu Cửu không gặp hắn, cuộc sống của nàng liệu có dễ chịu hơn bây giờ không? Ừ, Vương gia chuẩn bị bồi dưỡng cô ấy làm hạt nhân nòng cốt. Tần Lạc nói, trước mặt người bạn thân thiết của mình, hắn không muốn giấu giếm chuyện gì. Dù sao hai người cũng trong quân đội, sớm để Hạ Dương hiểu một số thông tin sẽ trợ giúp Hạ gia có một số điều chỉnh tương ứng. Ha ha, có phải vì cậu không? Nếu không bọn họ nhất định sẽ không bao giờ đẩy một cô gái ra làm hạt nhân nòng cốt. Mặc dù con trai Vương gia không nói là nhiều như Quân Nguyên nhưng thật sự muốn tìm hai, ba người có thể bồi dưỡng thì không khó. Cậu hỏi nhiều chuyện như vậy làm gì hả? Tần Lạc cười mắng, tìm cậu có việc. Có chuyện gì? Giọng nói Hạ Dương trở nên nghiêm túc. Giúp cô ấy xin nghỉ hai ngày. Tần Lạc nói. Nửa đêm cậu gọi điện thoại tới chỉ vì chuyện này sao? Giọng nói của Hạ Dương vô cùng nghi ngờ. Đúng vậy, Tần Lạc nói, cô ấy rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn để cô ấy nghỉ ngơi hai ngày ở Yến Kinh. Thật đúng là đau lòng vì con gái nhà người ta. Hạ Dương trêu chọc Tần Lạc, thật ra đối với cô ấy, xin phép hay không xin phép cũng không có vấn đề gì cả. Cho dù cô ấy không muốn quay lại, với thế lực của Vương gia, còn có người nào dám gây khó dễ hả? Ý của cậu là, vấn đề quan trọng chính là cô ấy. Hạ Dương nói, tại sao cô ấy tới Dương Thành mà không ở lại Yến Kinh? Tại sao biểu hiện của cô ấy khiêm tốn như vậy, không ai có thể điều tra được thông tin của cô ấy? Cô ấy không phải tới để nhận sự đối xử đặc biệt. Cô ấy muốn nói với Vương gia, nói với bạn bè của Vương gia, và đối thủ, và cấp trên rằng sẽ chứng minh bản thân mình. Chính vì vậy quyết định nghỉ hay không, phải do cô ấy quyết định. Cô ấy không muốn quay về, cô ấy không cần xin phép. Cô ấy muốn quay về như vậy thì không cần xin phép nữa. Tôi hiểu rồi, Tần Lạc quấn khăn tắm sát người, nói, vậy cứ thế đi, chờ sáng mai cô ấy ngủ dậy, tôi sẽ hỏi ý kiến cô ấy. Cô ấy đang ngủ bên cạnh cậu hả? Ôi, cậu thực sự khiến người ta hâm mộ, cậu không cao to như tôi, không đẹp trai như tôi, không nhiều tiền như tôi. Tại sao lại tán gái lợi hại hơn tôi hả? Trước kia ở Dương Thành thì không thấy rõ. Khi những cô gái theo đuổi cậu, cậu còn từ chối người ta khiến cho tôi nghĩ có phải cậu thích yêu nhân kia không? Cậu chết đi, Tần Lạc mắng. Tốt lắm, không cần nói nữa, tôi còn có khách, được rồi, có chuyện suýt chút nữa quên không nói cho cậu. Mấy ngày nữa quân khu ở đây thi hành cuộc đại chấn chỉnh, nhổ mấy con sâu chú trong quân đội. Tôi đã gọi điện với họ Tôn kia, hắn nói có thể quan trường sẽ có động tĩnh. Cậu và Gay hòa hợp chưa? Tần Lạc vui vẻ hỏi. Chuyện vẫn như vậy, sự hào hứng của Hạ Dương có vẻ giảm đi, chỉ cần gặp mặt nhau không đánh nhau là được. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn tôi và hắn trở thành bạn bè sao? Tần Lạc thở dài nói, bỏ đi, hôm nay không nói chuyện này nữa, cậu vào với bạn mình đi. Cậu cũng ở cùng với tiểu mỹ nhân của cậu đi. Tần Lạc tắt điện thoại, hắn quay người ôm thân thể cô gái sau lưng vào trong lòng. Hai người đứng trước cửa sổ nhìn ánh điện thành phố ban đêm. Tại sao em lại thức dậy? Tần Lạc hỏi. Khi anh gỡ tay em ra, em đã tính rồi nhưng em muốn biết anh đi gọi điện cho cô gái nào nên em mới giả vờ ngủ. Vương Cửu Cửu ra vẻ ngủ gật hỏi, thầy Tần, đêm hôm khuya khoắt thầy gọi điện cho ai hả? Không phải em đã nghe trộm tất cả rồi sao? Tần Lạc cười nói, Hạ Dương nói em bỏ trốn ngay trước mắt hắn. Trước khi chạy trốn còn đả thương hai học viên. Thảo nào, Vương Cửu Cửu nỉ non. Thảo nào cái gì? Khi đó em vẫn còn tò mò. Ông đã gọi điện cho bên Dương Thành, tuyệt đối không có chuyện bọn họ chỉ ứng phó qua loa như vậy.
Nếu như bọn họ thực sự muốn em ở lại, thực sự không muốn cho em nhúng tay vào chuyện này, bọn họ chỉ cần phái người tới canh giữ em là được, không cần phái hai tân binh tới bảo em đi gặp đại đội trưởng. Xem ra chính là Hạ Dương này đã âm thầm sắp đặt. Nhất định là như vậy, Tần Lạc gật đầu nói, cậu ấy nói mấy ngày nay trong quân khu sẽ bắt mấy con sâu chú ở đó, quan trường Dương Thành có thể cũng có động tĩnh. Vương Cửu Cửu ngẩng gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhìn Tần Lạc và nói, người bên ngoài quá coi thường anh. Ngay cả em cũng vậy, nếu như bọn họ biết được rằng sau lưng anh có cả quân khu Nam Hậu Thuần và quan trường thì còn ai dám bắt giữ anh không? Mặc dù lần tranh đấu này ở Yến Kinh chỉ là một phần nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều không muốn tham gia vào. Nhưng những người đứng xem bên ngoài có thể nhận ra được một vài mánh khóe. Ít nhất một số người lo lắng phải một lần nữa lựa chọn hàng ngũ của mình. Theo như lời Hạ Dương nói, bắt sâu và động tĩnh ở quan trường Dương Thành có lẽ chính vì nguyên nhân này. Bọn họ đang chút giận thay cho anh. Dù gì đi nữa anh cũng là người Dương Thành. Nếu như bọn họ không làm gì thì ngược lại sẽ bị người khác coi thường. Rất phức tạp, Tần Lạc cười nói, sư phụ nói rất đúng. Có một số mặt em thông minh hơn anh. Thầy Tần là người đàn ông làm đại sự. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để học trò cống hiến sức lực là được. Vương Cửu Cửu tươi cười nói. Kể cả khi ôm sao? Anh có ý gì không? Lúc nãy khi kéo quần em, anh còn dáng vẻ làm gương cho người khác không? Lần đó nhìn thấy anh mặc trường bào, ăn nói lưu loát đứng trên bục, em còn nghĩ anh là bậc chính nhân quân tử, không ngờ anh cũng là một cầm thú tao nhã. Ngay cả học trò của mình cũng không tha. Không phải người phụ nữ muốn người đàn ông của mình trước mặt người khác thì như một thầy giáo, còn sau lưng thì như một con hổ sao? Thật ra anh đã từng nghe qua câu chuyện cầm thú hay không bằng cầm thú. Cho nên anh mới không bằng cầm thú sao? Nếu như vậy anh không làm cầm thú nữa mà anh sẽ là không bằng cầm thú. Thầy Tần. Ừ. Thầy hãy là không bằng cầm thú một lần nữa đối với em nhé. Tần Lạc kéo tay Vương Cửu Cửu, cười nói, em thực sự phải đi sao? Thầy Tần, thầy đã hỏi vấn đề này bao nhiêu lần rồi? Vương Cửu Cửu bất đắc dĩ nói, mọi người đã tới sân bay rồi. Vé cũng nhờ người mua rồi. Nếu như em không đi thì không phải khiến người khác cười chê sao? Anh chỉ muốn cho em nghỉ ngơi mấy ngày ở Yến Kinh. Tần Lạc cười nói, bay đi bay lại, rất mệt mỏi. Khó có cơ hội em quay về một lần, em cũng không về nhà mà. Nếu như mẹ em biết, nhất định mẹ sẽ mắng em. Nghĩ tới người mẹ cực phẩm của mình, Vương Cửu Cửu thoáng mỉm cười, dáng vẻ nhớ mong. Nàng nói, thầy Tần, có thời gian, thầy phải tới nhà em nhiều một chút thăm Trương Nghị Y. Mẹ là người duy nhất ở Vương gia ủng hộ chuyện của hai chúng ta. Được, Tần Lạc chột dạ gật đầu. Không hiểu có chuyện gì đó mà mỗi khi nghĩ tới người mẹ cực phẩm kia của Vương Cửu Cửu, hắn có cảm giác run rẩy, gần như là bị kích động. Thấy Tần Lạc đồng ý, Vương Cửu Cửu cười vui vẻ. Nàng chìa bàn tay nhỏ bé, nghiêm túc nói, thầy Tần, tạm biệt. Tần Lạc không nắm tay Vương Cửu Cửu, hắn ôm nàng vào lồng ngực, nói, không được chạy lung tung. Khi mọi chuyện qua đi, anh sẽ tới tìm em. Được, Vương Cửu Cửu nép vào ngực Tần Lạc, hưởng thụ sự ấm áp, nói, thầy Tần, hôm qua chúng mình không dùng áo mưa. Nếu trong bụng em có bảo bối thì làm sao? Tần Lạc vỗ vỗ đầu nàng, cười nói, nhà anh cách doanh trại quân đội không xa. Nếu như em có bảo bối, em cứ mang tới nhà mẹ. Vậy em giới thiệu bản thân mình như thế nào? Mẹ của cháu nội. Chương 974, mẹ vợ, mẹ vợ. Tần Lạc lau nước mắt, an ủi Trương Nghi Y, cô không nên đau lòng như vậy. Cửu Cửu chỉ tới Dương Thành chứ không ra nước ngoài. Nếu không cháu mua vé máy bay tới Dương Thành giúp cô, bây giờ cô đuổi tới đó, có thể gặp Cửu Cửu ở sân bay. Cậu cho tôi là người ngu hả? Trương Nghi Y tức giận nói, nếu như có thể tới thì tôi đã tới thăm con gái mình rồi, còn cần cậu nhắc nhở hả? Việc Vương Cửu Cửu tham chính là một tin tức tốt đối với Vương gia. Ngay cả Vương Nê Hầu, Vương lão gia mấy năm gần đây sức khỏe không tốt cũng rất nhiều lần cười sảng khoái. Thế nhưng sau một hồi thảo luận, Vương gia quyết định đưa Vu Ân Cửu Cửu rời khỏi Yến Kinh, làm lính ở địa phương. Thứ nhất, là để thoát khỏi phạm vi thế lực của gia đình. Nhưng đương nhiên là cho dù tới Dương Thành thì cũng không hoàn toàn thoát khỏi. Thứ hai, Vương Cửu Cửu rất nổi tiếng ở Yến Kinh. Nếu như tới quân khu Yến Kinh, có lẽ không một ai dám dạy bảo nàng, điều này có ảnh hưởng bất lợi tới sự trưởng thành sau này của nàng. Thứ ba, Vương Cửu Cửu có thể rời xa Trương Nghi Y, người phụ nữ, người mẹ, bất lương, yêu con gái như điên, bảo vệ như mạng mình.
Thậm chí trong hội nghị gia đình, Vương lão gia còn ban hành một lệnh cấm đối với Trương Nghi Y, cấm người Vương gia tới Dương Thành thăm Vương Cửu Cửu. Cứ như vậy Trương Nghi Y hoàn toàn tuyệt vọng, bà vốn cũng muốn thu dọn hành lý tới Dương Thành thăm con gái. Nhưng vì không thể chủ động đi thăm, bà chỉ có thể chờ con gái quay về. Nhưng không ngờ con gái không có lương tâm, không quay về nhà khiến tâm trạng Trương Nghi Y tan nát. Chẳng lẽ, người mẹ này của nó thật sự không bằng một thầy giáo sao? Đây chính là nguyên nhân Trương Nghi Y căm thù Tần Lạc, khi nói chuyện bà chỉ muốn xông tới cắn cho hắn mấy cái. Hi hi, Tần Lạc cười ngu ngơ, hắn không dám nói tiếp câu nào nữa, hình như hắn nói câu nào cũng sai, cô có chuẩn bị quay về không? Quay về, đương nhiên là quay về, Trương Nghi Y nói, con gái đi rồi, tôi còn ở đây làm gì? Hi hi, nếu như cô lái xe, lúc trước Tần Lạc đã đồng ý với Vương Cửu Cửu đi tới thăm Trương Nghi Y. Chính vì vậy hắn không thể không nói một vài câu khách sáo. Thuê, Trương Nghi Y nói. Nếu như vậy, cháu xin cáo từ trước. Nhưng tôi còn định ngồi xe của cậu về nhà. Trương Nghi Y nói. Nếu như Trương Nghi Y không phải là mẹ của Vương Cửu Cửu, Tần Lạc có thể dứt khoát từ chối yêu cầu này. Trương Nghi Y là mẹ của Vương Cửu Cửu sao? Đúng vậy. Thế nên Tần Lạc không có cách nào để từ chối yêu cầu không hợp lý nhưng lại rất hợp pháp này. Nhưng rồi Tần Lạc nhanh chóng hối hận vì đã để người phụ nữ này lên xe. Tần Lạc, con gái của tôi có đẹp không? Đẹp. Có béo không? Béo. Chỗ nào béo? Tần Lạc xấu hổ, chẳng lẽ trước mặt người ta nói ngực con gái bà béo sao? Cũng không gọi là béo. Cũng tương tự như trước kia. Tần Lạc nói cho có lệ, chỉ là hơi đen một chút. Có thể là do huấn luyện trong quân đội. Thật sự đen sao? Trương Nghi Y vội vàng hỏi. Tần Lạc liếc mắt nhìn Trương Nghi Y, hắn sợ bà đau lòng vì con gái nên nói, thật ra cũng không đen, chỉ là dám nắng thôi mà. Không ngờ Trương Nghi Y tức giận, vỗ vào đùi Tần Lạc mắng, cái gì là dám nắng? Đen thì chính là đen, đứa con nhìn người bằng nửa con mắt này, trước kia nói rằng tôi lớn tuổi hơn nên nước da không trắng bằng nước da nó. Bây giờ thì nó gặp báo ứng rồi, thảo nào lần này nó không dám về gặp tôi thì ra sợ bị so sánh với tôi. Hi hi, tôi rất vui. Rất vui. Tần Lạc không nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng hắn biết lúc này mặt hắn nhất định cứng đơ. Sau khi vào tới thành phố, Tần Lạc nói với Trương Nghi Y, cô, trước tiên cháu đưa cô về nhà. Quay về, tôi nói phải quay về nhà lúc nào. Lúc này tâm trạng Trương Nghi Y rất vui vẻ khi bà biết da của Vương Cửu Cửu không trắng như da mình. Tần Lạc, cậu đi dạo phố với tôi. Lâu rồi tôi không đi mua quần áo, không biết có mở tài khoản mới không nữa. Điều này. Đừng có nói là cậu bận nhiều việc. Vậy được, Tần Lạc bất đắc dĩ đồng ý. Đi tới Vương Phủ Tỉnh, Trương Nghi Y nói với Giê-xu đang lái xe. Đột nhiên khi nghĩ tới một điều gì đó, Trương Nghi Y cầm tay Tần Lạc căn dặn, nếu như nhân viên cửa hàng gọi cậu là tiên sinh, cậu không nên phủ nhận. Tại sao? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ cậu ép tôi nói với người khác tôi là mẹ vợ cậu sao? Trương Nghi Y bất mãn nói. Trương này thiếu mất nửa phần đầu. Nếu ai có xin làm ơn bổ sung thêm, cảm ơn nhiều. Chương 975, Châu già gặm cỏ non. Tần Lạc thà chọn ăn đồ ăn mà Trương Nghi Y nấu, còn hơn là đi dạo phố mua đồ với bà. Nếu chỉ ăn đồ ăn của bà thôi vẫn chưa đủ thì để cho bà đánh cho vài bạt tai cũng được. Là ai nói một người đàn bà tương đương với 500 con vịt ấy nhỉ? Nói thế thì thật là xúc phạm vịt quá rồi. Tần Lạc thấy Trương Nghi Y ít nhất có thể đọ với 1.500 con vịt, hoặc tương đương với 3 người đàn bà. Tần Lạc, em mặc thế này có đẹp không? Không. Vì sao? Lòe loẹt quá. Lòe loẹt chỗ nào chứ? Thì cảm thấy thế. Nếu anh nói không ra chỗ nào lòe loẹt thì chứng tỏ cảm giác của anh là sai lầm. Nhìn kỹ lại lần nữa xem. Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ, hay là, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ. Tần Lạc cắn răng nói. Trong lòng nghĩ thầm, dù sao thì bà mặc cũng đâu phải để tôi ngắm đâu. Như thế còn đỡ, Trương Nghi Y sung sướng nói với cô phục vụ bên cạnh mình, gói nó lại cho tôi. Vâng, thưa cô phục vụ nhanh chóng tiếp lấy chiếc áo trên tay Trương Nghi Y rồi gấp lại. Tần Lạc đang lúc ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy Trương Nghi Y gọi từ đằng sau như thế thì giật bắn người, nói, dạ, thưa cô. Cô nào? Cô của anh đến rồi à? Trương Nghi Y nháy nháy mắt với Tần Lạc, ra ý bảo hắn đừng có quên những lời ước định trước khi vào đây.
giờ Tần Lạc mới nhớ ra đã đồng ý với Trương Nghi Y là không để lộ việc mình là con rể của bà, liền vội sửa lại, Trương. Gọi em là Tiểu Y là được rồi. Tần Lạc mặt đỏ phừng phừng, hắn không thể nào thốt ra hai chữ đáng yêu, Tiểu Y, đó, nên đành lơ đi nói, em gọi anh à. Anh xem cho em xem đôi giày này có hợp với bộ đồ em đang mặc không. Tần Lạc biết rằng, nếu mình nói không hợp, thì Trương Nghi Y sẽ tìm đủ mọi cách để ép mình nói những câu đại loại như, mốt đấy, hợp lắm, rất hợp là đằng khác. Nên hắn liền lừa dối lương tâm mình mà đáp luôn rằng, đẹp đấy, rất đẹp đấy. Thật không thế, Trương Nghi Y hoài nghi hỏi. Thật mà, anh thấy rất đẹp, Tần Lạc cười gượng nói. Hề hề, có lẽ là anh không được dành về mấy cái như thế này cho lắm, dù gì thì anh nhìn thấy nó khá đẹp đấy. Thế thì đổi đôi khác đi. Trương Nghi Y quay lại nói với cô bán hàng. Sao lại muốn đổi, không phải là rất đẹp sao? Tần Lạc khó hiểu hỏi. Nói thực thì hắn muốn Trương Nghi Y mau mau mua cho xong đi để cho hắn thoát khỏi cái biển khổ này. Không phải anh nói anh không dành về mấy cái như thế này đó sao? Những cái anh nói tốt thì tốt được chắc. Nếu không phải đại nghiệp chưa thành, việc phát triển của Trung Y vẫn còn cần đến hắn thì hắn sẽ không do dự gì mà đâm thẳng đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Thật là ức hiếp người quá đáng. Cứ đi bộ suốt, gian nhà nào cũng phải lượn qua, rồi thử hết cái nọ đến cái kia, không những thế còn bị đả kích hết lần này đến lần khác nữa. Lâu dần giết cũng quen, trải qua bao nhiêu lần như thế cuối cùng Tần Lạc cũng tu thành chính quả. Về sau Trương Nghi Y mua quần áo, đồ nữ trang, khăn, váy hay mua đồ lót. Tất nhiên là khi mua đồ lót thì bà không cần đến ý kiến của Tần Lạc, mà tránh qua một nơi mà Tần Lạc không nghe thấy bà có kè mặc cả với nhân viên bán hàng những câu đại loại như 500 nhân dân tệ ba chiếc này. Tần Lạc biết rằng dù mình có nói gì thì vẫn cứ là sai, nếu bà ta hỏi mình thêm nữa thì cứ nói toẹt ra cho xong, chẳng cần phải che đậy làm gì. Trương Nghi Y cũng phối hợp khá ăn ý, bà luôn nhớ trong đầu câu, không dành lắm về mấy thứ này, của Tần Lạc, những thứ Tần Lạc thấy đẹp thì bà bỏ luôn, còn Tần Lạc thấy không đẹp thì bà lại mua luôn mà không chút do dự. Cuối cùng, Tần Lạc thực sự không đành lòng bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà lại mua về cả đống đồ chỉ dành cho những cô thiếu nữ dưới 18 mặc, thì hắn bắt đầu nói ngược lại. Những cái mà hắn thấy đẹp thì hắn nói không đẹp, những cái mà hắn thấy không đẹp thì lại nói là rất rất đẹp. Cuối cùng thì Trương Nghi Y cũng mua được vài bộ đồ có thể mặc được. Tất nhiên, lúc này đây bà vẫn còn đang chìm đắm vào cái khoái cảm của việc tiêu tiền, chưa hề phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này. Còn Tần Lạc thì lại đang sống trong sự đau khổ tột cùng của việc phải tiêu tiền, vì tất cả những thứ mà Trương Nghi Y mua hiện giờ đều dùng bằng thẻ của hắn hết. Khi cô nhân viên phục vụ nở nụ cười vui sướng và khách sáo xách cả một đống đồ được bao bọc đàng hoàng đến quầy tính tiền, Tần Lạc lại giả bộ không đau xót gì mà rút đến nhiều lần chiếc thẻ của mình ra thì Trương Nghi Y mới nói, hôm nay em mua thế thôi, chắc cũng đủ mặc một thời gian rồi. Gánh nặng trong lòng Tần Lạc như tiêu tan hẳn, hắn thực sự cảm tạ trời đất đã tách hai người bọn họ ra lúc này. Thưa cô, tổng số tiền của cô là 158.000 nhân dân tệ. Cô nhân viên bán hàng sau khi thấy Tần Lạc quẹt thẻ rồi ký tên mình xong, lúc đưa trả lại thẻ cho hắn thì cô nhìn Trương Nghi Y với ánh mắt ngưỡng mộ. Nói, bạn trai của cô đối xử với cô thật tốt. Hứ, điều đó là đương nhiên rồi. Nếu anh ấy mà không để tôi tiêu tiền, thì tôi sẽ đi đến chỗ những người đàn ông khác tiêu tiền. Trương Nghi Y ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Trong tích tắc đó, Tần Lạc thực sự muốn hét lên một tiếng, mẹ vợ, để cho giấc mộng 18 của bà không thành. Đi thôi, lên lầu. Trương Nghi Y đi trước nói. Đi đâu thế? Tần Lạc hỏi. Mua đồ. Không phải đã nói là. Hôm nay mua xong rồi ư. Tôi nói là tôi mua xong của tôi rồi. Còn cậu thì vẫn chưa mua mà. Cháu không cần gì đâu. Ai bảo là cậu không cần chứ. Cậu tự nhìn mình đi. Suốt ngày này qua ngày khác chỉ có mỗi hai chiếc áo bảo này. Người thì trẻ mà ăn mặc quê một cục. Cậu đi cùng tôi như thế cậu không thấy tự ti à. Người nào quen thì biết tôi là mẹ vợ cậu. Người nào không quen thì lại nghĩ là trâu già gặm cỏ non đấy. Trâu già gặm cỏ non. Ai là trâu già, ai là cỏ non? Tần Lạc suýt chút nữa thì phun máu ra chết luôn tại đây. Người đàn bà này giết người không cần dao chỉ cần một cái miệng thôi cũng quá đủ rồi. Cháu thích mặc trường bào, Tần Lạc nói. Tôi thích nhìn cậu mặc vest. Ông nội cháu bảo cháu mặc trường bào. Mẹ vợ cậu bảo cậu mặc vest. Trương Nghi Y ương ngạnh nói. Thỉnh thoảng thay đổi một tí thì chết ngay được đấy à.
cậu có giỏi thì cả đời này chỉ ăn cơm, đừng có động đến bánh bao nữa. Không thể không thừa nhận rằng, đôi khi Tần Lạc thấy Trương Nghi Y đúng là rất trẻ. Ít nhất thì cách suy nghĩ của bà cũng khá là khác người, không phải người bình thường nào cũng có thể theo kịp được. Dưới sự cưỡng ép của Trương Nghi Y thì Tần Lạc đã đến cửa hàng độc quyền RS để thử mấy bộ đồ vest. Cái nào Trương Nghi Y nói được thì hắn sẽ tự ra trả tiền, còn những cái Trương Nghi Y nói không, thì hắn chỉ mừng thầm trong bụng là đỡ mất mấy chục nghìn. Xách túi túi bé bước ra ngoài quầy hàng, Tần Lạc nói với Trương Nghi Y, cô. Tôi đã nói gọi tôi là Tiểu Y, Trương Nghi Y không vui nói. Nói xong bà liếc mắt nhìn ra xung quanh, nói tiếp, có người nghe thấy đấy. Cũng chưa rồi, hay là cháu đưa cô về nhé? Tần Lạc cố gắng nhếch mép cười nói. Về á, Trương Nghi Y nhìn Tần Lạc mà như nhìn một người hành tinh khác. Chưa rồi mà cậu lại bảo tôi về à? Tôi là bề trên của cậu, vào những lúc như thế này thì cậu phải lễ phép mời tôi dùng bữa, hơn nữa còn phải nói, cháu biết là cô thích ăn đồ Tây, cháu cũng biết một nhà hàng đồ ăn khá ngon, chúng ta cùng thưởng thức xem sao đi, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý. Sao, không muốn à? Trương Nghi Y khó chịu nói, tôi đã tặng cho cậu cô con gái mà tôi vất vả nuôi nấng bấy lâu nay, không ngờ cậu đến cả một nữa chưa thôi cũng không muốn mời, thế nếu tôi già rồi không còn nhanh nhẹn nữa thì cậu còn để ý, quan tâm tới tôi không? Nếu tôi bệnh nằm im một chỗ thì cậu còn quan tâm đến tôi không? Con gái tôi thật là mệnh khổ, sao lại gả cho một người đàn ông vô trách nhiệm thế này cơ chứ? Không được, không được, tôi phải gọi điện cho Cửu Cửu, tôi phải bảo nó chia tay với cậu mới được. Phải chia tay cho bằng được, người đàn ông mà không yêu người nhà của nó thì không phải là người yêu nó thật sự, dứt sớm đi là vừa, không nhớ tôi già rồi không ai nuôi, bệnh rồi không ai chữa, chết rồi không ai chôn. Tần Lạc sắp khóc đến nơi rồi. Bây giờ cũng đã trưa rồi, cô nể mặt đi ăn cùng cháu một bữa nhé. Mặc dù cháu không biết nhà hàng nào tốt, nhưng cháu nghĩ cô nhất định rất quen thuộc với nơi này, chúng ta đi ăn thử xem sao. Trương Nghi Y đút luôn chiếc điện thoại mà bà đang cầm trên tay định gọi cho Vương Cửu Cửu vào túi, ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thấy cậu thành tâm hơn như vậy thì tôi nể mặt cậu lần này. Tôi biết một nhà hàng Pháp có món gan ngỗng rất ngon, chúng ta thử xem sao. Rất nhanh, Trương Nghi Y với vẻ mặt xúc động, hai mắt sáng như sao, nói, ở đó có một anh chàng đầu bếp tự tay nấu, anh ta vừa đẹp trai mà đồ anh ta làm lại rất ngon nữa. Tần Lạc lo lắng nghĩ bụng. Hắn không biết cái tính trăng hoa này có tính di truyền hay không nữa, hy vọng cái bệnh này của Trương Nghi Y không di truyền sang Vương Cửu Cửu. Trương Nghi Y dẫn Tần Lạc tới một nhà hàng ăn kiểu Pháp. Dĩ nhiên đây là điều mà bà nói, bởi vì biển của nhà hàng này bà không biết chữ, các cô gái tóc vàng chào đón Tần Lạc bằng thứ tiếng gì hắn cũng chẳng hiểu tuốt. Nhưng Trương Nghi Y biểu hiện lại làm cho Tần Lạc vô cùng kinh ngạc. Bà già này không những hành động cử chỉ rất đúng cách, mà còn nói được tiếng nước ngoài. Bà ta sau khi tự chọn món cho mình xong thì tới lượt Tần Lạc chọn món. Hắn chẳng hiểu mô tê đầu thịt cái gì, cứ thế mà chọn bừa một món, dĩ nhiên hắn cũng chẳng biết được hắn sắp được ăn cái gì. Rất nhanh, ánh mắt của Trương Nghi Y đã chú ý tới anh chàng đẹp trai tóc vàng đang đứng làm bếp bên trong cái bếp trong suốt kia. Tần Lạc chẳng có hứng thú gì với các mỹ nam cả, mắt hắn chỉ ráo rát nhìn lung tung trong này. Mấy cô nàng phục vụ ở trong này trông cũng khá ngon lành. Và bọn họ cứ hay đi đi lại lại trong này, làm cho hai con mắt của hắn bất giác cứ phải đảo như giang lạc vậy. Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc đang bước tới. Sao trùng hợp như vậy, không ngờ ở đây gặp được cậu. Lạc Sân nhoẻn miệng cười tới trước mặt Tần Lạc chào hỏi. Chương 976, Hỏa tinh đụng địa cầu. Đôi khi Tần Lạc muốn cho Lạc Sân đổ cơn bệnh nặng. Sau đó hắn sẽ dùng châm thứ 5 của dấu bé thái ất thần châm dấu lớn tiến vào khu vực não của bà xem trong đầu bà rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Cùng với việc tiếp xúc với phụ nữ ngày càng nhiều, Tần Lạc cảm thấy mình ngày càng hiểu về họ hơn. Ít nhất thì hắn cũng rất hiểu về mấy người như Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu, Ly và cả những người khác nữa. Nhưng hắn không tài nào đoán được văn nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và người đàn bà tên Lạc Sân này đang nghĩ gì. Đặc biệt là Lạc Sân. Bà ta luôn xuất hiện đột ngột ở khắp mọi nơi được, không biết rốt cuộc là bà ta muốn gì và mục đích của bà ta là gì, thậm chí Tần Lạc cũng không phân biệt rõ được bà ta là địch hay là bạn nữa. Bạn, có một người tên là Hoàng Thiên Trọng tồn tại thì bọn họ khó trở thành bạn được. Địch ư? Cái này thì lại càng khó nói. Làm gì có kẻ địch nào lại thân thiết, mập mờ thế này.
nhưng điều khiến cho Tần Lạc kinh hãi hơn, đó là hắn không hề ghét bà ta. Tần Lạc là một người khá là lễ phép, nếu người ta chủ động chào hắn, thì hắn cũng không thể không đáp lời lại. Tần Lạc cười nói, đúng vậy, dì cũng đến đây dùng bữa sao? Tương gan ngỗng ở đây rất chính tông. Lạc Sân cười nói, thế thì không làm phiền gì nữa. Tần Lạc chủ động mở miệng tiễn khách, hy vọng Lạc Sân mau chóng rời đi. Nói thực thì, Trương Nghi Y ngồi ở đây luôn làm cho hắn có một cảm giác bất an. Giống như là vợ ngồi ngay cạnh nhưng lại có bồ cứ lượn qua lượn lại trước mắt vậy. Lạc Sân đưa ánh mắt xinh đẹp của mình liếc nhìn Trương Nghi Y một cái, khẽ mím môi cười nói, không phiền gì đâu. Dù sao thì ăn cơm cũng không phải là việc gì lớn lao cả, có người nói chuyện cũng tốt mà. À đúng rồi, cảm ơn cậu lần trước đã cho tôi mượn áo nhé. Chiếc áo đó tôi chẳng may làm bẩn rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ mua cái mới rồi gửi đến cho cậu. Nghe thấy Lạc Sân nói vậy thì Tần Lạc biết là sự việc bắt đầu đi theo hướng xấu rồi, cười khổ nói, không cần phải khách khí như thế đâu. Cháu vẫn còn áo mặc, không cần phải mua nữa làm gì. Làm vậy làm sao được, phải biết trả ơn người đã cưu mang giúp đỡ mình chứ. Tôi mượn áo của cậu, còn chưa cảm ơn thì thôi, đã thế lại làm bẩn áo của cậu nữa, cái áo này nói thế nào thì cũng mua cái mới. Từ sau khi Lạc Sân xuất hiện ở đây, thì tầm nhìn của Trương Nghi Y mặc dù vẫn dừng lại ở anh chàng đầu bếp đẹp trai người Pháp, nhưng hai tai bà đã sớm dựng đứng hết cả lên từ bao giờ rồi. Khi nghe thấy Lạc Sân nói là mượn áo của Tần Lạc, thì bất giác bà quay luôn đầu về phía này. Áo gì thế? Vị này là, Lạc Sân mỉm cười nhìn Tần Lạc hỏi với vẻ khó hiểu. Đây là, Tần Lạc nhìn Trương Nghi Y, không biết bà có đồng ý cho mình giới thiệu bà là mẹ vợ mình không nữa. Tôi là mẹ của bạn gái cậu ấy. Trương Nghi Y nói, Tần Lạc sao lại cho cô mượn áo thế? Ô, chị hai à, xin chị đừng hiểu lầm, thực ra thì chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, áo của em bị cành cây kéo rách mất, nên Tần Lạc đã cởi áo ngoài ra cho em mượn để che lại ấy mà. Lạc Sân ngây ngô nói. Chị hai, Trương Nghi Y điên lên, cả đời bà hận nhất ba điều, một là người khác nói bà lớn tuổi, hai là người khác nói bà da đen, ba là người ta nói bà giả nai. Người nào phạm phải ba điều cấm kỵ này thì đều phải nghiền nát thành bã mới thôi. Dù đó có là con gái ruột của bà cũng không phải là ngoại lệ. Vậy mà bây giờ người đàn bà này lại phạm phải sát giới, thế thì Trương Nghi Y làm sao có thể để yên được đây? Trương Nghi Y mặc dù vẫn tủm tỉm nhìn Lạc Sân cười, nhưng trong mắt thì lại tràn đầy sát khí, bà cô già, bà gọi ai là chị hai đây? Tôi có quen bà đâu? Bà cô già, Tần Lạc đang cúi gầm mặt xuống uống nước. Hắn muốn né tránh để khỏi bị lôi kéo vào trận chiến này, nhưng khi nghe Trương Nghi Y nói vậy thì phụt hết cả nước trong miệng mình ra, không ít nước bắn thẳng vào bộ ngực trắng muốt của Trương Nghi Y. Lạc Sân có vẻ hứng thú nhìn Trương Nghi Y một cái, nói, ha ha, vị chị hai này cũng thú vị thật đấy. Vừa rồi chị không phải nói rằng con gái của chị là bạn gái của Tần Lạc ư. Tần Lạc bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi, tôi gọi chị là chị hai thì cũng có gì là không nên không phải chứ. Con gái tôi là bạn gái của Tần Lạc thì liên quan gì đến việc bà gọi tôi là chị hai? Tần Lạc hơn 20 tuổi thì liên quan gì đến việc bà gọi tôi là chị hai? Thế nhỡ bà là bà nội của Tần Lạc thì sao? Lẽ nào như thế bà cũng gọi tôi là chị hai ư? Tôi không phải là bà nội của Tần Lạc, con trai tôi là bạn tốt của cậu ấy, tôi phải là bậc gì của cậu ấy mới đúng. Thế nhỡ bà 40 tuổi mới sinh con trai thì sao? Tôi sinh con sớm. Chắc chắn là trẻ hơn bà rồi. Trương Nghi Y không chịu buông tha. Ồ vậy sao? Lạc Sân cười nói, chị bao nhiêu tuổi thì sinh con vậy? Bà bao nhiêu tuổi thì sinh con? Tôi 25 tuổi đã có con rồi. Lạc Sân nói. Trương Nghi Y đập bàn đánh bốp, cười lớn nói, tôi đã nói là tôi sớm hơn bà mà, tôi 22 tuổi đã có con rồi. Chị chắc là 22 tuổi chứ? Tất nhiên rồi, Trương Nghi Y đắc ý nói. Ồ! Hình như là tôi nhớ nhầm, tôi 21 tuổi đã có con rồi. Lạc Sân cười ha hả nói. Trương Nghi Y sửng sốt, không ngờ người đàn bà này lại dám chơi xỏ mình, liền hứ lên một tiếng nói, tôi hình như cũng nhớ nhầm. Tôi nhớ là khi 19 tuổi thì đã sinh con rồi. Thế thì đúng là sớm hơn tôi. Lạc Sân cuối cùng cũng nhận thua nói. 19 tuổi đã có con rồi thì chắc phải chịu một áp lực lớn lắm nhỉ. Hai mấy tuổi đã là quá phụ thì chắc cũng không dễ dàng gì. Trương Nghi Y cũng không chịu kém. Ánh mắt của Lạc Sân bỗng trở nên sắc lạnh, nói, Vương phu nhân,
nếu đã là người quen rồi thì hà tất phải giả bộ là người qua đường như thế làm gì? Bà Hoàng, bà làm bộ không nhận ra tôi, thế chẳng lẽ tôi phải chủ động chạy đến trước mặt bà để hỏi han à? Đi mời Mộc Chi bằng ngẫu nhiên gặp mặt, khó khăn lắm mới gặp được bạn lâu năm, hay chúng ta cùng ăn một bữa với nhau nhé? Vương phu nhân sẽ nể mặt chứ? Dù gì tôi cũng sẽ không thanh toán đâu, Trương Nghi Y nói. Làm gì có chuyện lại đến lượt hai người già chúng ta phải thanh toán chứ? Ở đây không phải là có người bề dưới đó sao? Tần Lạc nuốt ực miếng nước chanh trong miệng một cái, vội vàng nói, đúng đúng, để cháu thanh toán, để cháu thanh toán. Đấy chị xem, người trẻ tuổi lúc nào mà chẳng để ý đến thể diện. Nếu chúng ta cứ tranh nhau trả tiền thì lại thành không tôn trọng bọn họ. Lạc Sân đưa ánh mắt nhìn long lanh đầy quyến rũ của mình về phía Tần Lạc, khen ngợi nói. À đúng rồi, tôi đang tò mò muốn biết, tuổi tác hai người cách nhau nhiều như vậy, sao lại mượn áo của con rể tôi làm gì? Trương Nghi Y để cho Lạc Sân ở lại là có dụng ý của riêng mình, bà chuẩn bị hỏi cho rõ ngọn ngành mới chịu thôi. Còn việc Lạc Sân chủ động muốn ở lại đây cũng là có một dụng ý khác. Lúc đó tôi cũng không có cách nào khác, chúng tôi đi ra cùng nhau, trên đường đi không còn ai khác. Tôi chẳng may bị ngã, cậu ấy cũng ngã theo luôn, chị cũng biết rồi đấy, quần áo của phụ nữ rất mỏng manh. Lúc đó may mà cậu ấy có ở đó, nếu không thì tôi không biết phải làm sao cho phải nữa. Những lời của Lạc Sân nói hoàn toàn là sự thật, gần như là không có bất kỳ một lời nào gọi là thêm mắm dặm muối cả, thậm chí có những tình tiết kịch tính khác, như việc mình đánh vào mông bà ấy thì bà ấy không hề nói ra. Nhưng trong tình cảnh này mà bà ấy nói ra những thứ đó ngay trước mặt Trương Nghi Y thì sẽ khiến cho người ta nghĩ gì đây? Quả nhiên, ánh mắt Trương Nghi Y nhìn Tần Lạc đã có những thay đổi. Không sai, cậu con rể này của tôi à, chẳng có sở trường gì ngoài việc đối xử với người khác hết sức nhiệt tình. Hờ hờ, nó không làm gì chị chứ. Làm gì có chuyện đó, cậu ấy cõng tôi đến cổng thì quay lại luôn. Lạc Sân vội vàng giải thích thay cho Tần Lạc. Cõng, nghe đến từ này thì lửa giận trong người Trương Nghi Y trào dâng. Ái chà, đã cõng rồi cơ đấy. Vâng, Lạc Sân nói, chân của tôi lúc đó bị trật khớp, căn bản là không thể đi lại bình thường được, vì vậy nên chỉ có thể phiền Tần Lạc cõng giúp một đoạn đường. Quịch, chân của Tần Lạc bị trúng một cước. Quịch, đùi của Tần Lạc lại bị trúng thêm một cước. Quịch, Tần Lạc cảm thấy hết sức kỳ lạ, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng huịch vang lên, vậy mà chân hắn không cảm thấy đau đớn gì như hai lần trước. Hắn khẽ liếc sang bên cạnh thì thấy mặt của Lạc Sân tái nhợt đi. Trương Nghi Y giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, vội vàng nói, xin lỗi nhé. Tôi vốn định đá tên tiểu tử Tần Lạc này cơ, không ngờ nó lại dám né, tôi không phải là cố ý đâu. Thật sự là không cố ý. Tần Lạc dám dùng nhân phẩm, dùng cả sự nghiệp trung y cao cả của mình để cam đoan rằng, Trương Nghi Y cố ý làm vậy. Hắn rất muốn hét lên một tiếng, cháu không né. Nhưng nghĩ đến hậu quả của việc làm này thì cuối cùng hắn cũng quyết định cắn răng chịu đựng. Lạc Sân cố gắng kiềm chế cơn đau đớn ở chân lại, cười nhạt nói, công phu của Vương phu nhân thật thâm hậu. Thường thôi, Trương Nghi Y ngại ngùng nói, ngày thường không có việc gì thì cũng chỉ là làm đẹp hay luyện yoga gì đó thôi. Đột nhiên nhớ ra là tôi có một số việc phải làm, tôi xin phép về trước nhé. Bữa cơm này của Vương phu nhân tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó nhất định sẽ mời lại. Lạc Sân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Nghi Y tức điên lên, bà đẩy chiếc ghế ra đứng thẳng người dậy chỉ vào mặt Lạc Sân chửi, họ Lạc kia, bà đang uy hiếp ai thế? Bà có gì là ghê gớm chứ? Mọi người đều là dựa vào đàn ông mà có miếng ăn, người đàn ông mà chúng tôi dựa vào đúng là có mảnh khảnh một chút, nhưng bà dựa vào nhiều đàn ông hơn thì có thể diễu võ dương oai được à? Trương Nghi Y tôi đây sẽ đứng luôn ở đây. Tôi đợi bà. Đợi bà một giờ đồng hồ, bà không phải muốn báo thù tôi sao? Nào tới luôn đi, hôm nay để tôi xem bà có thể làm gì được tôi nào. Nếu bà đạp tôi thì tôi sẽ cho bà hai cái bạt tai ngay bây giờ. Vậy bây giờ tôi đạp bà, tôi đang đợi bà đến cho tôi bạt tai đây. Sao, như thế có phải là ỷ thế hiếp người không? Lạc Sân cố gắng nhẫn nhịn nỗi xúc động muốn xông về phía trước liều mạng một phen. Tôi ỷ thế hiếp người đấy, thì làm sao nào? Trương Nghi Y giống như một con hổ cái sát khí đằng đằng nói. Con mẹ đứa nào dựa vào nước mắt để ức hiếp người khác chứ? Lạc Sân, nể mặt quen biết tôi nhắc nhở bà một câu, không có bản lĩnh thì đừng có đi làm những việc không thể hoàn thành nổi, không thiếu ăn, không thiếu mặc thì đừng có mà nhảy ra tự làm xấu mặt mình như thế.
Chương 977, đàn bà không tin vào nước mắt. Trong dấu bé đại thoại Tây Du dấu lớn, Tử Hà tiên tử có một câu nói rất kinh điển, tôi đoán chúng được phần mở đầu, nhưng lại không đoán chúng được kết thúc. Nếu mượn câu nói này để miêu tả tâm tình của Tần Lạc vào lúc này thì không còn gì có thể hợp hơn được nữa. Hắn biết Lạc Sân và Trương Nghi Y giống như là nước và lửa khó có thể dung hòa với nhau được, hai người chỉ cần chạm mặt nhau thôi là nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng hắn lại cứ nghĩ mâu thuẫn này nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Ví dụ như cô nói tôi ăn mặc quê mùa thì tôi nói lại cô trang điểm xấu, cô nói tôi gần đây béo lên thì tôi nói lại chân cô dạo này to ra rồi, nói chung là cô châm chọc tôi thế nào thì tôi lại đáp trả lại cô thế đó, đàn bà không phải vẫn thường làm như vậy sao? Dương Cung rút kiếm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nước bọt văng khắp nơi, nhìn nhau với ánh mắt căm tức nhưng lại không động chân động tay thật sự. Nhưng Trương Nghi Y và Lạc Sân là những người đàn bà thông thường ư? Hiển nhiên là không rồi. Vì vậy mà Tần Lạc đã đánh ra sai về tình hình sự việc này. Điều làm cho Tần Lạc cảm thấy khó xử hơn đó là khi hắn đối mặt với tình huống này thì không biết có phản ứng như thế nào cho phải. Nên khuyên hay nên giúp? Nên khuyên thì nên khuyên ai? Còn nếu là giúp thì biết giúp ai bây giờ? Trong khi Tần Lạc vẫn ở vào tình thế khó xử thì cuộc chiến giữa hai người đã ngày một dâng trào. Một quả phụ thì làm sao dám tranh giành gì với phu nhân tướng quân của cái đất Yến Kinh này chứ? Nếu chị thực sự muốn đá tôi vài cái hay cho tôi vài cái bạt tai thì tôi cũng chỉ có nước phải chịu thôi, có mọi người ở đây làm chứng, chị dạy cho một người không biết trời cao đất dày này như tôi một bài học, cũng là để cho tôi mở mày mở mặt ra, để ngày sau còn biết ở cái đất Yến Kinh này ai có thể động vào ai, ai không thể động tới ai, có thể tiếp cận với ai, khi gặp ai thì phải mau chóng bỏ đi. Câu nói của Lạc Sân mang đậm sắc thái yếu thế, nhưng câu nào câu nấy đều tràn đầy sát khí. Trương Nghi Y, bà không phải lợi hại lắm sao? Không phải lúc nào cũng thích hô hào đánh giết hay sao? Nếu đã như thế thì cứ tiến lên mà dạy cho tôi một bài học đi chứ. Bà cứ yên tâm mà đánh, tôi sẽ không đánh trả lại đâu. Tôi là một quả phụ đã mất chồng thì làm sao có thể là đối thủ của vợ một tướng quân chứ? Chỉ cần một ngón tay của bà cũng đủ dí chết tôi rồi. Đây là một đòn phản kích đưa mình vào cõi chết để tìm ra đường sống, và cũng là một kiểu khiêu khích khó nhằn. Nhưng nếu Trương Nghi Y làm vậy thật thì hành động của bà sẽ đem đến cả một trận tai ương cho vương gia. Lạc Sân là ai chứ? Là vợ của liệt sĩ. Chồng bà là một người đã xả thân vì nước, vậy mà người sống thì lại bị người ta ức hiếp đánh đập. Làm vậy thì bạn bè của Hoàng Thiên Minh sẽ nhìn vương gia với con mắt thế nào? Thuộc hạ hay cấp trên của Hoàng Thiên Minh sẽ nhìn vương gia với con mắt thế nào? Chỉ vì sự việc này mà vương gia có thể vô duyên vô cớ có thêm vô số đối thủ. Còn Lạc Sân thì lại có thêm không ít người đồng tình, thương cảm cho cảnh ngộ của bà. Trương Nghi Y mặc dù không sinh ra trong một gia đình danh giá, nhưng đã được gả vào vương gia nhiều năm rồi, nên bà cũng khá hiểu về cái kiểu tranh đấu này. Vì vậy mà bà sẽ không phạm phải sai lầm này. Sau khi nghe Lạc Sân nói vậy thì Trương Nghi Y thản nhiên cười nói, tôi tốt nghiệp khoa nhân văn của trường Bắc Đại đấy, tôi là người có tố chất, làm sao có thể đi đánh người khác được chứ? Hơn nữa, tôi cũng đâu có thiệt thòi gì. Xem ra Trương phu nhân không muốn chỉ giáo cho tôi rồi. Lạc Sân kiêu ngạo đứng đó, cho dù tuổi thân đấy nhưng lại không tỏ ra khiếp sợ dù chỉ là một chút, trông bà giống như một liệt nữ không thể xâm phạm vào vậy. Những gì nên nói thì tôi đều nói rồi, những gì muốn làm thì cũng làm rồi. Trương Nghi Y phất tay nói, ngày sau tự khắc sẽ có người xử lý bà thôi. Bà không phải có việc phải đi ư, nhanh nhanh đi, đừng có quấy rầy tôi với con rể ăn cơm. Lạc Sân cười cười. Xách váy bước ra bên ngoài. Trò vui kết thúc, không ít khách trong nhà hàng này đều phải đưa tầm mắt của mình sang hướng khác. Có điều, vẫn có không ít người vẫn nhìn chằm vào Trương Nghi Y và Tần Lạc, có người đang đoán giả đoán non về thân phận của họ, còn có người. Rất có hứng thú với một người đàn bà đanh đá như Trương Nghi Y đây nữa. Có phải thấy tôi rất quá đáng không? Trương Nghi Y hỏi Tần Lạc. Dạ, không ạ, Tần Lạc cười theo nói. Mà cho dù là có thì hắn cũng không dám nói ra trước mặt bà. Ai, Trương Nghi Y thở dài một tiếng. Cái hồ nước Yến Kinh này sâu và đục hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu không có ý làm hại người ta, nhưng lại có người muốn hại cậu. Đôi khi cậu không biết mình đắc tội với ai, nhưng luôn có người thầm muốn dần cho cậu một trận đến chết thì thôi, không phải bị thương thì cũng bị người ta làm cho bị thương. Nó chẳng khác gì những võ sĩ đấm bốc trên lôi đài cả. Nắm đấm của ai mạnh và hiểm thì người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Hôm nay nắm đấm của tôi vừa mạnh vừa hiểm nên đã chiếm được chút ưu thế, nhưng về sau thế lực của bà ta lớn rồi thì bà cũng sẽ không khách khí với tôi đâu. Yến Kinh không tin vào nước mắt, đàn bà cũng không tin vào nước mắt. Cô nói với cháu những thứ này thì liên quan gì đến bà ta? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Chẳng liên quan gì cả. Chấm, thế? Thế cái gì mà thế? Chỉ là tôi ngứa mắt bà ta mà thôi. Trương Nghi Y khẽ nhếch mép lên, sau đó lại tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, thật không nhìn ra cậu lại trăng hoa đến mức thế đấy, có bao nhiêu bạn gái thế rồi mà còn không thỏa mãn được dã tâm của cậu. Cậu cho bà ta mượn cả áo nữa cơ đấy, thế cõng bà ta có cảm thấy thoải mái không? Giữa cháu và bà ấy chẳng có chuyện gì cả, Tần Lạc còn định giơ cả hai tay lên thề thốt, cho bà ta mượn áo, rồi cõng bà ta đều là vì hiểu lầm thôi. Tôi tất nhiên là biết giữa hai người không có chuyện gì rồi. Có thể nói là Trương Nghi Y vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của Tần Lạc, bà nói, một đại mỹ nhân như tôi bảo cậu đi dạo phố cùng mà cậu còn tìm đủ đường để từ chối, thì làm sao có thể thích một bà già không có sắc lại chẳng có tư chất gì như thế được chứ. Món bít tết và gan ngỗng mà Trương Nghi Y gọi cũng đã lên tới nơi, bà vừa cho một miếng nhỏ vào miệng nhai vừa nói, người đàn bà này tâm địa xấu xa vô cùng. Ngày sau cậu phải đề phòng cẩn thận đấy. Cô nhìn ra cái gì rồi ư? Tần Lạc hỏi. Cậu coi tôi là đồ ngu hay sao? Trương Nghi Y khinh thường nói. Cháu chưa bao giờ nghĩ vậy. Tần Lạc vội vàng nói. Bà ta biết tôi là ai vậy mà giả bộ không quen, đó là vì cái gì? Bà ta rõ ràng biết tôi là mẹ vợ cậu, con gái tôi là người của cậu vậy mà còn đứng đó để liếc mắt đưa tình với cậu, đó là vì cái gì? Không phải là vì muốn quyến rũ cậu thì là muốn khiêu khích tôi. Ngoài cái này ra thì còn cái gì nữa chứ? Tần Lạc phát hiện ra một điều, mọi lời nói khi qua miệng của Trương Nghi Y thì đều có một mùi vị khác. Ngắn gọn, thô tục và dường như còn có thêm một chút đạo lý. Cô biết bà ta muốn khiêu khích cô rồi thì sao cô còn đá cháu làm gì? Tôi thích thế đấy, Trương Nghi Y tức giận nói. Con gái tôi về đây mà còn chẳng đến gặp mẹ ruột của nó, thế mà lại chạy đến với cậu. Nhưng nó vừa mới rời khỏi đây thôi thì cậu lại nhăng nhít với một phụ nữ khác rồi, nếu không phải là sợ con gái tôi không đồng ý, thì tôi đã bảo người lôi cậu ra thiến rồi. Đột nhiên, Trương Nghi Y như sực nhớ ra một điều gì thú vị lắm vậy, mắt bà sáng quắc, nói, không cắt đi cũng được. Tôi đọc được tin ở trên một tờ tạp chí có nói hiện giờ người ta đang một dùng loại quần trinh tiết. Chỉ cần mặc cái quần đó lên người rồi khóa lại, thì cậu chẳng làm được việc gì xấu cả nữa. Tần Lạc cúi gằm mặt ăn cơm, hắn muốn ăn cho thật nhanh rồi đưa nữ sát tinh này về nhà. Có điều tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, Trương Nghi Y nói. Có gì không ổn ạ? Tần Lạc hỏi. Cậu có biết gì về người đàn bà đó không? Cô nói Lạc Sân à. Chính là bà ta đó, Trương Nghi Y nói. Ngày trước khi bà ta còn trẻ thì được một số người đàn ông thô tục không có con mắt nhìn người bầu làm người đẹp nhất Yến Kinh. Nực cười thật, dựa vào cái gì mà bà ta là người đẹp nhất chứ? Người xinh đẹp hơn bà ta nếu không có đến 1.000 người thì cũng phải 100 người, hơn nữa lúc đó tôi đã học ở Yến Kinh rồi đấy, chỉ có điều là tôi khá khiêm tốn mà thôi, nếu không thì người đẹp nhất Yến Kinh sẽ chẳng có chút liên quan gì đến bà ta cả. Đúng là tiếc thật, Tần Lạc đổ mồ hôi hột, hắn còn tỏ ra thông cảm cho việc, không trúng cử của Trương Nghi Y nữa. Xì, tôi chẳng thèm quan tâm đến cái hư danh đó. Trương Nghi Y nói. Một người phụ nữ có sức hấp dẫn thực sự thì chẳng bao giờ suốt ngày khoe khoang với người ta rằng mình có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, có bao nhiêu bức thư tình, có bao nhiêu đóa hoa tươi và có kim cương lớn cỡ nào, tầm thường, thường không chịu nổi. Tần Lạc thấy rằng, nếu mình nhớ không lầm thì lần đầu tiên khi hắn đến nhà Vương Cửu Cửu ăn cơm, ngay trong bàn ăn, Trương Nghi Y đã kể cho hắn nghe ngày trước ở trong trường bà được hoan nghênh đến mức nào, có không biết bao nhiêu người theo đuổi bà, trong đó có đội trưởng của đội bóng rổ. Chủ lực đội cầu lông và bóng bàn, thậm chí đến cả người ủng hộ cũng thích bà, đó là còn chưa kể đến chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh còn đánh nhau vì bà nữa. Mới chỉ có mấy tháng không gặp mà bà đã trở thành một người phụ nữ, có sức hấp dẫn thực sự, và không thèm để tâm đến hư danh rồi. Tần Lạc nuốt nước miếng đánh ực một cái, cố gắng kìm nén không nói ra những lời mà sắp buột miệng ra đến nơi. Tự cho rằng mình nói một câu hết sức triết lý nhưng lại không được Tần Lạc nhiệt tình đáp trả thì Trương Nghi Y có phần khó chịu, nói, mặc dù tôi không thấy bà ta có gì xinh đẹp cả, nhưng bà ta đúng là một người thông minh hơn người. Theo đạo lý mà nói, thì bà ta chẳng có lý do gì để làm cái trò khiêu khích vô vị mà cấp thấp đó cả. Nếu không vì muốn khiêu khích, thì mục đích của bà ta rốt cuộc là gì đây?
Tần Lạc lắc đầu nói, cháu cũng không rõ. Cháu không biết gì về bà ta cả, cũng chỉ mới gặp có hai lần thôi. Hai lần, Trương Nghi Y giơ ngón tay lên tính tính toán toán, nói, hai người nhanh thật đấy. Lần đầu tiên gặp mà đã cho mượn áo rồi còn cõng nữa. Con gái tôi sống chết yêu cậu mà cậu còn chẳng thèm để tâm. Cậu làm thế là ý gì? Thấy con gái Trương Nghi Y này không xứng với cậu phải không? Tay phải cầm dao của Tần Lạc run lên từng chập, hắn rất muốn đâm chết người phụ nữ ngồi trước mặt mình đây rồi cũng tự sát chết cùng luôn. Chương 978, Thiên Thu ngàn đời ai công ai tội. Đúng lúc này dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn hoạt động trong cơ thể hắn, một luồng khí ôn hòa lan tràn ra khắp cơ thể, khiến cho hắn từ bỏ ý nghĩ ngông cuồng, đại nghịch bất đạo này đi. Tần Lạc nhìn Trương Nghi Y rồi nói với vẻ mặt thành khẩn, không phải là cháu không thèm để ý gì, mà là do Cửu Cửu quá đẹp, quá thông minh, quá xuất sắc, cháu thấy mình không xứng với em ấy. Điều đó là hiển nhiên rồi, cậu cũng không xem là ai đã sinh ra nó, có điều cậu cũng được coi là tốt rồi. Mặc dù không đẹp trai bằng anh chàng đầu bếp kia, nhưng đàn ông đẹp trai thì vẫn không thể biến mặt mình thành thẻ tín dụng mà quẹt được, quan trọng vẫn là phải có năng lực, có trách nhiệm, biết quan tâm, chăm sóc cho bạn gái của mình. Vâng, cháu sẽ làm vậy. Tần Lạc giả bộ như một kẻ nghe lời đáp. Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Cô nói cảm thấy kỳ lạ, với trí thông minh của Lạc Sân thì sẽ không bao giờ làm chuyện này. À, đúng rồi, Trương Nghi Y gật đầu. Cậu có ý kiến gì không? Tần Lạc thì có ý kiến gì chứ? Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng không dám nói ra. Dạ không ạ, nhưng chỉ cần bà ta muốn làm việc xấu thì nhất định sẽ để lộ ra sơ hở. Ngày sau cậu phải để ý một chút. Trương Nghi Y nhắc nhở nói. Cậu phải chú ý tới bà ta một cách thích hợp, nhưng không được phép chú ý một cách thái quá đâu đấy. Vì sao ạ? Tần Lạc không hiểu ý của Trương Nghi Y muốn nói là gì. Thế nhớ cậu nhìn hoa mắt rồi lại thấy bà ta khá đẹp thì làm thế nào? Trương Nghi Y nói, con gái tôi không có ở đây, tôi phải để ý giúp nó một chút chứ. Với sự phối hợp cật lực của Tần Lạc thì bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc mà không thấy vấn đề gì xảy ra. Trương Nghi Y ngáp dài một tiếng, nói, buồn ngủ quá, tôi phải về ngủ đây. Để cháu đưa cô về. Tần Lạc trong lòng vui như Tết, hắn quẹt chiếc thẻ tín dụng của mình để trả tiền. Nhìn cả hàng chữ dài rằng rặc mà lại không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Không cần đâu, có xe đợi tôi ở ngoài kia, Trương Nghi Y nói. Tần Lạc nghĩ bụng thấy cũng phải. Một người phụ nữ như Trương Nghi Y này ra khỏi cửa thì người của vương gia làm sao có thể không phái người đi hộ tống được cơ chứ? Nhớ bà ấy bị người ta ăn hiếp thì sao? Tất nhiên là việc này cũng có thể xảy ra, nhưng với một tần suất là cực thấp. Còn việc bà ấy đi ăn hiếp người khác thì lại chẳng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nhưng, vạn nhất xảy ra thì sao? Để cháu đưa cô ra xe. Tần Lạc xách đống chiến lợi phẩm là những chiếc túi lớn túi bé ở trên ghế lên nói. Đợi một chút, Trương Nghi Y nói. Sao vậy ạ? Tần Lạc hỏi. Trương Nghi Y tiếp lấy đống túi trong tay Tần Lạc, sau đó chọn ra những bộ đồ lót hoặc hoa hòe sặc sỡ, hoặc rất gợi cảm, nói, gửi cho Cửu Cửu mấy bộ đồ này đi. Nó mà nhận được thì chắc sẽ vui lắm đấy. Tần Lạc đứng ngẩn tò te không biết nói gì. Hắn lại cứ tưởng tất cả chỗ đồ này đều là Trương Nghi Y mua cho bà hết, trong lòng còn đang đánh giá thấp con mắt thẩm mỹ của người phụ nữ này nữa. Không ngờ bà ta lại có dụng ý khác, chỗ đồ này đều là mua cho con gái Vương Cửu Cửu của bà. Thảo nào khi bà thử đồ thì lúc nào cũng đòi gầy một chút, dài một chút, lúc đó Tần Lạc lại cứ nghĩ là bà ta đang muốn tu chỉnh lại vóc dáng của mình, giờ mới biết dụng ý thực sự của bà ta. Nó vội vội vàng vàng về đây một chuyến, vậy mà đến nhà còn không về. Một người làm mẹ như tôi nếu nói rằng không khó chịu trong người thì không thật chút nào. Cửu Cửu lớn rồi, nó có lựa chọn của mình. Mặc dù tôi cho rằng lựa chọn của nó chưa hẳn đã đúng, nhưng nếu nó đã muốn thế thì tôi chỉ có thể ủng hộ nó mà thôi. Nó quá khổ rồi, con gái một thân một mình đến phương Nam luyện tập cũng rất đáng thương. Chúng ta không giúp được gì cho nó, và nó cũng không cần chúng ta giúp gì, cậu đối xử với nó tốt một chút. Đừng để nó cảm thấy tủi thân. Nghĩ đến con gái mình thì giọng nói Trương Nghi Y lại có phần thương cảm. Bà dùng khăn giấy lau đi những giọt lệ trực trào ra nơi khóe mắt, nói, chỉ cần cậu không làm con gái tôi phải tủi thân, thì tôi sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ oan ức gì ở cái đất hiến kinh này cả. Cháu sẽ đối xử với em ấy thật tốt, Tần Lạc nói với giọng cam đoan.
Trương Nghi Y xách mấy chiếc túi rời khỏi đó rồi thì Tần Lạc mới cảm thấy mấy túi đồ trên tay mình nặng khủng khiếp. Cửu Cửu, Tần Lạc dịu dàng gọi tên Vương Cửu Cửu. Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của hai bên gia đình nữa. Hắn và Vương Cửu Cửu có thể đi tới ngày hôm nay, thì những người trong Vương gia, những người mà thực sự quan tâm đến nàng chắc là cũng đang lo lắng và chúc phúc cho hai người cũng nên. Một chiếc bàn dài, hai chiếc ghế gỗ, hai ly rượu cay, một bàn cờ đánh dở. Hai ông lão râu tóc bạc phơ ngồi đối diện với nhau, một người tóc dài bồng bềnh, như thể lâu lắm rồi không chải vậy, râu thì xồm xoàm, giống như một con sư tử hiền lành. Ông lão còn lại thì mặc một bộ đồ thời nhà Đường, chân đi đôi giày vải mũi tròn, mặt mày hiền từ, bộ tóc bạc được chải gọn gàng không sót một sợi. Ngoài chuỗi hạt gỗ sồi màu đỏ mà ông đeo trên cổ tay là thu hút ánh mắt của người khác, thì trên người ông chẳng có thêm vật gì khác cả. Lâu lắm rồi không uống như bây giờ nhỉ. Ông lão gỗ sồi đưa ly rượu lên nhấm nháp, nhìn ông bạn già của mình đưa ly rượu cay lên uống một ngụm cạn sạch, cười nói. Long Vương quẹt những giọt rượu còn dính nơi khóe miệng, cười lớn nói, từ khi mắc phải cái bệnh đáng chết này, thì tôi cũng không động gì đến rượu nữa. Long Vương đưa chai rượu lên rót đầy vào ly mình, nói, nếu không có giao tình gì thì uống rượu cũng chẳng có gì là thú vị cả. Ông lão dùng tay dí vào Long Vương, nói, ông vẫn cái tính đó không sửa được. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Không phải ông cũng chẳng thay đổi gì đó sao? Khi còn trẻ, uống rượu chẳng khác nào ép ông uống thuốc độc. Giờ già rồi vẫn thế, không tiến bộ được hơn chút nào. Uống trà còn được, chứ uống rượu thì thôi miễn đi. Ông lão gỗ sồi nói, nếu không phải là hôm nay đến thăm ông thì mấy năm trở lại đây tôi không chạm vào một giọt rượu đâu. Ông cất công đến tận đây, vậy nói xem mục đích ông đến đây là gì đi. Long Thiên Trưởng cũng nhấc ly rượu lên nhấm nháp nói, ông không còn uống cạn một hơi như khi trước nữa. Ván cờ này ông có đánh nữa hay không? Ông lão chỉ vào bàn cờ nói. Ván cờ này á, nếu ông đánh thì tôi sẽ đánh. Ông đúng là một con lừa già cứng đầu, cứ phải bắt người ta nói rõ ra mới được. Ông lão gỗ sồi cười mắng. Ý tôi muốn nói không phải là ván cờ trước mắt chúng ta, mà là ván cờ ông và Điền Chân đang đánh với nhau đó. Long Vương nhếch mép cười nói, ông ta không phải hộc máu phải vào bệnh viện hay sao? Vẫn chưa chết à? Ông lão gỗ sồi không biết phải nói gì về Long Vương nữa, liền nói, ông cả đời chỉ chịu thiệt vì cái miệng thối này thôi. Ai chơi khăm tôi thì tôi chửi người đó. Ai mà chửi tôi thì tôi đánh người đó. Tôi thiệt á, tôi thiệt gì chứ? Ông thử bảo Điền Chân chửi thử người nào xem. Suốt ngày ghìm cái thức trong lòng rồi bày mưu tính kế mới là thiệt ấy. Thôi được rồi, tôi không nói lại được với ông. Ông lão gỗ sồi nói, bất luận thế nào, nước cờ này ông ta đi tuyệt quá rồi còn gì. Hiện giờ đã có không ít người đứng ra nói giúp ông ta. Nói ông ta phải chịu ấm ức. Răng rắc. Long Vương bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay mình, vậy mà những miếng thủy tinh đó lại không thể làm thương đến da thịt của ông. Mùi rượu thơm nồng chảy ướt hết bàn tay phải của ông, nhưng lại không nhìn thấy có bất kỳ giọt máu nào thấm ra bên ngoài cả. Ông ta ấm ức, tôi bị ông ta đuổi ra khỏi Long Tức thì không ấm ức sao? Tôi biết, ông cũng ấm ức lắm. Ông lão vỗ vỗ vào tay Long Vương nói. Hà tất phải giận dữ như vậy, đáng không? Không đáng, Long Vương nói, nhưng vẫn tức. Tức cái gì chứ, nếu tôi nói rằng thời kỳ này ông không nên nghĩ ngợi gì cả. Ông không phải đã thu nhận là một đồ đệ là thần y đó sao? Cứ để cậu ta chữa trị khỏi đôi chân này cho ông, đợi đến khi ông đứng dậy được rồi, thì âm mưu quỷ quyệt gì đối với ông cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, phải vậy không? Long Vương cảnh giác nhìn ông lão gỗ sồi, nói, bốn mắt, ông có gì cứ nói thẳng ra đi. Bên trên có quyết định gì? Long Tức không thể một ngày không có chủ. Hoàng Thiên Trọng về đội và trở thành đội trưởng, ông lão gỗ sồi nói. Có thể thay đổi được không? Long Vương hỏi. Ông lão gỗ sồi lắc đầu nói, lão già này, thôi đừng tranh đấu nữa. Lần này ông cũng đâu có thua thiệt gì đâu, đã thế còn được hời lớn nữa. Điền Chân không phải bị ông ép quá nên mới dở trò hộc máu mất lịm đi đó sao? Cho dù mọi người có cảm thông với ông ta, thì trong lòng vẫn ít nhiều có chút thành kiến thôi. Hơn nữa, nghe nói cậu học trò của ông được những người dưới trướng ông yêu quý hết mực còn gì, mãn nguyện đi là vừa. Thời gian còn dài mà. Tôi hiểu rồi, Long Vương nói. Hiểu thì tốt, ông lão gỗ sồi nói. Chỉ là sợ con lừa già cứng đầu như ông không hiểu nên tôi mới chạy đến đây nói cho ông hiểu chứ.
tôi lại cứ tưởng ông đến đây uống rượu với tôi cơ đấy. Long Vương cười nói. Đợi chân ông khỏi rồi, chúng ta sẽ uống liền với nhau ba chén. Ba chén mà cũng nói. Ông cũng biết tôi chỉ uống ba chén thôi là lăn ra rồi. Sau ba chén thì tôi biết được ông có thể uống được bao nhiêu. Long Vương cười nói, thôi ông về đi, tôi không tiễn nữa. Ông lão đặt ly rượu trong tay mình xuống, nói, ông bạn già. Bảo trọng, kẻ địch còn chưa chết hết thì nói thế nào tôi cũng không thể nhắm mắt trước bọn chúng được. Long Thiên Trượng cuồng vọng nói. Ông lão dùng ngón tay chỉ vào Long Thiên Trượng rồi rời đi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Đợi cho tiếng xe đã khuất đi rồi, thì khu vườn lại trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó. Tàn Dương, Tàn Tửu, Tàn Cờ, và còn cả một ông lão tàn tật nữa. Long Vương giơ ly rượu còn chưa uống cạn của ông lão gỗ sồi lên, vừa uống vừa hát. Ánh trăng bạc phủ màn tuyết rơi. Màu khói nhạt nhòa ánh đêm không sắc. Cửa ngọc môn tim sao đàn thánh thót. Tâm sự đầy không dựng bỗng lại lên. Tầng thành phủ tình nghĩa nào khó đoạt. Thử hỏi người lòng dạ có ai hay. Một dạ khúc xiết loạn thần tặc đảng. Thiên thu ngàn đời ai công ai tội đây. Giọng của ông khà khàn, như cuống họng của mình bị cắt ra vậy. Cành lá du dương, lá bay phi vũ. Gió đã nổi lên rồi. Chương 979, anh không xứng. Ở Trung Quốc, xe Audi có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nếu trên xe còn treo một tấm biển màu đỏ, thì lại càng chứng minh được rằng đây là vật tượng trưng cho thân phận nhà quan. Hai chiếc xe cùng chạy trên đường, một đi trước một đi sau, ở giữa lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định, không nhanh cũng không chậm, giống như là ăn ý lắm hay là những giai điệu có sẵn vậy. Có bốn người ngồi ở chiếc xe phía sau, ngồi ở buồng lái là tài xế, ngồi ở ghế phụ là nhân viên thư ký đeo kính. Ở chiếc ghế sau to rộng thoải mái thì chỉ có hai người ngồi, một người là Hoàng Thiên Trọng với bộ đồ vest đen vừa người cùng chiếc sơ mi màu trắng, còn ngồi bên cạnh hắn là một người đàn ông trạc tuổi trung niên cũng mặc vest đen cùng với một kiểu đầu ngắn đầy tính công kích. Có cần đi vào cùng cháu không? Người đàn ông trung niên lên tiếng. Khi nói điều này thì ánh mắt ông hướng thẳng về phía trước. Như thể đang nói chuyện với người ngồi ở ghế phía trước vậy. Không cần đâu, Hoàng Thiên Trọng híp mắt cười nói. Để cháu tự vào là được rồi. Cháu phải hiểu rằng, có khá nhiều tranh cãi xung quanh việc cháu trở thành đội trưởng. Hơn nữa, trong lòng tức nhất định sẽ có người cảm thấy không phục cho mà xem. Đây là việc của cháu, Hoàng Thiên Trọng nói. Hôm nay chú đưa cháu vào, thế thì ngày mai thì sao? Cháu vẫn phải tự vào một mình. Nếu đã như thế thì ngay từ hôm nay cứ để cháu đối mặt một mình còn hơn. Cũng không thể để cho bọn họ xem thường mình được. Tùy cháu, người đàn ông trung niên nói. Xe dừng ở cổng nhé. Câu thứ hai của ông ta là nói với người thư ký ngồi đằng trước. Thư ký vội vàng nói với, chiếc xe dẫn đường, ở phía trước một tiếng, sau đó xe liền dừng lại ở cổng của viện điều dưỡng. Người đàn ông trung niên mở tập văn kiện trong tay mình ra, rồi rút bức thư bổ nhiệm có in dấu ở trong đó cho Hoàng Thiên Trọng. Nói, tự thu xếp lấy đi. Làm phiền chú chịu hộ tống suốt dọc đường rồi. Hoàng Thiên Trọng cung kính nói. Ngày trước là vì cha của cháu, còn bây giờ thì. Hy vọng biểu hiện của cháu có thể làm cho chúng tôi hài lòng. Người đàn ông ngắn gọn nói. Chúng tôi sẽ không đi dìu đỡ một người què đâu, vì cho dù là đỡ dậy rồi thì vẫn bị ngã rúi rụi tiếp mà thôi. Cháu hiểu rồi, Hoàng Thiên Trọng trịnh trọng gật đầu đáp. Cháu sẽ không để cho mọi người phải thất vọng đâu. Vào đi, người đàn ông vừa nói dứt lời thì chiếc xe Audi liền trách sang một bên rồi quay đầu rời đi. Lúc này đúng vào giữa trưa, không có một ngọn gió nào, nhưng mặt trời thì lại chói chang. Người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, nho nhã đứng ở cổng ra vào, nheo mắt nhìn chiếc cổng lớn không có biển chữ ở trên, nhìn vào bên trong sâu thăm thẳm và những hồi ức xưa kia hiện về, và cũng nhìn cả niềm vinh dự và nỗi nhục nhã ở bên trong đó nữa. Lại quay trở về rồi. Hoàng Thiên Trọng tự nói, lần này, tao sẽ không đi nữa đâu, chẳng ai có thể đuổi được tao đi nữa. Nói xong thì hắn liền bước thẳng vào phía trong. Khi Hoàng Thiên Trọng đi đến võ quán thì thấy không có một bóng người nào ở trong đó cả. Bên trên rõ ràng đã gọi điện tới đây nói rằng hôm nay đội trưởng mới sẽ tới nhiệm chức, bảo tất cả những đội viên và những người làm việc ở đây đều phải đến võ quán tập hợp để họp. Có thể nhận thấy rõ một điều, đó là bọn chẳng hề xem trọng gì việc này cả. Không thèm quan tâm, thể hiện một cách trần trụi. Hoàng Thiên Trọng khẽ co rút vài cái, sau đó quay sang hỏi một người làm việc ở võ quán đứng bên cạnh, những đội viên khác đâu rồi? Đang ở bãi huấn luyện,
người làm việc ở đó nói với vẻ lạnh lùng. Cảm ơn, Hoàng Thiên Trọng cười với anh ta một cái rồi quay người đi vừa cười như thể nhạo báng cái đại sảnh võ quán của anh ta vậy. Bãi huấn luyện là hậu viện của viện điều dưỡng Long Tức. Ở đó mở một khu đất trống chỉ dành riêng cho đội viên luyện tập thể chất hàng ngày. Quả nhiên, khi Hoàng Thiên Trọng đến đó thì trông thấy mấy bóng hình đang chuyển động. Hai mắt của Tiểu Lý Thám Hoa được che lại bởi một miếng vải đen, thân thể của anh ta giống như một con báo săn mồi đang xuyên qua rừng cây vậy. Những động vật, chim hay những con côn trùng mà anh ta chạm phải thì đều không còn sống sót, cái giết chúng có thể là một con dao, một cục đá hay một cành cây, hoặc thậm chí đó chỉ là một lá kim nhỏ của cây thông. Mặt hỏa dược đang hướng sang một bên, nhắm thẳng vào tấm bia di động mà bắn. Phát nào chúng phát đó, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hai anh em khỉ và chuột thì đang đánh nhau tay đôi với nhau, hai người lúc thì tiến lên khi thì lùi xuống, lúc thì dính lấy nhau, lúc thì lại tách rời nhau ra, động tác nhanh không thể tả nổi. Những người trong bọn họ ai nấy nhìn đều khá bận rộn, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà bọn họ không tập trung ở võ quán. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ. Một cô gái mặc một bộ đồ da màu đen đang nằm dài trên một tảng đá lớn nhô lên ở phía đằng xa, vẻ mặt thản nhiên ngước nhìn lên những đám mây trắng ngần trên bầu trời xanh thẳm, không biết là nàng đang nghĩ gì nữa. Hoàng Thiên Trọng bước lại gần, hét lên, tập hợp. Phút, Tiểu Lý Thám Hoa lại vứt ra một hòn đá bay thẳng đập vào con ruồi làm cho nó nát bét. Bùm bùm bùm, hỏa dược nổ súng liên hồi, nhanh chóng thay đạn. Cùng một lúc 16 viên đạn bắn trúng đầu của 16 tấm bia người. Á hự! Cuộc chiến giữa khỉ và chuột thì ngày càng ác liệt hơn, những nắm đấm vun vút trong gió nghe khí thế vô cùng. Lại càng làm cho Hoàng Thiên Trọng tức đến hộc máu hơn là cô thiếu nữ mặc đồ đen giống như thể chẳng hề nghe thấy hắn nói gì vậy, thậm chí còn chẳng thèm quay ra nhìn hắn lấy một cái, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cứ mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời cao. Đội trưởng có lời, tập hợp. Hoàng Thiên Trọng lại quát lên một lần nữa. Mãi lần này đám người mới có phản ứng, Tiểu Lý Thám Hoa chạy lại, tháo gỡ chiếc khăn bịt mắt xuống, nhìn Hoàng Thiên Trọng cười nói, ái chà, anh chính là đội trưởng mới của chúng tôi phải không? Nào, để tôi xem thư bổ nhiệm của anh cái nào, chứ đừng có mà giả mạo đến đây nhận bừa. Hoàng Thiên Trọng mặc dù trong lòng tức đến phát điên kia, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn để không phát tiết ra bên ngoài, khóe miệng khẽ nở một nụ cười gượng. Rồi từ từ rút lá thư bổ nhiệm từ bộ quân đội trong túi mình ra. Tiểu Lý Thám Hoa nhìn lướt qua, nói, nhìn có vẻ là thật. Anh em khỉ và chuột cũng tiến đến, liếc mắt nhìn lá thư bổ nhiệm một cái, cười nói, không phải là giả đấy chứ. Nghe nói bây giờ bên ngoài làm giả ghê lắm, 20 nhân dân tệ là có thể mua được một cái bằng tốt nghiệp giả rồi, mà y hệt ấy, đến cả số mã cũng có. Cái dấu này có vẻ mờ nhỉ, phải gọi điện lên cho cấp tên hỏi mới được. Những việc khác thì có thể đùa được, chứ cái này thì không được đâu. Hỏa dược đứng cạnh đó sửa sang lại khẩu súng của mình, anh ta đến cả hứng thú quay mặt qua nhìn cũng không có nữa. Mấy người thấy rằng làm vậy thì có thể thay đổi được gì ư? Hoàng Thiên Trọng nhìn bọn họ cười he he nói. Chẳng thể thay đổi được gì cả. Mấy người không thể thay đổi được sự thực là Long Thiên Trượng rời khỏi Long Tức, lại càng không thể thay đổi một sự thực nữa đó là tôi trở thành đội trưởng Long Tức. Mấy người có thể nghi ngờ con dấu này là giả, cũng có thể nghi ngờ bức thư bổ nhiệm này là giả, nhưng từ giờ phút này trở đi, tôi đã trở thành cấp trên của mấy người, mỗi một câu nói của tôi đều là mệnh lệnh, hậu quả của việc làm trái mệnh lệnh thì không cần tôi phải nói chắc mọi người đều biết rồi chứ. Anh tới đây thì có thể thay đổi được gì? Giọng nói lạnh lùng của một người con gái cất lên. Hoàng Thiên Trọng nhìn vào cô gái đang bước lại gần mình với ánh nhìn đầy sát khí, cười nói, Ly, lâu lắm rồi không gặp. Tốt nhất là cả đời không gặp thì hơn. Ly lạnh lùng đáp lại. Anh đến đây thì có thể thay đổi được gì chứ? Anh cho rằng chúng tôi sẽ nghe theo lời anh à? Đừng nằm mơ nữa. Ha ha, Ly, hình như cô rất có thành kiến với tôi thì phải. Hoàng Thiên Trọng cười nói. Nói gì thì nói chúng ta cũng coi như anh em họ mà. Tôi không quen anh, tôi cũng không muốn trở thành họ hàng với loại người như anh. Ly khinh miệt nói. Nếu tôi mà là anh, thì tôi sẽ lập tức giao lại chức đội trưởng. Sau đó đi làm việc mà mình nên làm. Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Hỏa dược đứng ở đằng sau bổ sung thêm. Câm mồm, Hoàng Thiên Trọng đột nhiên xì mặt ra hét lên. Tất cả đội viên nghe lệnh, nhiệm vụ tập luyện của ngày hôm nay sẽ tăng lên gấp đôi. Người nào không hoàn thành được nhiệm vụ thì không được ăn cơm. Đây là mệnh lệnh, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là mệnh lệnh. Chẳng có ai động đậy. Ai nấy cũng được mặt quay ra nhìn Hoàng Thiên Trọng.
Nếu mấy người mà không nghe theo mệnh lệnh thì tôi sẽ báo với bộ quân đội về hành vi làm trái mệnh lệnh của các người. Hoàng Thiên Trọng nói với giọng đầy uy hiếp. Tiểu Lý Thám Hoa kéo tay Ly đang định tiến lên tranh cãi, anh ta bước lên trước một nước nói, thứ nhất, anh chỉ là thay mặt đội trưởng. Thay mặt đội trưởng với đội trưởng khác nhau ở chỗ nào? Có quyền hạn gì thì chúng tôi không được rõ, vì vậy cũng không thể tuân thủ mệnh lệnh một cách tùy tiện được. Thứ hai, nhiệm vụ luyện tập mỗi ngày của chúng tôi đã được Long Vương sắp xếp từ lâu rồi. Anh bắt buộc phải hủy mệnh lệnh của ông ấy đi thì mới có thể ban bố mệnh lệnh mới. Thứ ba, sắc mặt của Tiểu Lý Thám Hoa cũng đanh lại nói, cho dù anh có báo lên bộ quân đội thì làm sao? Có thể làm được gì? Tước cấp, đứng úp mặt vào tường, hay bắt tất cả chúng tôi đều phải ra hầu tòa án quân đội. Hoàng Thiên Trọng, anh muốn tăng quan, chứ chúng tôi thì không. Chúng tôi làm như vậy, là vì có người đáng để cho chúng tôi làm thế. Chúng tôi tình nguyện liều mạng vì người đó, tình nguyện thương tích ngổn ngang, máu chảy tứ phía, thậm chí là chết vì người đó. Còn anh thì không đáng. Anh không đáng. Anh không đáng. Anh không đáng. Chờ đến khi những người đó từ từ bước qua mặt hắn thì trong đầu Hoàng Thiên Trọng vẫn không ngừng vang lên ba chữ này. Á! Hoàng Thiên Trọng hét lên một tiếng, cơ thể lao vụt về phía trước, sau đó thì nhảy lên khỏi mặt đất đá thẳng vào cây cọc gỗ trước mặt. Răng rắc! Cây cọc gỗ dùng để luyện tập phát ra những tiếng răng rắc nứt đoạn, từng đường nứt xuất hiện trên đó, giống như những nếp nhăn có trên mặt người già vậy. Tôi không xứng, tôi không xứng ư. Hoàng Thiên Trọng thở hổn hển rồi cười lên như điên như dại. Hiện giờ tôi là đội trưởng Long Tức, tôi có thừa thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với các người, tôi không thể khiến cho các người chết vì tôi, nhưng tôi có thể khiến cho các người từng người một đi chịu chết. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn đến khiếp hồn, giống như một con ác quỷ chuyên đi ăn tim người khác vậy. Chương 980, đặt lên lửa mà nướng. Tần Lạc sau khi giúp Long Vương châm vào các huyệt vị trọng yếu của hai chân và lưng của Long Vương xong, hắn liền cất châm vào hộp và nói, Hoàng Thiên Trọng trở thành đội trưởng Long Tức rồi sao? Đội trưởng tạm thời thôi, Long Vương hứ lên nói. Sư phụ không cam tâm, Tần Lạc lâu lắm mới thấy Long Vương tỏ ra trẻ con như lúc này. Có phải là không cam tâm hay không, thì cũng không phải người ngoài có thể nhìn ra được điều kỳ diệu của vấn đề này đâu. Long Vương bật cười hình hịch, trông ông giống một con gấu. Trông múp míp dễ thương nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tần Lạc có lúc cũng phải nghi ngờ rằng, chưa bao giờ hắn thấy Long Vương hút thuốc hay ăn những loại thức ăn có phẩm màu, nhưng sao rằng ông lại ố vàng đến mức này nhỉ? Thế có điều kỳ diệu gì vậy? Tần Lạc kéo chiếc ghế tới ngồi trước mặt Long Vương, giống như một cậu học trò ngoan ngoãn nghe giảng vậy. Đội trưởng tạm thời tuy rằng có thể tạm thời nhận chức vụ của một đội trưởng thực thụ, nhưng nói cho cùng thì nó cũng không phải là một chức vụ chính thức. Long Vương vốn bây giờ không có việc gì làm, nên ông cũng muốn đem những chuyện trong bụng mà xả hết ra ngoài. Cũng may Tần Lạc cũng là người lựa chọn thích hợp, ông cũng muốn chỉ điểm cho Tần Lạc, một người chưa bao giờ lăn lộn tại chốn quan trường nhưng lại có độ giác tính rất cao này, đội trưởng tạm thời có một thời gian sát hạch, sau khi trải qua sát hạch thì mới có thể trở thành chính thức. Còn sát hạch không qua thì sẽ phải đi làm cái khác. Con cho rằng nó có thể qua được sát hạch không? Tại sao lại không qua được? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Theo đạo lý mà nói, bên trên đã đưa ra quyết định như vậy rồi, thì việc Hoàng Thiên Trọng trở thành đại đội trưởng đã là điều chắc chắn rồi. Nếu như Hoàng Thiên Trọng không qua được, thì chẳng phải bên trên đã quyết định sai lầm rồi hay sao? Đó là sự phối hợp cũng như năng lực điều hòa các thành viên trong đội. Long Vương tự tin nói, Long Tức là một thể thống nhất, tất cả các thành viên đều ăn cùng, ngủ cùng, hai người một đội đi thực thi nhiệm vụ, họ là những người trao tính mạng cho người đồng hành của mình mà hành động. Con có thể nói đó là tinh thần đồng tâm hiệp lực của họ, và nó có một khuyết điểm rất lớn, đó là rất khó để họ chấp nhận người ngoài nhảy vào trong bọn họ. Nếu như không để cho bọn họ chọn được một người đội trưởng mà họ khâm phục, bọn họ phản ứng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Long Thiên Trưởng đưa mắt về phía đông, đó là vị trí của Long Tức, nói, nếu như ta đoán không sai, thì bây giờ Hoàng Thiên Trọng chắc là đang vất vả lắm đây. Nếu mà như vậy thì sao bên trên vẫn phái hắn tới đó? Tại sao không trực tiếp chọn ra một đội trưởng có thể phát huy tác dụng của Long Tức? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Long Vương lắc lắc đầu nói, trăm ngàn năm nay, văn hóa quan trường của Trung Quốc quan trọng là ở chữ, đấu, muốn có tiền thì phải đấu thắng đối thủ hãng hay. Muốn làm việc vì dân vì nước, cũng phải đấu thắng đối thủ hãng. Nếu đầu óc là của một thằng bã đậu thì làm sao mà ngồi vào cái ghế nào được, lại làm sao có thể có năng lực để đi làm việc được?
không có năng lực thì ai còn nghe mình nữa chứ. Tần Lạc biết vậy, nhưng hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Lẽ nào bọn họ lại không hiểu điểm này hay sao? Tần Lạc lại nghĩ ra một câu hỏi mới, bọn họ biết quả sẽ như thế này rồi, sao vẫn còn phái Hoàng Thiên Trọng ngồi lên cái ghế đội trưởng làm gì? Bọn họ biết, nhưng bọn họ biết làm cách nào hơn? Long Thiên Trưởng lộ rõ vẻ bá đạo nói, Long Tức là do ta và Phong Tuyết, Thiên Minh ba người tạo dựng lên. Cho dù cả ba chúng ta có chết rồi, thì ảnh hưởng của chúng ta với Long Tức vẫn lớn hơn người thường rất nhiều. Bọn họ muốn có quyền lực, nên chỉ có thể phái người tới tranh đoạt mà thôi, không tranh đoạt thì làm sao mà lấy được nói thật lòng. Hoàng Thiên Trọng là người lựa chọn thích hợp nhất, nếu như không phải hắn quá ích kỷ, chỉ bo bo cho mình, thì ta cũng đồng ý đem Long Tức mà giao cho nó. Thật là đáng tiếc. Bây giờ hai bên đang ở thế giằng co, ta cược là Hoàng Thiên Trọng không thể nào làm vững được cục diện tại Long Tức, còn bọn họ thì lại đặt cược là Hoàng Thiên Trọng có thể. Ai thua ai thắng vẫn chưa phân rõ ra mà. Tần Lạc lập tức nghĩ tới các thành viên Long Tức như Lý Thám Hoa, Hỏa Dược, Quân Sư thì bất giác hắn bật cười. Có bọn họ ở đó, thì Hoàng Thiên Trọng chắc là khó nhằn lắm đây. Hơn nữa, còn có Ly ở đó nữa, nàng chính là người đại diện của Long Tức. Có nàng ở đó, thì đồng nghĩa là có Long Vương ở đó rồi. Những thành viên trong Long Tức sao lại có thể nghe lời Hoàng Thiên Trọng cơ chứ? Tần Lạc nhìn Long Vương nói, sư phụ khi đó cố tình tránh mặt đúng không? Cũng có yếu tố này. Long Vương không hề phủ nhận nói, thế công của bọn chúng đúng là rất mạnh, vì muốn cứu con ra, mà không ít các ông già đã đứng ra phô trương thanh thế. Nhưng con cáo già Điền Chân đó đã thổ huyết, lấy được bao nhiêu điểm trong mắt cấp trên. Bọn họ đều nói Hoàng Thiên Trọng rất tài năng, nên mới vứt hắn lên đống lửa mà nướng, xem nó là vàng thật, hay chỉ là đống sắt vụn mà thôi. Có khi bị nướng thành đống sắt vụn thật, Tần Lạc cười nói, có mấy người của Ly ở đó, Hoàng Thiên Trọng xem ra cũng khó lòng mà làm gì nổi. Bây giờ ta lo lắng nhất một tình huống, Long Vương nói. Bọn họ có thể làm thời gian của Hoàng Thiên Trọng làm đội trưởng tạm thời kéo dài ra, đến lúc đó các thành viên gạo cội trong Long Tức sẽ về hưu, và những thành viên Long Tức mới sẽ do hắn lựa chọn. Đến lúc đó Long Tức đã không còn là Long Tức nữa rồi. Vậy phải làm sao đây? Tần Lạc hỏi. Chờ quân sư trở về. Long Vương nói. Quân sư đi đâu rồi? Bởi vì đây có liên quan đến cơ mật quân sự, nên Tần Lạc chưa bao giờ hỏi quân sư đi đâu cả. Nhưng bây giờ Long Tức có biến động lớn như vậy, mà quân sư vẫn mãi chưa xuất hiện, nên Tần Lạc cứ thấp thỏm lo âu. Quân sư là Long Tức văn võ song tài, về độ lịch duyệt thì không hề kém Hoàng Thiên Trọng. Nhất là khi Long Vương bị liệt, nàng đã làm chức đội trưởng vô cùng tốt. Nếu quân sư quay lại, thì địa vị của Hoàng Thiên Trọng chắc chắn sẽ bị lung lay dữ dội. Nghĩ tới đây, Tần Lạc bất giác cảm thấy Hoàng Thiên Trọng hơi bị đáng thương. Hắn không phải là nhân vật chính, mà chỉ là con cờ của Long Vương và đối thủ của ông ấy mà thôi. Sự sống chết của Hoàng Thiên Trọng chẳng cần ai phải chú ý cả, mọi người chỉ quan tâm tới ai là người thắng và ai là người thua mà thôi. Tần Lạc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Long Vương tuy bên ngoài rất khoáng đạt rộng lượng, nhưng không phải vì thế mà ông lại không cẩn thận. Qua một thời gian dài tiếp xúc hắn cảm nhận được Long Vương mưu kế khôn lường, đến cả những tay gian hùng khét tiếng không phải cũng đã thổ huyết rồi đấy thôi. Tần Lạc rất muốn hỏi ông ấy rằng, hắn rốt cuộc là gì của ông, nhưng lại lo ông ấy trả lời như trong đoạn băng quảng cáo trên TV, con là tách trà líp tông của ta, thì đúng là bó tay. Nhưng Tần Lạc vẫn tin tưởng Long Vương, hắn không có lý do gì mà không tin tưởng cả. Nó giống như hắn tin tưởng Lệ Khuynh Thành mà hắn đã giao cả tập đoàn cực lớn vào tay nàng, để nàng tự do lo liệu vậy. Một người là người đàn bà hắn yêu, còn một người là người đàn ông hắn ngưỡng mộ. Đi là nhiệm vụ, Long Vương cười nói, một nhiệm vụ mà chỉ có nó đích thân đi làm thì mới có thể thành công được. Đối thủ rất mạnh phải không? Tần Lạc hỏi, bao giờ cô ấy về? Long Vương nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, có con ở đây thì ta chẳng lo lắng gì cả. Hoàng Thiên Trọng rất biết cách mượn thế lực khác, lần này hắn hoàn toàn lợi dụng Điền Chân nên mới có được như ngày hôm nay, xem ra cũng không phải hạng xoàng. Con và hắn đều thuộc loại bên ngoài thì nhu còn bên trong thì cương, lần này xem con và hắn sẽ đối đầu với nhau ra sao. Tần Lạc từ tiểu viện đi ra, vừa vặn lại trông thấy đội xe hào nhoáng của Văn Nhân Mục Nguyệt đang chậm chậm lái tới. Tần Lạc đứng đợi, chờ cho đám người bảo vệ Văn Nhân Mục Nguyệt xuống xe hết đã. Mặc dù bây giờ đang ở trong địa bàn của mình, nhưng đội bảo vệ Văn Nhân Mục Nguyệt không vì thế mà tỏ ra lơ là,
điều này có thể thấy gia tộc Văn Nhân coi trọng sự an toàn của nàng cao đến mức nào. Văn Nhân Mục Nguyệt hôm nay mặc một bộ quần áo thời thượng màu đen, trên cổ đeo một chiếc khăn màu trắng, càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của nàng. Trông nàng còn có dáng hơn cả mấy cô người mẫu quốc tế nữa. Dưới ánh đèn phản chiếu, gương mặt của nàng như đang phát ra ánh sáng, làm lu mờ hết cả xung quanh, tất cả gương mặt người khác dần dần mờ dần, nhưng gương mặt của nàng càng lúc càng hiện rõ ra trong mắt của Tần Lạc. Về rồi à, Tần Lạc cười nói, cứ như một anh chồng chờ đợi cô vợ của mình vừa đi làm về vậy. Cất tiếng hỏi câu này xong Tần Lạc cũng cảm thấy bản thân hắn thật vô duyên, sao lại hỏi một câu lãng nhách như vậy. Nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn. Nếu bận thì không cần ngày nào cũng tới đâu, Tần Lạc lại nham nhở nói. Văn Nhân Mục Nguyệt lúc này đã đi vào tiểu viện của mình nói, em là chủ nhân ở đây, có khách quý ở đây thì phải quay về đón tiếp chứ. Vậy sao lúc anh nằm ở đây lại chẳng thấy em về tiếp đón gì cả? Tần Lạc bông đùa nói. Bởi vì anh không phải là khách quý ở đây, Văn Nhân Mục Nguyệt đáp lại lạnh tanh. Hả, sao em lại có thể nói với anh như vậy cơ chứ? Tần Lạc ai oán nói. Anh rể, đó là vì chị em đâu có coi anh là người ngoài đâu. Văn Nhân Chiếu từ bên trong phòng chạy ra nói, anh nghĩ xem, anh đã là anh rể của em rồi, chị cần gì phải coi anh là khách quý nữa đúng không? Như thế chẳng hợp lẽ tí nào. Lắm điều, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ lườm Văn Nhân Chiếu một cái, rồi bước đi qua người hắn luôn. Sao cậu lại ở đây? Tần Lạc nhìn Văn Nhân Chiếu hỏi. Chờ anh chứ còn gì nữa? Văn Nhân Chiếu cười ha hả nói, em biết thế nào anh cũng đến, nên cố tình ở lại đây chờ anh, kết quả là lại ngủ quên bén đi mất. Chờ tôi làm cái gì? Tần Lạc hỏi. Văn Nhân Chiếu liếc mắt nhìn sang bên cạnh, rồi thấp giọng nói, nghe nói ông già sống ở bên kia là một cao thủ võ lâm, em muốn qua bên đó học võ với ông ấy. Em nghĩ rồi, em không hợp làm ngôi sao ngôi sọt gì đâu, em muốn học võ để bảo vệ cho chị. Tần Lạc suýt chút nữa thì đi dầu xuống đất, thằng nhóc này đúng là lý tưởng hóa vấn đề một cách khá nghiêm trọng. Tôi có thể hỏi giúp cậu, Tần Lạc nói, nhưng có dạy cho cậu hay không thì tôi không dám bảo đảm. Vâng vâng, cảm ơn anh rể nhiều lắm, Văn Nhân Chiếu vui mừng nói. Thế giới bỗng nhiên chìm vào trong một màn đêm. Mất điện ư, Tần Lạc hỏi. Vâng, Văn Nhân Chiếu phụ họa theo, lạ thật đấy, ở đây có máy phát điện độc lập, làm sao mà có thể mất điện được cơ chứ? Tần Lạc nghe vậy cả kinh, ba giò bốn cẳng chạy tới chỗ của Long Vương. Chương 981, có chút sự cố. Thực ra lo lắng một chỗ ăn ở đối với Tần Lạc là rất dễ, nhưng sắp xếp một chỗ ăn ở nghỉ ngơi cho Long Vương thì lại vô cùng khó. Long Vương là ông hoàng bộ đội đặc chủng, là một trong ba người sáng lập ra Long Tức, là giường cột của nước nhà, và là thần tượng tôn sùng của biết bao nhiêu người. Quan trọng hơn nữa là đôi chân của ông tàn tật, mất đi khả năng tự bảo vệ mình. Sau khi ông rời Long Tức, thì đã mất đi sự bảo hộ của các cao thủ tuyệt vời nhất, nếu như có người nhân cơ hội này mà tiêu diệt ông, thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Sự an toàn của ông phải đảm bảo như thế nào mới là quan trọng. Do vậy người mà hắn tìm đầu tiên chính là Văn Nhân Mục Nguyệt, bởi vì trong mắt của hắn thì sự bảo hộ của gia tộc Văn Nhân cũng tầng tầng lớp lớp hết mực nghiêm ngặt. Trong phạm vi lựa chọn, thì ngoại trừ Long Tức ra, thì Tần Lạc cảm thấy nơi ở của Văn Nhân Mục Nguyệt là nơi an toàn thứ hai sau Long Tức. Tần Lạc từ chỗ mã duyệt đã được nhìn thấy một tổ hợp số, người phụ nữ hàng năm phải đối mặt với hàng trăm lần tấn công lớn nhỏ mà cho đến giờ vẫn còn sống sót thì có thể tưởng tượng. Lực lượng bảo vệ bên cạnh nàng đã đạt tới cấp độ khủng khiếp như thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể khiến cho Tần Lạc nới lỏng cảnh giác. Căn biệt thự này của Văn Nhân Mục Nguyệt cách căn biệt thự mà Long Vương ở không xa lắm, cũng chỉ cách có hai vườn hoa và một con đường đá mà thôi. Tần Lạc bước nhanh về phía trước, khu vườn của Long Vương tối đen như mực. Sư phụ, Tần Lạc lớn tiếng gọi. Không có ai đáp lại. Tần Lạc thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng hắn không tùy tiện lên tiếng gọi như lần trước. Vì hắn đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình vừa mới xông vào đã hét lên gọi, làm như thế kỳ thực là đã phạm tới điều tối kỵ trên chiến trường. Ly đã từng nói với mình rằng, trong lúc hai bên rằng có quyết liệt thì việc lên tiếng cũng có nghĩa là đã để lộ thân phận của mình. Nếu vừa rồi Long Vương đáp lại hắn, thì không phải đã làm lộ vị trí ẩn nấp của mình cho sát thủ đứng trong bóng tối hay những tay súng bắn tỉa rồi hay sao? Gió êm biển lặng, sao sáng khắp trời. Trên mặt sàn nhà có một cái bóng đen lớn đang tiến sát gần lại Tần Lạc, giống như một vùng trời đầy sao đã bị đám mây đen che kín vậy. Tần Lạc lạnh hết cả gáy,
thân thể co cứng lại, sau đó hắn đợi cho cái bóng đen đó tiến sát lại gần mình, rồi gần mình thêm một chút nữa. Đột nhiên, Tần Lạc xoay người 180 độ, vung mạnh tay vào cái bóng đen đó. Bốp! Nắm đấm của Tần Lạc đáp trúng lòng bàn tay to lớn đã được băng bó, sau đó bên tai hắn truyền lại một giọng quen thuộc. Là tôi đây. Đại đầu, Tần Lạc giờ mới nhìn rõ người đứng đằng sau mình. Sư phụ đâu? Long Vương không sao, đại đầu nói, cậu ta thả tay Tần Lạc ra và nhìn ra tứ phía, hỏi, vì sao lại mất điện thế? Tôi không rõ, Tần Lạc nói, tôi sợ có người cố tình tạo ra tình huống này để nhân cơ hội hành thích sư phụ trong bóng tối, nên đã vội chạy tới đây, có xảy ra chuyện gì không? Muốn lấy đi cái mạng già của ông già này cũng không phải là chuyện đơn giản như thế đâu. Long Vương chống nạng bước ra từ trong bóng tối, cười ha ha nói, ta vừa mới nói với người ta là nếu đối thủ không chết thì ta sẽ sống lâu hơn chúng, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể lật thuyền ở trong cái khe nước được chứ. Vì Long Vương tới đây, nên văn nhân Mục Nguyệt đã đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ an toàn cho viện điều dưỡng này. Thậm chí nàng còn điều cả một cao thủ của Thiên Tự Hạo trong đội bảo vệ bên cạnh mình cùng với một tốp cao thủ của Địa Tự Hạo đến để ngầm bảo vệ cho Long Vương nữa. Phải biết rằng, bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt cũng chỉ có ba cao thủ của Thiên Tự Hạo. Điều động một trong ba người bọn họ đến đây thì văn nhân Mục Nguyệt đã phải nhận lại những lời phản đối kịch liệt từ Mã Duyệt và đội Mưu Trí. Tất nhiên là văn nhân Mục Nguyệt cũng không phải là kiểu người phụ nữ khi bị người khác phản đối thì lập tức thay đổi chủ kiến của mình. Khi thấy động tĩnh bên trong tiểu viện thì cao thủ ở tứ phía đồng thời có hành động, tất cả vây kín lấy căn biệt thự của Long Vương. Có điều, những cao thủ này đều là những người được huấn luyện đàng hoàng, bọn họ không hề xông thẳng vào bên trong căn biệt thự. Vì làm như thế trong trường hợp không phân rõ ta với địch, sẽ rất dễ xảy ra thảm kịch tự giết lẫn nhau. Văn nhân Mục Nguyệt cũng kịp tới đây trong sự bảo hộ của đám vệ sĩ, khi nhìn thấy Tần Lạc, Đại Đầu và Long Vương đều không bị xây sát gì thì mới thở phào một tiếng nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì đâu, Tần Lạc cười nói, sao đột nhiên lại cắt điện thế? Văn nhân Chiếu không phải nói rằng trong viện điều dưỡng này có máy phát điện sao? Đã bảo người đi điều tra rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Rất nhanh, kết quả điều tra đã có. Mã Duyệt sau khi nói vài câu với người ta qua di động thì bước tới trước mặt văn nhân Mục Nguyệt thì thầm gì đó. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu một cái rồi bước tới trước mặt Long Vương nói với vẻ bình tĩnh và có lỗi, để cho Long Lão phải kinh sợ rồi. Do máy móc của viện điều dưỡng xảy ra vấn đề nên đã bị ngắt điện, thực sự là vô cùng có lỗi. Không sao, Long Vương đáp, là do mấy đứa này mẫn cảm quá đó thôi. Làm chuyện ầm ầm như thế thực lòng làm cho Long Mộ áy náy quá. Long Lão khách khí quá. Chúng cháu rất vinh hạnh vì ông đã tới đây. Ông của cháu bảo cháu gửi lời hỏi thăm ông. Ông còn nói cháu hỏi xem Long Lão khi nào có thời gian để ông đến đây tìm Long Lão đánh cờ. Tôi chỉ là một ông già không tiền, không quyền không thế mà thôi. Ngoài thời gian ra thì chẳng còn gì hết. Lão tiên sinh Văn Nhân Đình đồng ý tới đây đánh cờ với Long Mộ thì đó quả thật là một mong muốn khó mà thành hiện thực của Long Mộ rồi. Vậy thì không làm phiền Long Lão nữa, Long Lão nghỉ ngơi sớm đi. Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra lại rồi, sẽ sớm có điện lại thôi. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu một cái, sau đó dắt theo người của nàng rời đi. Tần Lạc chạy đi lấy một chiếc ghế rồi đỡ Long Vương ngồi xuống, hỏi, sư phụ không sao chứ? Không sao, Long Vương nói, sau khi mất điện thì ta đã nấp vào một chỗ rồi, chẳng nhìn thấy ai hết, thì làm sao có chuyện gì xảy ra được? Tần Lạc cười nói, trốn đi là tốt rồi, con chỉ sợ sư phụ cứ đánh trực diện với địch thì. Mục Nguyệt cẩn thận lắm, để không làm phiền sư phụ nghỉ ngơi, cô ấy đã sắp xếp người ở bên ngoài hết, nhưng chỉ cần có động tĩnh gì là toàn bộ bọn họ sẽ tới đây trong thời gian nhanh nhất. Ta biết, cô gái này là cô gái thông minh nhất mà ta từng thấy. Long Vương gật đầu khen ngợi, con gái thông minh quá cũng không phải là một việc tốt. Những việc mà cô bé vốn không phải gánh vác thì đều đè nặng lên vai cô bé. Lão hồ ly Văn Nhân Đình không phải muốn tìm ta để đánh cờ hay sao? Đợi ông ta đến rồi ta sẽ nói vậy với ông ta. Cứ nghĩ tới cách sống của Văn Nhân Mục Nguyệt và những trách nhiệm mà nàng phải gánh vác, thì Tần Lạc lại cảm thấy chua xót cõi lòng. Phụ nữ kiếm nhiều tiền quá rồi thì cũng để làm gì? Chẳng có những cô bạn thân thiết để cùng tâm sự, đi dạo phố, không có bạn trai để mà làm nũng rồi sai khiến, không thể đi lại tự do hết các nơi, không thể hát karaoke qua đêm như bao người khác. Mỗi khi làm bất cứ việc gì thì đều có vô số con mắt dán lấy, mỗi một bước đi thì đều có một đám người đi theo. Đây gọi là hưởng thụ ư? Không,
phải gọi là ngồi tù mới đúng. Đúng vậy, Tần Lạc nói theo, Mục Nguyệt thực sự là rất vất vả. Chẳng khác nào khổ hành tăng cả, phải để cho lão gia Văn Nhân giảm bớt gánh nặng cho cô ấy. Long Vương nhìn Tần Lạc, tủm tỉm cười nói, xem ra quan hệ giữa con với cô bé này cũng không tệ chút nào thì phải. Ha ha, Tần Lạc cười lấy lệ, rồi nói, chúng con đúng là những người bạn tốt của nhau. Thế việc con đến Yến Kinh để từ hôn là thế nào? Long Vương vạch trần sự thật nói. Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn Long Vương nói, sư phụ đến cả chuyện này mà cũng biết ư. Long Vương nhìn Tần Lạc, bất đắc dĩ nói, con nghĩ rằng ta sẽ thu nhận con làm đồ đệ trong trường hợp không biết gì về con hay sao? Con nghĩ rằng Phó Phong Tuyết đã tùy tiện trao cho con tấm bài đó hay sao? Mặc dù con không thèm, nhưng lấy danh nghĩa Long Tức đem ra ngoài thì vẫn có thể dọa được người khác đấy. Nếu con mà là một người xấu thì con có thể cầm tấm bài này ra ngoài để phục vụ cho việc thăng quan tiến chức của mình thì cũng không phải là một việc gì khó khăn. Chúng ta còn chưa hồ đồ đến mức đó đâu. Con chỉ là không ngờ sư phụ lại quan tâm cả tới chuyện này. Tần Lạc cười nói. Sao lại không quan tâm đến chuyện này được? Từ hôn với người chủ chốt trong gia tộc Văn Nhân là Văn Nhân Mục Nguyệt, việc này mà lộ ra bên ngoài thì sẽ là một việc làm kinh động cả cái đất Yến Kinh này, vậy thì sao ta lại không quan tâm được cơ chứ? Tiếp đó, Long Vương lại lắc đầu nói, đáng tiếc. Con với con bé đó cũng là một đôi đấy, nhưng bên cạnh con có quá nhiều phụ nữ, như thế thì lại thành kiếp nạn đào hoa rồi. Tần Lạc, con ngàn vạn lần đừng có đi vào con đường mòn của Phong Tuyết nhé. Đàn bà có thể tạo nên một người đàn ông, nhưng cũng có thể dễ dàng hủy hoại một người đàn ông. Phó Lão ư, Tần Lạc như vừa phát hiện ra một châu lục mới, hắn kinh ngạc hỏi với vẻ tò mò, Phó Lão làm sao ạ? Vì sao con lại không được đi vào con đường mòn của ông ấy? Long Vương khoát tay cười nói lỡ miệng, việc này con cứ hỏi thẳng ông ấy thì hơn, ta nói xấu sau lưng như thế thì không được tốt cho lắm. Sư phụ, Tần Lạc chỉ muốn biến ngay thành một cô bé nhỏ xinh để ôm lấy cổ Long Vương mà nũng nịu, hoặc biến thành một đại cao thủ bóp nghẹt cổ ông mà uy hiếp ông phải nói ra toàn bộ sự tình. Đi hỏi ông ấy. Long Vương không có ý định khai ra. Tần Lạc à, không phải ta muốn nói con đâu. Phong Tuyết tặng cho con một món quà quý giá như vậy, thì khi nào có thời gian con hãy đến đó nói chuyện với ông ấy cho vui. Ông ta có nhiều bảo bối trên người lắm đấy, lại cũng giống ta chẳng có con cái gì, con lấy được từ ông ta một thứ, không phải là đã được hời lớn rồi hay sao? Cho ai cũng là cho con cũng là cho. Có ta ở đây, chắc ông ấy cũng không đối xử bất công đâu. Nếu sư phụ đã nói vậy thì khi nào con không có việc gì, con sẽ đến thăm Phó Lão. Tần Lạc cười nói. Không phải Tần Lạc không muốn tiếp cận nhiều với Phó Phong Tuyết, mà là do ngày trước lúc nào ông cũng ở trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, cho dù Tần Lạc có muốn tới gần cũng không có lý do gì để tới cơ. Hơn nữa, mình là đồ đệ của Long Vương. Mà ngày nào cũng chạy tới để nịnh nọt lấy lòng Phó Phong Tuyết, thì mọi người sẽ nghĩ gì đây? Long Vương sẽ nghĩ gì đây? Bây giờ Long Vương chủ động nói ra như vậy rồi, Tần Lạc có đến đó thì tình hình sẽ không giống như những lần trước nữa. Hơn thế, ý của Long Vương là lo người ta sẽ cướp đi bảo bối trong tay Phó Phong Tuyết. Là ai chứ? Đột nhiên trong đầu Tần Lạc hiện luôn lên hình ảnh của Hoàng Thiên Trọng, khuôn mặt mà có nhìn thế nào cũng không được người ta ưa thích bằng khuôn mặt dễ thương của mình. Phó Phong Tuyết và cha của Hoàng Thiên Trọng thân nhau như anh em trong nhà. Bây giờ Long Vương lại không có ở đó, nếu Hoàng Thiên Trọng lấy lòng Phó Phong Tuyết thì cũng khó mà nói trước được Phó Phong Tuyết sẽ không đối xử tốt với hắn ta. Long Vương thấy Tần Lạc đã hiểu ý mình muốn nói, thì phất tay nói, đi xem cô bé đó xem sao đi. Chỗ cô bé đó có thể xảy ra chuyện rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.